Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1851, lợi dụng tất cả tư chất có được. Vậy cũng được, năm xưa khi tôi đi đánh du kích thì căn bản gặp đối thủ rất xảo quyệt, thế nhưng đối phương cũng không trụ được lâu. Ông lão cười đắc ý giống như đã trở về khoảng thời gian năm xưa. À, tôi từng nghe bố nói về chuyện này, nghe nói ngài năm xưa chưa từng thất bại. Người đàn ông trung niên họ Đỗ cười hì hì nịnh nọt nói. Lời nói nịnh nọt của người đàn ông trung niên họ Đỗ không những nhận được những lời tán thưởng, ngược lại còn bị mắng một trận, được rồi, bố của anh rõ ràng là hồ đồ, anh cũng hồ đồ theo sao? Nào có người nào không thất bại, năm xưa không phải tôi cũng bị người ta đuổi đánh suýt chết sao? Tất nhiên, khi đó là vì quân số bên ta quá ít. Sau khi nghe ông lão giải thích thì người đàn ông trung niên họ Đỗ không biết nói sao cho phải. Người già đi đôi khi lại trẻ lại. Thậm chí còn háo thắng hơn cả khi còn trẻ. Đúng vậy, cũng không nhìn xem ngài là ai. Người đàn ông trung niên họ Đỗ do dự giây lát rồi quyết định nói theo lời của ông cụ, như vậy sẽ tốt hơn. À, tiểu Đỗ tử, cậu có thể đổi lại là câu nói khác được không? Lúc nào cũng là câu này, nếu cậu không thay đổi, tôi sẽ sắp xếp cho người khác nhận công tác của anh. Dù anh xuống bên dưới làm một vị chủ tịch huyện cũng căn bản còn tốt hơn cứ mãi ở bên cạnh tôi thế này. Ông lão mặc dù mắng nhưng lời nói có vài phần bảo vệ, căn bản cực kỳ lay động lòng người. Người đàn ông trung niên họ Đỗ nhìn thoáng qua ông lão, sau đó cười nói, ngài cũng đừng đuổi tôi đi, tôi cũng không làm việc gì khác, sẽ mãi đi theo ngài nhận công tác. Bây giờ không phải có câu nói muốn giỏi thì đi theo người già sao, thế nên tôi theo ngài. Tiểu tử này đúng là. Ông lão chỉ vào người đàn ông trung niên họ Đỗ thì trực tiếp nói sang chuyện khác, tiểu Đỗ tử, hôm nay chúng ta phải chiến thắng, đi, chúng ta đắc thắng quay về. Vâng, người đàn ông trung niên họ Đỗ đồng ý một tiếng nhưng tốc độ chạy xe vẫn không nhanh hơn chút nào, phương pháp lái xe của hắn nếu rơi vào trong mắt người khác, căn bản cảm thấy không ra thể thống gì. Một chiếc xe tốt mà chạy quá chậm, không phải chẳng ra gì sao. Sau khi đi vào sân thì người đàn ông trung niên họ Đỗ nhanh chóng mở cửa xe dìu ông cụ đi xuống. Lúc này ông lão khá hào hứng, không khỏi hát một câu kinh kịch, nhìn qua rất thản nhiên. Người đàn ông trung niên họ Đỗ có tâm tình rất tốt, công tác của hắn chủ yếu là quan tâm đến thủ trưởng của mình, chỉ cần thủ trưởng có tâm tình vui vẻ, hắn sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng khi người đàn ông trung niên họ Đỗ mở cửa ra thì chợt sững sờ, ông lão cũng đã nhìn thấy tình hình bên trong. Thế nên hát được một nửa mà không thể tiếp tục. Nhưng nếu so sánh với tiểu Đỗ thì phản ứng của lão là rất nhanh, lão khẽ ho khan một tiếng rồi đi vào bên trong. Giám đốc Trân, mời ngài một ly. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên dùng giọng vui vẻ nói với Trân Đông Chính. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ thì Trân Đông Chính cùng Vương Tử Quân uống hết một chai rượu, tuy tử lượng của hắn là rất tốt thế nhưng dù sao cũng là người 60 tuổi, căn bản cảm thấy đầu óc run lên. Chỉ là hắn căn bản không còn mấy sức lực để đề phòng, thế nên càng trực tiếp xưng hô anh em với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân, cậu thật sự rất hào sảng, tôi đây là người làm anh. Trân Đông Chính còn chưa nói hết lời thì thấy bố mình đứng phía bên kia. Từ nhỏ hắn đã có tâm lý e ngại bố mình, thế nên khoảnh khắc này chợt cảm thấy men say bốc đi hơn phân nửa. Hắn cũng bất chấp hình tượng mà nhanh chóng đứng lên nói, bố, ngài đã về rồi. Trân lão nhìn con trai nâng ly rượu mà không khỏi sinh ra cảm giác nói không nên lời. Chính mình vừa rồi nói rằng đã thắng một trận tránh né, thế nhưng không ngờ người ta đang uống rượu ở nhà mình. Hừ, Trân lão lạnh lùng hừ một tiếng với con trai, sau đó ánh mắt nhìn qua Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân khẽ cười cười với Trân lão, ngài đã về rồi, tôi và giám đốc Trân mới gặp đã thân, thế nên cùng uống vài ly. Trân lão nhìn bộ dạng của Vương Tử Quân cũng có hơi say, thế là hừ một tiếng nói, Chủ tịch Vương, ngài là người vội vàng công tác nhưng lại rảnh rỗi đến đây uống rượu, có phải là làm việc thiếu trách nhiệm hay không? Công tác thật sự quá bận rộn nên lúc có thời gian cũng phải nghỉ ngơi một chút, không phải có câu lao động kết hợp với nghỉ ngơi sao? Vương Tử Quân nói rồi đặt ly rượu xuống, hôm nay tôi có nửa ngày rảnh rỗi thế nên mới chạy đến cảm tạ Trân lão. Bây giờ tôi nhận được sự ủy thác của các vị lãnh đạo tỉnh Mật Đông đến thăm ngài, đây không phải là công tác sao? Miệng lưỡi trơn tuột, Trân lão nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, lão biết mình nếu đấu võ mồm thì không lại người trẻ tuổi này,
thế nên chỉ có thể chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Trần Lão mà không khỏi cười hì hì, cũng không nói thêm điều gì. Trần Lão nhìn con trai vội vàng đặt ly rượu xuống thì hừ một tiếng nói, anh nói bọn họ dâng trà lên đây, tôi có hai câu cần nói với Chủ tịch Vương. Trần Đông Chính rất tiêu sái trước mặt Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ đối mặt với bố mình thì căn bản không dám cãi lại. Hắn và Tiểu Đỗ nhanh chóng rời đi, chỉ sau 2 phút đã dọn dẹp xong phòng khách. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Trần Lão, hắn cười ha hả thăm hỏi ân cần tình hình sức khỏe và phương diện ăn uống của ông Lão, vài phương diện thế này mà mất hơn 10 phút. Trần Lão tuy không thích Vương Tử Quân nhưng vẫn phải mỉm cười đáp lại. Sau khi báo cáo tình hình công tác của Mật Đông, Vương Tử Quân thành tâm mời Trần Lão về quê thăm thú một lần. Cứ như vậy là xong sao? Trần Đông Chính nhìn Vương Tử Quân rời đi mà dùng giọng khó tin hỏi bố mình. Trần Lão nhìn gương mặt khó coi của con trai mà vẻ mặt càng thêm bất mãn, Lão hừ một tiếng nói, anh nghĩ rằng tôi còn phải mời rượu anh ta nữa sao? Trần Đông Chính không dám lên tiếng, dù sao thì uy phong của ông cụ vẫn còn quá mạnh, hắn cũng không muốn bị bố mắng. Khi hắn cúi đầu không nói thì Trần Lão thở dài một hơi, với khả năng của anh mà đòi xuống tuyến dưới làm chủ một phương sao? Hi hi, chỉ sợ anh chưa xuống đến địa phương đã bị người ta ăn sạch cả xương rồi. Bố, ngài nói xem anh ta đã chờ ở đây cả ngày nhưng chỉ nói những lời nhàm chán như vậy, ngài xem anh ta đến vì cái gì vậy? Tuy Trần Đông Chính không dám phản bác lời của bố mình thế nhưng năng lực nói sang chuyện khác là không tệ. Vấn đề của Trần Đông Chính làm cho Trần Lão trầm ngâm giây lát, khi Trần Đông Chính cho rằng bố mình sẽ không nói, lại nghe bố mình thở dài nói, được rồi, những chuyện này anh không cần xen vào, cứ thế nào thì mặc kệ. Vương Tử Quân nhìn những thứ trên bàn làm việc của mình, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn cẩn thận đọc qua một lượt, sau đó gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo, yêu cầu nhanh chóng đến phòng làm việc của mình. Trương Tề Bảo đến rất nhau, 3 phút sau khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì Trương Tề Bảo đã đi vào trong phòng. Trương Tề Bảo nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cảm thấy có chút ớn lạnh. Tuy Trương Tề Bảo đi theo Vương Tử Quân thời gian khá dài, quan hệ với Chủ tịch Vương cũng càng ngày càng tốt, thế nhưng hắn lại cực kỳ cảm thấy sợ hãi Vương Tử Quân. Chủ tịch, ngài tìm tôi sao? Trương Tề Bảo thu hồi tâm tư của mình cung kính đi đến bên cạnh Vương Tử Quân cười nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo, sau đó cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo ngồi xuống cái đã. Trương Tề Bảo cũng không lập tức ngồi xuống, hắn châm đầy ly trà cho Vương Tử Quân, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Thư ký trưởng, anh xem thứ này đi. Vương Tử Quân cũng không khách khí với Trương Tề Bảo, hắn trực tiếp đưa tài liệu trong tay đến. Trương Tề Bảo tiếp nhận tài liệu nhìn thoáng qua, đó là văn kiện xin chỉ thị về phát ly cung của thành phố Linh Long. Những thứ được đưa đến cho Vương Tử Quân đều được Trương Tề Bảo xem qua, khi hắn xem qua văn kiện này, hắn cảm thấy văn kiện này không được thông qua. Dù sao thì đầu tư là quá lớn, hơn nữa Trương Tề Bảo cảm thấy Chủ tịch Vương sẽ không giúp đỡ những công trình thế này. Nhưng Sầm Vật Cương lại cho ra chỉ thị, yêu cầu tiến hành giúp đỡ những sản nghiệp du lịch như thế này, tình huống này căn bản tồn tại nhiều chuyện. Anh thấy thế nào? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ hỏi Trương Tề Bảo. Chương 1852, một cánh tay không vặn được đùi. Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi hắng giọng nói, Chủ tịch, tôi cảm thấy ý nghĩ của thành phố Linh Long là rất tốt, thế nhưng bỏ nhiều tiền như vậy để đầu tư phát ly cung là quá lỗ mãng. Dù sao thì cảnh quan du lịch nhân tạo cũng không quá mức thu hút khách du lịch, phương diện này còn phải kiếm thêm nhiều luận chứng nữa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trương Tề Bảo, hắn căn bản có chút thỏa mãn. Tuy Trương Tề Bảo nói ra một tràng thế nhưng cuối cùng vẫn có ý nghĩ rõ ràng. Vương Tử Quân thật sự đã có quyết định của mình ở sự kiện này, sở dĩ hắn lo lắng chỉ là vì với phương diện phê chỉ thị của Sầm Vật Cương. Giữa hắn và Sầm Vật Cương đã đạt đến trạng thái cân bằng, hắn không muốn phá vỡ trạng thái cân bằng này. Nhưng có một số việc mà Vương Tử Quân muốn làm và không thể làm được. Sau khi dùng bút viết xuống một hàng chữ, Vương Tử Quân tiện tay đưa cho Trương Tề Bảo, chuyển văn kiện xin chỉ thị này cho Ủy ban Cải cách và thành phố Linh Long. Trương Tề Bảo cũng không nhìn qua, hắn cầm văn kiện trong tay rồi khẽ nói, Chủ tịch, vừa rồi tôi có liên hệ với văn phòng của Trần Lão, hành trình của Trần Lão đã được xác định.
Ngày mùng 5 tháng sau Trần Lão sẽ xuất phát từ thủ đô, sẽ ở lại tỉnh Mật Đông 20 ngày. 20 ngày cũng không phải là thời gian ngắn, Vương Tử Quân nhìn qua cuốn lịch, chợt phát hiện đã là cuối tháng, chỉ còn 10 ngày nữa là đến mùng 5 tháng sau. À, anh liên hệ với thư ký trưởng phương diện tiếp đãi Trần Lão thì phải cho ra phương án cụ thể. Tôi sẽ liên lạc với thư ký trưởng Phương. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi khẽ nói, Chủ tịch Vương, tôi nghe Bí Thư Sầm nói ngày mai Bí Thư Sầm sẽ đến thành phố Linh Long, huyện Giáp Giao là trọng điểm trong hành trình của Bí Thư Sầm. Huyện Giáo Giao là quê nhà của Trần Lão, Sầm Vật Cương lần này đi đến huyện Giáp Giao căn bản có ý nghĩa quá rõ ràng. Vương Tử Quân cười cười nói, có Bí Thư Sầm coi trọng thì chúng ta cũng an tâm hơn. Trương Tề Bảo không lên tiếng mà rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi cửa phòng đóng lại, Vương Tử Quân khẽ thở dài một hơi. Khi hắn rơi vào trầm ngâm thì điện thoại chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Sầm Vật Cương gọi đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chủ tịch Vương, tôi là Sầm Vật Cương, bây giờ có thời gian không? Nếu có rảnh thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Giọng nói trầm bổng của Sầm Vật Cương truyền đến trong điện thoại. Sầm Vật Cương nói mặc dù có chút khách khí nhưng rất bá đạo, lại căn bản không có chút biến đổi. Giọng điệu của lão tuy có vẻ bình thản nhưng thái độ rất chân thật đáng tin. Sầm Vật Cương lần này tìm đến mình là vì cái gì? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi sải bước đi về phía văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này. Thư ký của Sầm Vật Cương đã chờ sẵn nơi cửa. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng tiến lên mời vào trong phòng Sầm Vật Cương. Chủ tịch tỉnh, tôi nghe nói trước đó anh về thủ đô có đến thăm hỏi mời Trần Lão có phải không? Sầm Vật Cương chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì cười ha hả hỏi. Vương Tử Quân gật đầu nói, Trần Lão luôn là tiền bối của tỉnh Mật Đông, dù thế nào cũng phải đến thăm hỏi ông ấy. Đúng vậy, Trần Lão gần đây cực kỳ giúp đỡ với sự phát triển của Mật Đông. Sự phát triển của Mật Đông cũng không ly khai khỏi sự thúc đẩy của Trần Lão, thế nên về thủ đô cũng cần phải trao đổi với Trần Lão, điều này là cực kỳ cần thiết. Đồng thời Trần Lão rất coi trọng đến sự phát triển của chúng ta. Sầm Vật Cương mặc dù nói đến tầm quan trọng của Trần Lão với sự phát triển của Mật Đông, thế nhưng lời nói này lại làm cho Vương Tử Quân cảm thấy người này rất tự đắc. Loại cảm giác tự đắc này căn bản là tiền vốn để người ta có thể kiêu ngạo. Vương Tử Quân biết rõ Sầm Vật Cương thông qua phương thức này để nói cho mình biết, mối quan hệ giữa tôi và Trần Lão là không tầm thường. À, vài ngày trước tôi có xem qua tư liệu, Trần Lão thật sự rất quan tâm đến sự phát triển của Mật Đông. Chủ tịch Tử Quân, anh đã đến thăm Trần Lão, bây giờ ông cụ vẫn khỏe đấy chứ? Sầm Vật Cương uống một ngụm trà rồi cười hỏi. À, sức khỏe của Trần Lão rất tốt. Vương Tử Quân cười cười, khi tôi đến thì Trần Lão còn đi thăm hỏi vài người bạn, tinh thần của ông cụ la rất tốt. Sau khi nghe Vương Tử Quân cảm khái thì Sầm Vật Cương cười hì hì mà không nói lời nào, thế là bầu không khí trong phòng có chút yên tĩnh. Chủ tịch Tử Quân, lần này Trần Lão đến Mật Đông, phía thành phố Linh Long cũng cần phải nghênh đón Trần Lão, tôi đã sắp xếp cho người thành phố Linh Long, yêu cầu bọn họ làm tốt công tác của mình. Sầm Vật Cương nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trong tỉnh nên cho ra một phương án cụ thể. Chuyện này tôi nhất định sẽ cố gắng chứng thực, Vương Tử Quân cười cười dùng giọng bình thản nói. Hai người nói vài câu liên quan đến phương diện tiếp đãi, Sầm Vật Cương chợt nói, Chủ tịch Tử Quân, Giám đốc Sở Hồng Đạo của Sở Khoa học Công nghệ những năm qua liên tục cho ra nhiều thành tích, hơn nữa là người ổn định, căn bản là một mầm mống tốt. Sở Hồng Đạo. Vương Tử Quân lập tức nghĩ ngay đến một người đàn ông không cao thế nhưng giọng điệu có vài phần vang dội. Hắn từng đi đến kiểm tra công tác của Sở Khoa học Công nghệ, có cho ra vài lời bình luận. Lúc này Sầm Vật Cương nói đến Sở Hồng Đạo, rốt cuộc là có ý gì? Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân thản nhiên nói, đối với Sở Hồng Đạo thì tôi tiếp xúc không nhiều, còn chưa quá quen thuộc. Chủ tịch Tử Quân. Sở Khoa học Công nghệ là một đơn vị có sức sản xuất mạnh mẽ, trợ lực rất lớn, anh là chủ tịch tỉnh cũng nên tiếp xúc nhiều hơn với các đồng chí thuộc chiến tuyến khoa học công nghệ. Sầm Vật Cương giống như không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân mà cười ha hả nói. Sầm Vật Cương hôm nay làm sao vậy? Người này nhắc đến Sở Hồng Đạo là gì ý gì? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói,
Bí thư ngài nói đúng, sau này tôi sẽ liên hệ với giám đốc sở. Chủ tịch Tử Quân, nguyên tắc của chúng ta là nên tiến hành bồi dưỡng những đồng chí có năng lực, nhanh chóng đưa bọn họ đến vị trí thích hợp, tăng cường phát huy tác dụng của bọn họ trên cương vị công tác. Đồng chí chủ tịch Bản Tiến hai ngày trước có nói mình công tác bận rộn, có đôi khi khó chiếu cố công tác, tôi cảm thấy như vậy cũng đúng, công tác của mặt trận Tổ quốc rất quan trọng. Vài ngày trước tôi có về thủ đô tham gia họp, tuyến trên có đưa ra vài lời phê bình với công tác của mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy, nói chúng ta không quá coi trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1852, hai cánh tay không vặn được đùi. Sầm Vật Cương thở dài một hơi nói, tôi tùy giúp đỡ đồng chí Bản Tiến giải thích một chút ở phương diện này, thế nhưng lãnh đạo vẫn có vẻ không hiểu, cảm thấy chúng ta khi phân công công tác không nắm chắc, yêu cầu chúng ta làm tốt công tác phân công, không cần xuất hiện những trường hợp tương tự. Sầm Vật Cương nói gì thì Vương Tử Quân đã hiểu, hắn nhìn vẻ mặt ngưng tụ của Sầm Vật Cương, sau khi trầm ngâm giây lát thì nói, Bí thư Sầm, chủ tịch Bản Tiến xem như cũng đủ vất vả. Anh xem anh Trần bên sở tài nguyên môi trường như thế nào. Anh ấy chính là một con bò già xưa nay cúi đầu chăm chỉ kéo xe, không bằng để anh ấy tiến nhận gánh nặng của đồng chí Bản Tiến. Giám đốc Trần của sở tài nguyên môi trường, Sầm Vật Cương căn bản cũng không suy xét đến người này. Lão mặc dù có chút không thoải mái về lời nói của đề nghị của Vương Tử Quân, thế nhưng nó vẫn nằm trong dự đoán của mình, thế nên lão cười ha hả nói. Chủ tịch Tử Quân đề cử người nào thì tất nhiên đều là rất tốt, nhưng chuyện này tốt nhất là chúng ta nên thương lượng cho kỹ càng, vì đây cũng không phải là công tác bình thường. Được, tôi quay về sẽ bàn bạc với chủ tịch Bản Tiến. Vương Tử Quân khẽ cười rồi dùng giọng không mấy biểu cảm nói. Sầm Vật Cương không lên tiếng, lão nâng ly trà lên uống một ngụm, vẻ mặt có vài phần lạnh nhạt. Sau khi đơn giản trao đổi vài chuyện, Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân rời đi mà khẽ nở nụ cười, khi hắn chuẩn bị đứng lên hoạt động gân cốt một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sầm Vật Cương nhìn qua màn hình điện thoại rồi cười nghe máy, giám đốc sở, có chuyện gì vậy? Bí thư Sầm, tôi đã liên hệ với em trai, nó nói lần này cậu tôi quay về chủ yếu là muốn xem xét tình huống của quê hương, cũng muốn tảo mộ người thân. Một giọng nói cực kỳ cung kính xuyên thấu qua điện thoại truyền đến tai Sầm Vật Cương. À, giám đốc sở, anh nên tăng cường liên lạc ở sự kiện này, có chuyện gì anh cứ trực tiếp báo cáo với tôi. Sầm Vật Cương nói đến đây thì dừng lại một chút, công tác của Sở Khoa học Công nghệ của các anh là không tồi, cần phải báo cáo nhiều hơn với lãnh đạo, đặc biệt là báo cáo với lãnh đạo chủ quản là Chủ tịch Vương, anh hiểu không? Trên thế giới này không có tường nào chắn hết gió, Vương Tử Quân gọi Trương Tề Bảo đến, hắn nhanh chóng biết được lai lịch của Sở Hồng Đạo. Sở Hồng Đạo năm nay 56 tuổi, đầu tiên công tác trong văn phòng tỉnh ủy, 8 năm trước trở thành giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, khi đó coi như là cán bộ trẻ tuổi. Nhưng khi tiến lên vị trí giám đốc sở thì Sở Hồng Đạo này căn bản là không được đề bạt gì thêm, vẫn luôn là giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. Hơn nữa người này rất kiêu ngạo, làm cho nhiều lãnh đạo không hài lòng. Không hài lòng thì không hài lòng, cũng không ai dám động vào người này. Cũng không phải là người này có năng lực quá mạnh, chủ yếu là vì mẹ hắn là chị của Trân Lão, mặc dù chỉ là chị họ thế nhưng là người thân gần nhất của Trân Lão ở Mật Đông. Sau khi nghe Trương Tề Bảo nói về lai lịch của Sở Hồng Đạo, Vương Tử Quân lập tức hiểu rõ vì sao năm xưa người này được điều động làm giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. Sở Khoa học Công nghệ luôn là đơn vị yếu thế, vì nắm ít quyền hạn nên căn bản không được coi trọng. Năm xưa có lẽ là lãnh đạo tỉnh Mật Đông vì suy xét vào phương diện này mà để cho Sở Hồng Đạo một vị trí như vậy, để cho người này không làm phát sinh vấn đề. Khi thời gian dần trôi qua, tuy lực ảnh hưởng của Trân Lão vẫn còn lớn, thế nhưng chúng ta lại có vẻ không mấy quan tâm đến Sở Hồng Đạo. Bây giờ Trân Lão về thăm quê, Sầm Vật Cương căn bản đẩy Sở Hồng Đạo chạy ra. Nếu để cho Sở Hồng Đạo tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh thay cho Trương Bản Tiến. Như vậy sau khi thành công Sở Hồng Đạo sẽ mang ơn Sầm Vật Cương, người tổn thất chỉ có thể là Vương Tử Quân. Chuyện này không thành thì Vương Tử Quân tin tưởng dù nhìn vào bất kỳ nguyên nhân nào, chỉ sợ người ta sẽ ném hết tất cả oán khí lên người mình. Vương Tử Quân khẽ dùng tay gõ lên bàn, sau đó lẳng lặng suy tư. Đúng lúc này Cổ Dương đến báo cáo, nói là Trương Bản Tiến đã đến.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo rồi nói, mời Chủ tịch Bản tiến vào đây. Chủ tịch Vương, ngài cứ bận rộn, tôi còn có chút việc cần phải đi xử lý. Trương Tề Bảo là người thông minh, hắn biết rõ Vương Tử Quân có chuyện cần bàn với Trương Bản Tiến, thế cho nên nói rồi cùng Cổ Dương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Gương mặt của Trương Bản Tiến căn bản không quá tốt, sau khi Cổ Dương đóng cửa lại thì trầm giọng nói, Chủ tịch, sáng hôm nay Bí Thư Sầm có gọi điện thoại đến, cho ra vài lời phê bình với công tác của Mặt trận Tổ quốc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đã biết chuyện này từ chỗ Sầm Vật Cương, hắn nhìn Trương Bản Tiến rồi nói, Bí Thư Sầm, có phải yêu cầu anh nên chuyển trọng tâm công tác đến Mặt trận Tổ quốc hay không? Đúng vậy, Bí Thư Sầm nói anh ấy cũng không muốn phê bình tôi, nói tôi nên cố gắng công tác, sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng không phải là tôi không nắm chắc, chủ yếu là tôi khó thể nào quản rộng được như vậy. Trương Bản Tiến cũng không ngốc, nào không biết Sầm Vật Cương có ý nghĩ gì. Nhưng hắn là người luôn đi theo Chủ tịch Vương, chẳng qua đối mặt với Sầm Vật Cương thì sinh ra cảm giác cánh tay không lay được đùi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trương Bản Tiến, sau đó dùng giọng thản nhiên nói, anh có ý kiến gì ở phương diện này không? Có ý kiến gì không? Trương Bản Tiến tất nhiên không muốn ném ra vị trí của mình, bây giờ hắn đang xếp phía trên Cố Tắc Phiêm, nếu như nhượng cho người khác vị trí phó chủ tịch tỉnh, chỉ sợ dù nhìn từ phương diện nào cũng yếu thế hơn Cố Tắc Phiêm. Hơn nữa có ai ngại trong tay có nhiều quyền lực. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy mình còn có thể gánh vác được trọng trách. Trương Bản Tiến lần này đến cũng là vì muốn có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, Chủ tịch Bản Tiến có năng lực công tác rất mạnh, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ làm tốt tất cả công tác. Còn những chuyện liên quan đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu như anh làm không tốt có thể tìm thư ký trưởng Tề Bảo, nhưng anh nhất định phải đảm bảo công tác của Mặt trận Tổ quốc. Chủ tịch, tôi biết rồi. Trương Bản Tiến nở nụ cười rồi nói, đây căn bản là một tin tức tốt. Trương Bản Tiến báo cáo vài hạng mục công tác rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Trương Bản Tiến rời đi mà không khỏi nở nụ cười. Khi sắp tan tầm về nhà thì Cổ Dương đi đến báo cáo, Chủ tịch, Giám đốc Sở Hồng Đạo của Sở Khoa học Công nghệ đến đây, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Giám đốc Sở có hẹn trước không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Cổ Dương rồi trầm giọng nói. Cổ Dương có chút sững sốt, hắn nói, Giám đốc Sở không có hẹn trước, thế nhưng lại có chuyện rất khẩn cấp. Vương Tử Quân định nói không gặp, thế nhưng ý nghĩ chợt biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Cổ Dương rồi nói, cậu cho anh ấy vào. Chương 1853, một dao trái tim để hạ thấp tư thái. Sở Hồng Đạo tuy đã hơn 50 thế nhưng lại được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Gương mặt đỏ hồng và mái tóc đen nhánh giống như một người đàn ông hơn 40 tuổi vậy. Trên người của người này tuy đã để lại không ít dấu vết của năm tháng, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy đối phương khi còn trẻ sẽ rất đẹp trai. Sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, Sở Hồng Đạo quy củ ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch, ban ngành chủ quản thượng cấp vừa mới gọi điện thoại đến. Nói là Thứ trưởng Kim chuẩn bị đến kiểm tra công tác của khu công nghệ kỹ thuật cao của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân căn bản có ấn tượng với Bộ trưởng Kim, đây là lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ, xếp vị trí thứ hai, chỉ kém lãnh đạo cấp chính, cũng coi là người quan trọng của Bộ Khoa học Công nghệ. Thứ trưởng Kim chủ yếu khảo sát ở phương diện nào? Vương Tử Quân thầm suy xét nhân quả sự việc, sau đó mỉm cười nói. Theo như thông báo thì chủ yếu là khảo sát tình hình công tác áp dụng khoa học kỹ thuật. Sở Hồng Đạo nói đến đây thì xoa xoa bàn tay, những năm qua Sở Khoa học Công nghệ tích cực thúc đẩy áp dụng khoa học kỹ thuật, giúp đỡ các ngành công nghệ chú trọng khoa học kỹ thuật cho hơn 80 xí nghiệp đầu tư vào Mật Đông hơn 30 tỷ đồng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Sở Hồng Đạo có thể nắm lớn thả nhỏ, báo cáo công tác rất tốt, nói rõ lần này nắm rất chắc phương diện đến kiểm tra công tác của lãnh đạo bộ. Thậm chí có thể nói Thứ trưởng Kim lần này đến chủ yếu là tạo thế cho người này. À, khu công nghệ kỹ thuật cao công tác rất tốt, đây là kết quả của sự cẩn trọng dẫn đầu Sở Khoa học Công nghệ của anh. Thượng cấp đến Mật Đông kiểm tra công tác, căn bản cho ra lời khẳng định rất cao với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh. Vương Tử Quân nói lời này làm cho nụ cười trên mặt Sở Hồng Đạo sáng lạn thêm vài phần, hắn cười nói, Chủ tịch, sau khi quay về tôi nhất định sẽ truyền đạt đúng chỗ lời cổ vũ của anh. Có sự coi trọng của lãnh đạo thì sau này chúng tôi càng công tác hiệu quả hơn.
Khoảng thời gian gần đây chúng tôi chú trọng đẩy mạnh giúp đỡ các sản nghiệp mới, chú trọng đổi mới khoa học kỹ thuật, ví dụ như tập đoàn Thăng Đốc bây giờ đã đi đầu cả nước. Vì muốn cho xí nghiệp có sự đột phá, chúng tôi cho ra phương án cho vay không lãi suất, trợ giúp bọn họ nghiên cứu khoa học kỹ thuật với số tiền lên đến 50 triệu. Sở Hồng Đạo nói đến những hành vi của mình, tuy hắn tỏ ra khiêm tốn cẩn thận, thế nhưng vẻ mặt lại có vài phần đắc ý không dễ nhận thấy được. Tập đoàn Thăng Đốc, trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên cái tên này, giống như hắn đã từng nghe qua cái tên này rồi nhưng lại không nhớ quá rõ ràng. À, tuyến tỉnh rất giúp đỡ công tác đổi mới khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các khu công nghệ cao. Vương Tử Quân khẽ ho một tiếng rồi cho ra vài lời nhận xét thông thường với Sở Hồng Đạo. Nhìn qua sẽ thấy Sở Hồng Đạo cực kỳ có kinh nghiệm ở phương diện này, hắn nhanh chóng lấy sổ ra, ghi chép lại những ý kiến của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn phản ứng của Sở Hồng Đạo, mặc dù biết người kia làm như vậy hầu như chỉ là ra vẻ, thế nhưng người trong quan trường có vài thứ nhìn thấy mà tỏ ra giống như không thấy. Sau khi nói vài câu khuyên khích, Sở Hồng Đạo hy vọng Vương Tử Quân có thể rút ra chút thời gian để tiếp đãi đoàn người thứ trưởng Kim. Vương Tử Quân căn bản không từ chối yêu cầu này, hắn để Sở Hồng Đạo liên lạc với Trương Tề Bảo. Sở Hồng Đạo rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà nụ cười trên mặt mất đi vài phần. Tuy hắn là một người có tư chất bình thường, thế nhưng hắn nhìn vào thái độ của Vương Tử Quân, vẫn cảm thấy Chủ tịch Vương căn bản tỏ ra như gần như xa, tồn tại khoảng ngăn cách nhất định với những lời nịnh nọt lấy lòng của mình. Cũng may trước khi đến thì Sở Hồng Đạo đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Dù sao hắn cũng là người chiếm vị trí của Trương Bản Tiến, mà Trương Bản Tiến là ai? Đây là cán bộ dòng chính của Vương Tử Quân, chuyện này dù là đặt lên người mình, căn bản chính mình cũng không vui vẻ gì được. Ôi, thư ký trưởng ngài ra ngoài sao? Khi hắn đang do dự xem có nên đến báo cáo công tác với bí thư Sầm hay không, lúc này hắn thấy Phương Anh Hồ từ trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy đi ra, thế là nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Phương Anh Hồ thấy Sở Hồng Đạo thì cũng nở nụ cười, hắn chủ động vươn tay ra nói, Giám đốc Hồng Đạo, chúng ta đã vài ngày không gặp, tôi nghe nói gần đây công tác của Sở Khoa học Công nghệ tiến triển rất mạnh mẽ. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, chúng tôi chẳng qua chỉ là cố gắng trong khả năng chức trách của mình để làm tốt vài công tác mà thôi, thư ký trưởng khẳng định như vậy căn bản làm chúng tôi cảm thấy được ủng hộ rất lớn. Sở Hồng Đạo tuy có vị trí thấp hơn Phương Anh Hồ, thế nhưng trong suy nghĩ của hắn thì chưa từng đặt mình thấp hơn Phương Anh Hồ. Hắn nghĩ rằng mình là người có da mặt chưa đủ dày, nếu không như thế, khi bí thư Sầm chọn nhân tuyển thư ký trưởng, người đó nhất định là mình mà không phải là Phương Anh Hồ. Thư ký trưởng thì có gì là tốt, căn bản chỉ là người đi theo đuôi mà thôi, tôi chẳng muốn làm, thế nhưng cũng không phải không làm được. Sở Hồng Đạo nhìn Phương Anh Hồ công tác cực kỳ say sưa sảng khoái, làm không biết mệt. Thế là thầm sinh ra ý nghĩ hèn mọn. Phương Anh Hồ tất nhiên có thể đoán được tâm lý của Sở Hồng Đạo, người này là điển hình nói như rồng leo nhưng làm như mèo mửa. Tuy cảm thấy bực mình nhưng Phương Anh Hồ vẫn khách khí chào hỏi Sở Hồng Đạo. Dù sao thì người này có liên quan đến đại cục của bí thư Sầm, hắn không dám cho ra hành vi xấu ảnh hưởng đến đại cục của bí thư Sầm. Hai người buôn chuyện vài câu, Phương Anh Hồ chuẩn bị rời đi. Khi Phương Anh Hồ leo lên xe thì Sở Hồng Đạo cũng tiến lên ngồi xuống ghế nói, thư ký trưởng, tôi vừa ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Vương, có vài công tác cần báo cáo với ngài. Anh vừa đến báo cáo công tác với Chủ tịch Vương sao? Phương Anh Hồ nói không quá lớn, có vẻ khá bình tĩnh. À, bí thư Sầm yêu cầu tôi nên tăng cường báo cáo công tác với Chủ tịch Vương, vừa đúng lúc lãnh đạo thượng cấp chuẩn bị đến kiểm tra công tác của Sở Khoa học Công nghệ. Thế nên tôi nhanh chóng đến báo cáo cho Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương căn bản cực kỳ giúp đỡ công tác của Sở Khoa học Công nghệ. Sở Hồng Đạo nói đến đây thì nhìn xe chậm rãi chạy đi, hắn không khỏi khẽ nói, nhưng này thư ký trưởng, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương giống như có ý kiến gì đó với tôi thì phải. Phải không? Phương Anh Hồ vốn định nói lung tung vài câu, thế nhưng nghĩ lại thì thấy người đứng phía sau Sở Hồng Đạo có chút không ổn. Vì thế trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng hàm hồ nói, à, Chủ tịch Vương có chút cố chấp ở vài phương diện. Phương Anh Hồ thầm nghĩ lời nói của mình rất có tính nghệ thuật, anh sao có thể hiểu được. Vừa phản ánh sự kiên quyết giữ ý kiến của Vương Tử Quân, vừa nói Vương Tử Quân là người căn bản cực kỳ kiên trì nguyên tắc, rất có cá tính. Sở Hồng Đạo anh không phải là người rất kiêu ngạo, rất đắc ý sao?
Anh nghe rồi tự hiểu đi. Chương 1853, 2, giao trái tim để hạ thấp tư thái. Hừ, không phải là không nỡ dâng vị trí của Trương Bản Tiến cho tôi sao? Thư ký trưởng, chuyện này mong ngài nói giúp tôi vài câu trước mặt bí thư Sầm. Phương Anh Hồ cũng không thích vẻ kiêu ngạo của Sở Hồng Đạo, hắn thầm nghĩ người này căn bản là không biết nông cạn, sự việc mới bắt đầu mà cứ tưởng mọi thứ như nằm trong túi của mình sao. Vị trí kia còn chưa được xác định, căn bản còn không biết bao nhiêu chuyện xấu, giống như vị trí kia vốn không phải là của Trương Bản Tiến mà là của người này vậy, đúng là quá cản rỡ. Nhưng Phương Anh Hồ không thể không cảm khái vì người này quá may mắn, nếu không với tư chất hiện tại quá lắm cũng chỉ là cán bộ cấp chính cục mà thôi. Nhưng vì có hậu trường quá tốt, người này không những là cán bộ cấp chính sở, bây giờ còn có xu hướng tiến vào trong số các vị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh. Điều này tôi biết rồi, tôi sẽ làm hết sức, những gì nên nói thì tôi nhất định sẽ biểu đạt đúng chỗ. Nhưng điều này phụ thuộc nhiều vào nhân tố bên ngoài, bí thư Sầm coi trọng công tác của anh. Còn anh thì nên chú tâm vào công tác của mình. Đồng thời có một số việc anh nên làm thì phải làm. Bí thư Sầm coi trọng anh là một chuyện, thế nhưng lực lượng đến từ bên ngoài cũng là thứ mà anh cần chu toàn. Phương Anh Hồ nói vài câu làm cho Sở Hồng Đạo cảm thấy rất vui, hắn cười lớn nói, thư ký trưởng nhắc nhở một câu như vậy làm tôi cảm thấy an tâm hơn. Thật sự không gạt ngài, tôi căn bản đã liên hệ với ông cụ nhà tôi. Những thứ gì vốn thuộc về tôi sẽ không thể ngăn cản được. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt cực kỳ hăng hái của Sở Hồng Đạo, giống như chuyện này như ván đóng thuyền, thế là chợt sinh ra ý nghĩ hèn mọn, nhưng ngoài miệng lại chỉ cười mà không nói lời nào. Văn Thành Đồ rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, trên môi là nụ cười nhàn nhạt thế nhưng cũng không kém phần sáng lạn. Hắn cười rồi khẽ gật đầu với một tên cán bộ trẻ tuổi chào hỏi mình. Sau đó bay bổng đi về phòng làm việc của mình dưới ánh mắt nghi ngờ của đám cán bộ chung quanh. Cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Văn Thành Đồ uống một hớp nước rồi dùng giọng cảm khái nói. Hắn vốn cho rằng hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương sẽ có một khoảng thời gian đạt thành hòa giải, thế nhưng không ngờ sự việc lại nhanh chóng biến đổi như vậy. Nhưng đây là sự việc nằm trong dự đoán, Sầm Vật Cương có tính cách cường thế. Lần trước bị ép cho không thể không đến cầu xin tha thứ với Vương Tử Quân, căn bản là mất hết thể diện. Bây giờ mặc dù đại cục của Mật Đông rất hòa ái, thế nhưng mối quan hệ giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân càng thêm vi diệu. Một chiêu này của Sầm Vật Cương thật sự rất lợi hại, thật sự đưa Vương Tử Quân đặt lên kệ nướng. Vương Tử Quân nếu đồng ý thì tổn thất đi một vị phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa người nhận được vị trí này lại tiếp nhận nhân tình của Sầm Vật Cương. Nếu như Vương Tử Quân không đồng ý, chỉ sợ sẽ không thể nào thoải mái được. Văn Thành Đồ nghĩ đến lực ảnh hưởng của ông lão kia, thế là nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Ôi, phải nói thế nào nhỉ, à, phải là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, đứng trên cầu nhìn nước chảy, đời người không gì đẹp đẽ vui vẻ hơn thế này. Văn Thành Đồ thầm suy nghĩ như vậy, hắn cũng không muốn chính mình tham dự vào sự kiện này. Hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Sau khi điện thoại nối thông thì cười nói, trưởng phòng Uông phải không? Anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Uông Thanh Minh nhanh chóng đi đến, thế cho nên Văn Thành Đồ hoài nghi trước khi mình gọi điện thoại thì người này đã chờ sẵn rồi thì phải. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu mà không dám hỏi, dù sao thì cấp bậc của Uông Thanh Minh cũng tương đồng với hắn. Trưởng phòng Uông, lần này tôi mời anh đến, chủ yếu là có công tác cần thương lượng với anh. Văn Thành Đồ rót nước cho Uông Thanh Minh rồi đi thẳng vào vấn đề. Uông Thanh Minh mặc dù công tác rất ít khi bận tâm đến ý kiến của Văn Thành Đồ thế nhưng công phu biểu hiện lại cực kỳ tốt. Hắn cười hì hì nói, Bí thư Văn, ngài là lãnh đạo, có chuyện gì thì ngài cứ việc phân phó. Văn Thành Đồ nhìn nụ cười của Uông Thanh Minh, hắn thầm nghĩ nếu như anh có thể vội vàng chứng thực công tác của tôi, như vậy thì tôi sẽ cực kỳ khuây khỏa. Thế nhưng anh nghĩ rằng tôi không biết anh là người nói một đằng làm một nẻo sao? Cũng may tâm tư của Văn Thành Đồ có chút bực mình, thế nhưng lại có công phu ẩn nhẫn rất tốt, tất nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ thế này làm mất đi phong độ của mình. Trưởng phòng Uông, chuyện này thực tế là ý kiến của Bí thư Sầm, tôi chỉ là truyền đạt cho anh mà thôi. Bí thư Sầm cảm thấy gần đây công tác của Mặt trận Tổ quốc nắm không quá chặt, tất nhiên điều này khó trách được Chủ tịch Bản Tiến. Vì một mình anh ấy nắm hai chức vụ, căn bản là suốt ngày bận rộn, cũng không dễ dàng. Đúng vậy,
chủ tịch Bản Tiến căn bản là không dễ dàng gì, dù sao thì một mình anh ấy cũng không thể nào quản hết được. Uông Thanh Minh cảm khái một câu rồi bày ra bộ dạng chờ đợi câu nói tiếp theo của Văn Thành Đồ. Uông Thanh Minh này thật sự quá xảo quyệt, hai người cũng biết cảm khái một câu như vậy là có ý nghĩa gì, thế nhưng người này lại giả vờ điềm nhiên như không. Nhưng chính mình dù thế nào cũng là lãnh đạo của Uông Thanh Minh, người này có thể chờ được, mình chẳng lẽ là không chờ được. Vì tiến thêm một bước đẩy mạnh công tác, cũng suy xét về phương diện sức khỏe công tác của đồng chí Trương Bản Tiến, ý của Bí thư Sầm chính là giảm bớt sức nặng cho đồng chí Trương Bản Tiến, để làm tốt công tác của tỉnh Mật Đông. Đây là một mục đích, Bí thư Sầm cũng yêu cầu phòng tổ chức nhanh chóng tìm ra một nhân tuyển đề cử lên trên, như vậy khi thượng cấp có hỏi thì chúng ta cũng không bị động. Văn Thành Đồ nói xong thì đưa mắt nhìn thoáng qua Uông Thanh Minh, sau đó lại nói, trưởng phòng Uông, anh là trưởng phòng tổ chức tỉnh Mật Đông, căn bản là hiểu rõ tình hình của cán bộ trong tỉnh như lòng bàn tay, chuyện này anh cảm thấy ai là người phù hợp. Uông Thanh Minh xoa xoa hai bàn tay rồi nói, Bí thư Văn, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến phương diện này, thế nên căn bản còn chưa tìm ra được đồng chí nào phù hợp. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng như không quan tâm của Uông Thanh Minh, thế là thiếu chút nữa tức giận nổ phổi. Thầm nghĩ tiểu tử anh đã sớm nhận được tin tức từ Sầm Vật Cương, thế nhưng căn bản còn không chịu đẩy mạnh tiến độ. Uông Thanh Minh muốn để cho Văn Thành Đồ nói ra, để người này có chút thể diện, thứ hai là đề cử người nào đó phải có lý do rõ ràng, hắn cũng không muốn động vào phương diện này. Trương Bản Tiến thì còn dễ nói, nhưng sau lưng của Trương Bản Tiến là Vương Tử Quân. Chính mình cần gì tự mình hại mình rồi lại rơi vào tình huống cực kỳ khó xử. Uông Thanh Minh nhìn gương mặt trầm ngâm của Văn Thành Đồ, hắn không khỏi thầm nghĩ, chính mình không nên động vào phiền phức. Nhưng Uông Thanh Minh cũng không phải là người thường, hắn làm việc có điểm độc đáo của mình, thế là không khỏi xoa xoa hai bàn tay nói, nếu lãnh đạo đã vội vàng như vậy, tôi sẽ đề cử hai người, anh cảm thấy giám đốc Trần của Sở Giáo dục Đào tạo thế nào? Giám đốc của Sở Giáo dục Đào tạo là nữ, nói thật thì Văn Thành Đồ cũng tình nguyện cho một người phụ nữ không phe không phái nào như vậy đi lên, nhưng hắn không phải là người có thể quyết định được. À, giám đốc Trần là người có năng lực không tồi, có thể suy xét. Văn Thành Đồ gật gật đầu rồi nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy cần chọn người có năng lực mạnh, tác phong cứng, không bao giờ có vấn đề trong công tác mới được. Uông Thanh Minh giống như đã có tính toán. Tất nhiên hắn sẽ không chịu la người bị hại ở phương diện này, thế nên hắn nói tiếp, anh xem chủ nhiệm Trình của Ủy ban Cải cách như thế nào. Anh ấy là người có tác phong vững, năng lực mạnh. Văn Thành Đồ lúc này cứ để cho Uông Thanh Minh trêu đùa mình thì sẽ không nên làm Văn Thành Đồ, hắn hử mũi một tiếng rồi thầm nghĩ, nếu như Sầm Vật Cương để tôi phụ trách công tác này, tôi sẽ báo danh những người anh vừa nói, xem anh động đậy như thế nào. Chương 1854, một nhân vật chuyển đổi phải bước qua một cánh cửa. Văn Thành Đồ nghe những lời nói đầy mây mù của Uông Thanh Minh, căn bản không chịu đi vào chính đề, thế là trong lòng cực kỳ căm hận. Xem ra nếu chính mình không chủ động ném ra thì Uông Thanh Minh này chỉ sợ sẽ mãi dây dưa không chịu bày tỏ nội dung thực chất. Tuy hắn thật sự bực mình nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Chủ nhiệm Trình là người có năng lực tốt, thế nhưng vẫn thiếu lý lịch. Đưa lên chỉ sợ không phục chúng. Văn Thành Đồ nói đến đây thì cười híp mắt, chúng ta làm công tác thì cần phải suy xét nhiều nhân tố, cần phải lấy đại cục là trọng. Trưởng phòng Uông, anh ấy giám đốc sở của Sở Khoa học Công nghệ như thế nào? Anh ấy là người có năng lực tốt, lý lịch không nhỏ. Uông Thanh Minh thầm buồn cười, anh đi vòng vòng 9981 không phải là muốn nói ra những lời này sao? Nhưng hắn vẫn biểu hiện rất tốt. Hắn vỗ đùi rồi bày ra bộ dạng bừng tỉnh, ôi, Bí thư Văn, thật sự là nhờ ngài nhắc nhở, nếu như ngài không nói ra, tôi đã quên anh ta mất rồi. Giám đốc sở những năm qua công tác rất tốt, đây là một người tiếng lành đồn xa. Văn Thành Đồ thật sự không có tâm tư đi vòng quanh với Uông Thanh Minh, hắn bị thuộc hạ của mình làm cho bức bối, tâm tình căn bản là không ra gì. Nếu sự việc đã bàn đến đây, hắn cũng chỉ có thể phất tay nói, cứ như vậy đi. Anh quay về chuẩn bị vài phần tư liệu là được. Văn Thành Đồ nhìn Uông Thanh Minh rời đi mà không khỏi lắc đầu. Uông Thanh Minh này đúng là càng ngày càng không ra gì. Hắn uống một hớp nước, sau đó cảm thấy có chút là lạ. Uông Thanh Minh vẫn luôn là người theo sát tiến độ của Bí thư Sầm, vì sao hôm nay lại có biểu hiện co cóng tay chân như vậy?
Văn Thành đồ nghĩ đến biểu hiện của Uông Thanh Minh mà tâm tư khẽ động, hắn giống như loáng thoáng hiểu ra vấn đề gì đó, nhưng một chút linh quang như vậy vẫn còn chưa đủ để hắn nắm bắt vấn đề. Bí thư Văn, trưởng phòng Trần của thành phố Linh Long đến rồi, ngài có muốn gặp anh ấy không? Thư ký khẽ đi vào phòng đến bên cạnh Văn Thành đồ rồi dùng giọng cung kính hỏi. Trưởng phòng Trần của thành phố Linh Long, Văn Thành đồ chợt vỗ đầu, hắn nhanh chóng nghĩ đến trưởng phòng tuyên truyền Trần Vĩnh. Người này vốn là phó chủ tịch thành phố có vị trí thấp nhất ở thành phố Linh Long, lần này có thể tiến lên làm trưởng phòng tổ chức cũng là vì hắn ra tay giúp sức, có thể nói đây là một trong số những người không nhiều đi theo bên cạnh Văn Thành đồ. Văn Thành đồ do dự giây lát rồi gật đầu nói, à, anh ấy có nói có chuyện gì không? Thư ký cũng không hỏi, lúc này nghe thấy Văn Thành đồ hỏi như vậy thì có chút lắp bắp không nên lời. Văn Thành đồ nhìn bộ dạng của thư ký mà có chút khó chịu, thư ký thì làm gì? Không chỉ là một người pha trà rót nước và viết bản thảo, vào thời điểm mấu chốt nếu như anh không thể làm một người mưu trí ở bên cạnh lãnh đạo, hỏi gì cũng không biết, như vậy sao có thể cung cấp tham khảo cho quyết sách của lãnh đạo? Ôi, xem ra tìm được một cấp dưới vừa ý căn bản là không dễ dàng gì. Văn Thành đồ nghĩ đến đây mà không khỏi có chút bực bội, hắn nhanh chóng phất tay với thư ký, được rồi, mời trưởng phòng Trần vào đi. Trần Vĩnh hơn 40 tuổi, cơ thể có vài phần ục ịch, sau khi đi vào trong phòng thì tươi cười đứng ở đối diện với Văn Thành đồ rồi nói, chào bí thư Văn. Mặc dù vị trí của Trần Vĩnh cũng không nhỏ, thế nhưng Văn Thành đồ biết lực của mình như vậy là đủ rồi. Hơn nữa đây là một người đi bên cạnh mình, dù là bỏ ngàn vàng mua xương ngựa thì mình cũng phải có tâm tư bảo vệ thủ hạ. À, Trần Vĩnh, dạo này anh bận rộn gì vậy? Mau ngồi xuống đi. Văn Thành đồ nói rồi chỉ về phía ghế, hai ngày trước tôi có gặp đồng chí Đồ phấn đấu, anh ấy nói anh công tác rất tốt, làm tốt công tác tuyên truyền ở thành phố Linh Long, đó là, làm tốt công tác, tin tức vang trời, đây cũng chính là lý niệm tuyên truyền của tỉnh Mật Đông. Sau khi nghe được lời khích lệ của Văn Thành đồ thì gương mặt Trần Vĩnh nở nụ cười sáng lạn, hắn ngồi xuống đối diện với Văn Thành đồ rồi nói, bí thư Văn, gần đây thành phố Linh Long chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng phát ly cung. Bây giờ chúng tôi đang chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trần Vĩnh báo cáo về công tác tuyên truyền của thành phố Linh Long cho Văn Thành đồ, sau đó lại khẽ nói, bí thư Văn, công tác tuyên truyền cũng nằm trong phạm vi phân công quản lý của ngài, thế nên khi nào ngài có thời gian thì nên đến thành phố Linh Long kiểm tra chỉ đạo công tác, để chúng tôi có thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiến lên độ cao mới. À, Trần Vĩnh, anh làm công tác rất tốt, chỉ là con người anh có chút bảo thủ. Những khi nên buông tay thì cần phải thả lỏng hơn một chút. Văn Thành đồ căn bản nói hai câu khẳng định với Trần Vĩnh rồi tiếp tục mở miệng, còn phương diện chỉ đạo công tác, anh liên lạc với văn phòng tỉnh ủy, để cho bọn họ sắp xếp thời gian, nói tôi đã đồng ý rồi. Trần Vĩnh cảm thấy mình nói hai câu đơn giản mà có thể mời Văn Thành đồ xuống núi, thế là cực kỳ vui vẻ, không khỏi xoa xoa hai bàn tay nói, bí thư Văn, sau khi quay về tôi sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài cho bí thư đồ. Ừ, Văn Thành đồ phất phất tay, chuẩn bị cho Trần Vĩnh rời đi, nhưng lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ mới, hắn thay đổi chủ đề, có phải thành phố Linh Long có một vị phó chủ tịch thường vụ họ Triệu hay không? Là Triệu Vệ Đông, Trần Vĩnh nói đến Triệu Vệ Đông thì có vài phần ghen ghét. Triệu Vệ Đông này năm xưa làm bí thư huyện ủy thì hắn làm chủ tịch huyện, tuy hai người không có ân oán gì, thế nhưng căn bản không quá phối hợp. Trên cơ bản là hai vị lãnh đạo đứng đầu có đối chọi với nhau, luôn phát sinh ra những lời nói xấu xa. Trước kia Triệu Vệ Đông là lãnh đạo của hắn, bây giờ Triệu Vệ Đông cũng không biết được ai cho ngồi lên tên lửa, nhanh chóng phát triển như diều gặp gió, đã đi lên đỉnh đầu của Trần Vĩnh, làm cho Trần Vĩnh cực kỳ không thích ứng. Nếu so sánh với phương diện này thì Trần Vĩnh càng cảm thấy không thoải mái vì địa vị bên trong thành phố Linh Long, Triệu Vệ Đông vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Trong thành phố Linh Long dù anh có thừa nhận hay không thì hai người Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ vẫn là cực kỳ chắc chắn, công lao mạnh mẽ, thanh danh quá lớn, không thể dao động. Người đi theo thân cận bên cạnh hai người này cũng là hạng có mặt mũi và thể diện lớn ở Linh Long. Trần Vĩnh tuy là người được điều động lên vị trí hiện tại là nhờ Bí Thư Văn, thế nhưng Bí Thư Văn lại đi gần với Bí Thư Sầm, thế nên cũng không thể nói Trần Vĩnh là người ngoài được. Chương 1854-2, nhân vật chuyển đổi phải bước qua một cánh cửa.
Triệu Vệ Đông lại là người được Vương Tử Quân đề cử tiến lên, lẽ ra người này phải là tồn tại cực kỳ yếu đuối ở Linh Long. Lúc này bí thư và chủ tịch liên thủ chống đỡ anh chỉ là phó chủ tịch thường vụ thành phố, anh có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió. Nhưng sự việc hoàn toàn khác biệt, đừng nói là chủ tịch Miêu Dược Hổ, ngay cả bí thư Đồ Phấn Đấu cũng cực kỳ giúp đỡ công tác của Triệu Vệ Đông. Trần Vĩnh dù có bị đánh chết cũng không thể không thừa nhận Triệu Vệ Đông căn bản là có khí thế khá mạnh. Theo lời của Trần Vĩnh, hai người bọn họ cùng nhau công tác nhiều năm, dù cho Triệu Vệ Đông có hóa thành bụi thì hắn vẫn nhận ra. Gần đây anh ta triển khai mở rộng công tác như thế nào? Văn Thành Đồ dùng giọng tùy ý hỏi. Trần Vĩnh không biết Văn Thành Đồ hỏi như vậy là có ý gì, thế nhưng hắn vẫn thành thật nói, Chủ tịch Triệu có được sự giúp đỡ của Bí Thư Đồ và Chủ tịch Miêu, thế nên phương diện triển khai mở rộng công tác rất thuận lợi. Khi thấy Văn Thành Đồ không có phản ứng, Trần Vĩnh trầm ngâm giây lát rồi nói, tuy Chủ tịch Triệu còn có vị trí thấp hơn Phó Bí Thư Lý, thế nhưng phương diện lời nói lại giống như có lực lượng hơn. Phó Bí Thư là lãnh đạo đứng hàng thứ ba. Phó Chủ tịch Thường vụ chỉ là thứ tư hoặc thứ năm mà thôi. Triệu Vệ Đông có lực lượng còn lớn hơn Phó Bí Thư Lý, điều này đã nói lên vấn đề. Văn Thành Đồ giống như không nghe được lời nói của Trần Vĩnh, hắn chỉ cười cười nhìn Trần Vĩnh mà không nói gì, nụ cười của hắn làm cho Trần Vĩnh cảm thấy mình rất không thoải mái. Bí Thư Văn, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Trần Vĩnh trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng chú ý nói với Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ khẽ gật đầu, khi Trần Vĩnh đứng lên thì hắn trầm giọng nói Trần Vĩnh, cậu làm rất tốt. Sáu chữ làm cho tâm tư không yên của Trần Vĩnh nhanh chóng đạt đỉnh vui mừng, hắn nói hai câu đảm bảo với Văn Thành Đồ, sau đó mới rời đi. Nhưng Trần Vĩnh không biết hắn vừa rồi nói vài câu quyết tâm lại không được bí thư Văn Thành Đồ nghe lọt tai. Lúc này ý nghĩ của Văn Thành Đồ đang xoay quanh linh quang trước đó vừa xuất hiện. Dù là Uông Thanh Minh, Đồ Phấn Đấu đều là người ủng hộ đáng tin của Bí Thư Sầm, mà bây giờ bọn họ cho ra thái độ như vậy, rõ ràng là có một vấn đề. Khi địa vị của Vương Tử Quân càng thêm vững vàng ở tỉnh Mật Đông, người bên dưới bây giờ đang suy xét nên làm sao để gây dựng mối quan hệ tốt với Chủ tịch Vương. Dù không có được sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương, cũng không muốn đắc tội với Chủ tịch Vương. Chỉ sợ Uông Thanh Minh cũng có ý nghĩ như vậy, nếu như không như vậy. Vì sao sự kiện này lại ấp úng như thế? Ôi, chính mình liệu có nên thay đổi ý nghĩ một chút đi hay không? Văn Thành Đồ suy tư giây lát rồi chối bỏ ý nghĩ của mình. Lúc này Bí Thư Sầm đang nắm lấy Trương Bản Tiến để đẩy Vương Tử Quân lên kệ nướng, chính mình nên làm tốt chuyện của mình thì hay hơn. Chủ tịch Vương, đây là văn kiện ngài muốn xem. Một giọng nói êm ái vang lên, Văn Ngư Nhi đi đến đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi mà không khỏi có chút sững sờ, hắn mặc dù biết Văn Ngư Nhi là nhân viên công tác của ban tổng hợp số 1, thế nhưng không ngờ nàng lại đưa văn kiện cho mình, đây là có chuyện gì? Như Nhi, cô từ tòa soạn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, bây giờ đã quen thuộc chưa? Tuy có chút nghi ngờ nhưng Vương Tử Quân vẫn phải cho ra câu hỏi quan tâm. Dù sao thì Văn Ngư Nhi cũng không phải là người bình thường, chính mình dù là trưởng bối thì cũng không nên thiếu quan tâm. Lúc này chống ngực của Văn Ngư Nhi đập lên rất mạnh, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói, các đồng nghiệp đối đãi với tôi rất tốt, tôi cũng đã thuận lợi hoàn thành chuyển đổi, cũng không tệ lắm. Không tệ là được, tòa soạn báo không giống với nơi này, nếu cô cảm thấy có gì đó không thích hợp thì cứ nói với tôi sẽ chuyển cô về lại tòa soạn nhật báo tỉnh. Vương Tử Quân nở nụ cười nói, tất nhiên chú Vương đây sẽ đảm bảo cho cháu tăng lên một bậc. Văn Ngư Nhi nghe Vương Tử Quân dùng giọng thoải mái xưng là chú, thế là gương mặt không khỏi tối sầm lại, làm sao anh không thể đối đãi với tôi như bình thường chứ? Vương Tử Quân căn bản có thể nhìn ra sự biến hóa cảm xúc của cô gái này, hắn không khỏi tranh thủ nói sang chuyện khác, ôi, Ngư Nhi, Cổ Dương đi đâu vậy? Sao để cô tự mình đến đây thế này? Trưởng ban Cổ có chuyện gia đình, không phải đã xin nghỉ với ngài rồi sao? Thư ký trưởng để cho tôi kiêm nhiệm làm thư ký của ngài trong 2 ngày tới. Văn Ngư Nhi nói rồi cầm ly nước của Vương Tử Quân lên nói, Chủ tịch, tôi rót nước cho ngài. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng yêu kiều duyên dáng của Văn Ngư Nhi, hắn thầm nghĩ cô gái này làm thư ký thì đẹp đẽ hơn Cổ Dương vài phần. Thế nhưng nghĩ đến phương diện một cô gái đáng chú ý như Văn Ngư Nhi lại được phái đến làm thư ký cho mình, thế là có vài phần không vui.
nhưng nhà mình ở gần bên Văn Thành Đồ, hơn nữa Văn Ngư Nhi bình thường hay chạy sang nhà mình, lại tùy tiện đưa con mình đi chơi, thế là Vương Tử Quân có chút không đành lòng. Hắn chỉ có thể cười tủm tỉm nhìn Văn Ngư Nhi thu dọn phòng làm việc của mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng, Văn Ngư Nhi nhanh chóng đi ra mở cửa, thế là thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt. Người đàn ông kia khi thấy Văn Ngư Nhi thì lại càng hoảng sợ. Xin hỏi ngài tìm ai? Văn Ngư Nhi nhìn người đàn ông đối diện rồi trầm giọng hỏi. Tôi là chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long, có chuyện cần báo cáo với chủ tịch Vương. Miêu Dược Hổ cũng có công phu tu dưỡng rất tốt, hắn trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng báo ra thân phận của mình. Văn Ngư Nhi căn bản không hổ danh có xuất thân nhà báo, nàng nói chuyện có vài phần sắc bén, thật sự rất đúng mực, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tôi, Miêu Dược Hổ lần này đến rõ ràng là tạm thời nảy lòng tham. Mặc dù không có hẹn trước nhưng hắn là chủ tịch của một thành phố lớn thứ hai trong tỉnh, thế nên đi đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân căn bản chưa từng bị ngăn cản. Trước kia dù là Triệu Hiểu Bạch hay là Cổ Dương đều rất khách khí với Miêu Dược Hổ, nhưng bây giờ hắn đi vào trong phòng thư ký của chủ tịch Vương, cảm thấy bên trong không có ai, thế nên mới đến đây gõ cửa. Cô gái này rất đẹp, nhưng vì sao nói chuyện khó chịu như vậy? Khi Miêu Dược Hổ đang cảm thấy xấu hổ không biết phải nói sao cho phải thì chợt nghe Vương Tử Quân ở bên trong nói, đồng chí Dược Hổ à? Mời vào nói chuyện. Vương Tử Quân lên tiếng thì Văn Ngư Nhi không tiếp tục ngăn trở, nhưng khi đi vào trong phòng thì Miêu Dược Hổ vẫn cảm thấy xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi ngồi xuống khá đường hoàng ở phía đối diện. Ngư Nhi, đây là chủ tịch Dược Hổ của thành phố Linh Long, mau châm trà cho chủ tịch Dược Hổ. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi đứng ở bên cạnh rồi khẽ nói. Chương 1855, một nói chuyện ba hoa chích chòe. Văn Ngư Nhi tuy là lần đầu tiên làm thư ký thế nhưng vẫn nghe và hiểu vài quy củ cần tuân theo. Sau khi nghe Vương Tử Quân phân phó thì căn bản nhanh chóng rót trà cho Miêu Dược Hổ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, vị này chính là thiên kim tiểu thư của nhà bí thư Văn sao? Miêu Dược Hổ căn bản từng nghe nói đến chuyện Văn Ngư Nhi con gái của Văn Thành Đồ đến nhận công tác mới ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng vẫn chưa từng được gặp, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì có chút bất ngờ. Còn không phải sao, hôm nay Cổ Dương xin nghỉ, không hiểu sao thư ký trưởng Trương Tề bảo lại phái đến một người như vậy đến làm thư ký tạm thời cho tôi. Anh cũng thấy rồi đấy, cô gái này đúng là không làm gì được, ha ha. Căn bản giống như con nít vậy. Vương Tử Quân tuy có nhiều chuyện căn bản là không hợp với Miêu Dược Hổ, thế nhưng khi nói đến những sự việc xa lạ thì căn bản không chút đố kỵ. Chủ tịch, có lẽ là thư ký trưởng cảm thấy công tác của ngài quá căng thẳng, các cô gái công tác tinh tế hơn rất nhiều, thế nên muốn phái cô ấy đến thu dọn một chút. Miêu Dược Hổ nói xong thì cười hì hì. Vương Tử Quân cũng cười cười, sau đó nói với Miêu Dược Hổ, chủ tịch Miêu mỗi ngày bận rộn công tác. Chỉ mong sao đẩy mạnh thành phố Linh Long phát triển như hỏa tiễn, hôm nay sao lại có thời gian đến gặp tôi thế này. Chủ tịch Vương, tôi nghe người của Ủy ban Cải cách nói hạng mục phát ly cung của thành phố chúng tôi bị mắc cạn có phải không? Miêu Dược Hổ cũng không đi đường vòng với Vương Tử Quân, hắn biết thân phận của mình kém Vương Tử Quân quá xa, căn bản không có tư cách đi đường vòng với Vương Tử Quân. Nếu như đi đường vòng để rồi bị ăn đòn, không bằng thành thật nói rõ ràng với chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nhìn Miêu Dược Hổ rồi khẽ gật đầu nói, đúng vậy, hạng mục phát ly cung của các anh có đầu tư quá cao, nguy hiểm quá lớn, tôi cảm thấy phải nên cẩn thận suy xét. Chủ tịch Vương, hạng mục phát ly cung của chúng tôi đã được chuyên gia khoa học cho ra luận chứng đầy đủ, hơn nữa còn trưng cầu ý kiến khắp nơi, mặt khác chúng tôi đã có ngăn ngừa chu đáo với phương diện đầu tư, đã tìm được tài chính cho MNSF. Nếu như trong tỉnh không ủng hộ công tác này của chúng tôi, như vậy nghỉ nói xem, chúng tôi cũng không biết phải nói làm sao với các nhà đầu tư. Miêu Dược Hổ xoa xoa bàn tay rồi cẩn thận nói, chủ tịch Vương, năm nay tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Linh Long chúng tôi đã vượt qua thành phố rừng mật. Hội đồng Nhân dân thành phố chúng tôi tổ chức hội nghị và nhiều đại biểu đề xuất thành phố Linh Long vừa chú trọng phát triển kinh tế cũng vừa phải sửa cũ thành mới, tiến thêm một bước đẩy mạnh danh tiếng thành phố. Hạng mục phát ly cung chính là một trong những hành động nhằm đánh bóng tên tuổi của Linh Long, chúng tôi muốn thông qua phát ly cung để cho toàn bộ thế giới biết Linh Long cũng là một thành phố có nội tình lịch sử thâm hậu.
Vương Tử Quân lẳng lặng lắng nghe lý do của Mưu Dược Hổ, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói, Dược Hổ, thành phố các anh phát triển kinh tế rất khả quan, thế nhưng tôi thật sự rất lo lắng với sự phát triển của các anh. Tốc độ phát triển và tốc độ mở rộng quy mô của thành phố các anh là rất mạnh mẽ, nhưng tình huống lại làm con người ta lo lắng. Các anh nhìn mà xem, kinh tế thành phố Linh Long phát triển mạnh mẽ, mặc dù nói khách du lịch sẽ không thiếu, thế nhưng tỷ trọng của nó là quá nhỏ. Kinh tế các anh chỉ phụ thuộc vào bất động sản và năng lượng, nếu như thị trường quốc tế có biến động, anh có suy xét hậu quả hay không? Mưu Dược Hổ căn bản có cảm giác không cho là đúng với ý kiến của Vương Tử Quân. Hắn là một người làm chủ thành phố Linh Long, hắn cảm thấy lúc này thành phố Linh Long phát triển cho ra trạng thái cực kỳ tốt, dần ra tiến lên cao, bày ra tình thế tốt, vì sao đến chỗ của Chủ tịch Vương ngài lại hóa thành nước sôi lửa bỏng? Chẳng lẽ chúng tôi phát triển nhanh sẽ là bom nổ chậm, còn khó chịu hơn cả bão tố sao? Cần phải làm theo từng bước, đi theo khuôn khổ, làm châu kéo xe chạy chậm, như vậy mới an toàn, mới tốt sao? Tuy Mưu Dược Hổ cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân là không đúng, thế nhưng hắn không dám không bày ra biểu hiện chăm chú lắng nghe. Chủ tịch Vương, tôi quay về nhất định sẽ để cho các chuyên gia thảo luận về lời khuyên bảo của ngài, nhanh chóng cho ra phương án đối phó. Vương Tử Quân nghe những lời cực kỳ quy củ của Mưu Dược Hổ, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết rõ Mưu Dược Hổ không nghe lọt tai những lời nói của mình. Nếu như đây là đại biểu cho Mưu Dược Hổ, tất nhiên sẽ là rất dễ nói, nhưng thái độ của Mưu Dược Hổ chính là đại biểu cho thái độ của nhiều người ở Linh Long, thậm chí là cả thái độ của Bí Thư Sầm trong tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương căn bản cực kỳ quan tâm đến phương diện phát triển Linh Long. Điều này quyết định mình không thể nào cho ra quyết sách với sự phát triển của Linh Long, chỉ có thể cho ra lời đề nghị mà thôi. Nhưng càng là như vậy thì Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh càng không muốn thành phố Linh Long xảy ra vấn đề, hắn chỉ lên bàn nói, Chủ tịch Dược Hổ, anh là người phụ trách chủ yếu ở Linh Long, đặc biệt là ở phương diện kinh tế, anh cần phải chú trọng phương diện cho ra các suy xét tổng hợp. Chủ tịch tỉnh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiên cứu kỹ càng chuyện này. Mưu Dược Hổ nói ra lời đảm bảo, sau đó lại nở nụ cười, Chủ tịch, điều này. Lại nói về hạng mục Phát Ly Cung, đây là một trong những động tác điều chỉnh sản nghiệp của thành phố chúng tôi tin tưởng thông qua xây dựng Phát Ly Cung thì có thể kéo khách du lịch đến tạo nên một vòng phát triển mới. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mới nói, Dược Hổ, mặc dù anh nói ba hoa trích chòe, thế nhưng tôi cảm thấy hạng mục này nên tạm hoãn lại. Mưu Dược Hổ thấy mình không thuyết phục được Vương Tử Quân, điều này cũng khó tránh được. Hắn là ái tướng của Sầm Vật Cương, có đôi khi lời nói trước mặt những người khác thì có trọng lượng, vì dù sao cũng có Bí Thư Sầm ở sau lưng, người ta cũng không làm gì được mình. Nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn không có lá gan như vậy. Chủ tịch Vương, phía thành phố Linh Long đang tổ chức hội nghị chủ bị, đây chính là hội nghị cấp quốc gia, mong ngài nhất định đến tham gia. Vương Tử Quân căn bản trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý, được, tôi nhớ kỹ rồi, khi đó sẽ nói sau. Mưu Dược Hổ làm việc không thuận lợi, cũng không còn tâm tư muốn nói nhiều, hắn nói hai câu rồi chào cáo từ Vương Tử Quân. Khi hắn ra khỏi cửa thì dừng lại nói, Chủ tịch, hai ngày trước có nhận được điện thoại đến từ văn phòng của Trân Lão, nói là chúng tôi hỗ trợ thông báo vài người thân của Trân Lão, có lẽ Trân Lão muốn gặp mặt người thân của mình. Trân Lão muốn gặp mặt người thân, Vương Tử Quân khẽ gật đầu, căn bản có thể hiểu điều này. Dù sao thì người đã già, về quê cũng không quên được năm xưa, thế nên phải gặp cố nhân là đương nhiên. Các anh sắp xếp cho thật kỹ, cố gắng làm cho ông cụ thỏa mãn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi dùng giọng thản nhiên nói. Mong Chủ tịch Vương yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Mưu Dược Hổ nhìn Vương Tử Quân rồi cười cười rời đi. Sau khi đóng cửa lại thì Vương Tử Quân bắt đầu suy tư về những lời mà Mưu Dược Hổ nói với mình. Mặc dù mình không thấy hạng mục Phát Ly Cung có gì là tốt, thế nhưng bộ dạng của Mưu Dược Hổ chứng tỏ Linh Long không chịu buông tay. Thành phố Linh Long, Vương Tử Quân nghĩ đến bốn chữ này mà không khỏi có chút không thoải mái. Tuy hắn là chủ tịch tỉnh thế nhưng thành phố Linh Long lại là cọc tiêu công tác của Sầm Vật Cương, bây giờ hắn đã tạo nên thế cục cân đối với Sầm Vật Cương. Hắn không muốn tạo sóng, hắn muốn thả lỏng một chút. Vương Tử Quân hạ quyết tâm và định gọi người thu dọn trà cụ, thế nhưng khi vừa đặt tay lên điện thoại, hắn tự mình đứng lên thu dọn.
Khi hắn chuẩn bị dùng nước rửa ly, Trương Tề Bảo đẩy cửa đi vào, khi thấy Vương Tử Quân đang rửa ly trà thì nhanh chóng chạy đến, "Chủ tịch Vương, ngài để đó cho tôi." "Thôi khỏi, tôi rửa xong rồi, cũng không cần rửa lại." Vương Tử Quân cười nói. Nhưng Trương Tề Bảo không quan tâm, hắn nhanh chóng đưa tay nhận lấy dụng cụ pha trà trong tay của Vương Tử Quân, "Chủ tịch Vương, nếu tôi đứng nhìn ngài rửa ly trà, tôi sẽ bị phê bình." Trương Tề Bảo nói rồi rửa sạch các dụng cụ pha trà. "Chủ tịch Vương, tiểu ngư nhi kia." Trương Tề Bảo còn chưa nói dứt lời thì Vương Tử Quân đã hiểu vấn đề. Trương Tề Bảo đang hỏi vì sao lại không cho Văn Ngư Nhi thu dọn, thế nhưng Vương Tử Quân nói với Trương Tề Bảo, "Anh đấy, cũng không suy nghĩ một chút, tôi sao dám sai bảo con gái bảo bối của Bí Thư Văn." Chương 1856, một dùng lý. "Chủ tịch, là tôi suy xét không chu toàn, à. Tôi sẽ thay người cho ngài." Trương Tề Bảo nói đến đây thì dùng giọng có chút thẹn thùng nói, "Chủ tịch, tôi biết rõ Tiểu Ngư Nhi làm thư ký cho ngài là không thích hợp, nhưng nha đầu kia biết Cổ Dương xin nghỉ thế nên đến quấy lấy tôi cả buổi, căn bản không còn biện pháp nào khác." Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có lỗi của Trương Tề Bảo, hắn căn bản có thể tưởng tượng ra được tình huống khó xử của thư ký trưởng Trương. Nhưng Văn Ngư Nhi đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thì người nào cũng cảm thấy đây là cán bộ đi mạ vàng. Tuy Chủ tịch Vương và Bí Thư Văn có quan hệ bình thường với nhau, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Trương Tề Bảo nể mặt Văn Ngư Nhi. "Được rồi, đừng đổi lại là người khác, hai ngày này xem như tôi tự lực cánh sinh là được." Vương Tử Quân vung tay lên với Trương Tề Bảo, hắn thản nhiên nói. Trương Tề Bảo dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vương Tử Quân, tảng đá đặt trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Mặc dù Trương Tề Bảo cực kỳ kính sợ Vương Tử Quân, thế nhưng khi mà thời gian đi theo Vương Tử Quân ngày càng lâu, hắn cảm thấy Chủ tịch Vương cực kỳ là người biết thông cảm ở những sự việc bình thường. Chỉ cần anh đừng làm quá phận, dưới tình huống bình thường thì Chủ tịch Vương căn bản không bao giờ làm cho anh khó khăn. Nói thật thì Trương Tề Bảo thật sự rất sợ nha đầu Văn Ngư Nhi, nếu Chủ tịch Vương không ngại tiến vào địa ngục, như vậy thì nên nhân nhượng hai ngày. "Thư ký trưởng, vừa rồi Miêu Dược Hổ đến nói chân lão chuẩn bị về thăm quê, chuẩn bị gặp mặt bà con thân thích." Vương Tử Quân gõ ngón ta lên bàn rồi thản nhiên nói. Trương Tề Bảo có thói quen chú tâm vào lãnh đạo, sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng không cảm thấy có gì. Dù sao chân lão đã nhiều năm rồi chưa quay về Mật Đông, bây giờ quay về gặp mặt bà con thân thích cũng là chuyện rất bình thường. Con người ta một khi đã già thì dễ dàng hoài cựu. Nhưng khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị Trương Tề Bảo nhanh chóng bác bỏ. Dưới tình huống thì chuyện chân lão quay về nhà thăm quê căn bản không cần phải giao cho ai, người bên dưới sẽ tự sắp xếp ổn thỏa, nào cần phải đáng giá đặc biệt gọi điện thoại đến sắp xếp. Đây là một hành vi căn bản không bình thường, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Trương Tề Bảo căn bản là thư ký trưởng, hắn cũng biết bây giờ Bí Thư Sầm chuẩn bị đẩy Sở Hồng Đạo tiến lên. Sau khi nghĩ đến nhân quả của sự việc này, gương mặt của Trương Tề Bảo chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Được rồi, không nói đến sự kiện này nữa, Hiểu Bạch ở bên kia công tác thế nào rồi?" Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trương Tề Bảo, hắn hiểu đối phương đang nghĩ gì, thế là trực tiếp nói sang chuyện khác. "Sau khi Hiểu Bạch đi, thật sự là quan mới đến nhận chức đốt ba đống lửa. Bây giờ cậu ấy đang cố gắng sửa chỉ những lò than nhỏ trong huyện, hai ngày trước còn gọi điện thoại cho tôi nói đến những công tác gần nhất. Địa phương phát triển kinh tế khá lạc hậu, mọi người kéo nhau lên núi kiếm ăn, một vài lò than mà mỏ khoáng nhỏ bộc phát hung hăng ngang ngược, hơn nữa còn tiềm ẩn tại họa ngầm rất lớn. Lúc này cả nước đang đẩy mạnh diệt trừ những lò than mỏ khoáng thổ phỉ, Hiểu Bạch muốn trị tận gốc, căn bản ngăn chặn ngay từ ngọn nguồn của nó. Huyện ủy chuẩn bị cất mũ quan của vài người, chỉnh đốn và cải cách một nhóm người. Bọn họ muốn dùng phương thức như vậy để phủ lên bầu không khí, tạo ra khí thế lớn, vừa biểu hiện sự quyết tâm của huyện ủy, vừa có thể làm cho đám chủ lò than mỏ khoáng cảm thấy run sợ. Chỉnh đốn và cải cách lò than mỏ khoáng nhỏ, Vương Tử Quân có chút nhíu mày. Sau khi nghe xong những lời báo cáo của Trương Tề Bảo về công tác của Triệu Hiểu Bạch, Vương Tử Quân cảm thấy Triệu Hiểu Bạch mặc dù có khí độ vì dân sinh, thế nhưng khi làm việc vẫn còn có vài phần cấp tiến. Chính mình thật sự là một vị chủ tịch tỉnh đứng phía sau Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng người mới đến nhận công tác thì căn bản là ba chân khó đá, bây giờ Triệu Hiểu Bạch còn chưa đứng vững bàn chân mà đã giương cờ hạ bát cơm của người ta,
nguy hiểm trong sự kiện này là rất lớn. Triệu Hiểu Bạch xem như là một cán bộ tân sinh của tỉnh Mật Đông, còn rất trẻ, cực kỳ có khí thế. Thế nhưng có một câu không thể không thận trọng xem xét, con thỏ bị ép cũng có thể cắn người. Một khi động vào bát cơm của mình, đám người làm chủ lò than mỏ khoáng sẽ căn bản không chịu ngồi yên chờ chết. Có câu minh thường dễ đánh ám tiễn khó phòng, nếu như người ta liều mạng, như vậy cũng không cần quan tâm anh có hậu trường vững chắc như thế nào. Sau khi Trương Tề Bảo rời đi thì Vương Tử Quân bấm điện thoại Triệu Hiểu Bạch. Sau khi điện thoại vang lên hai tiếng chuông thì chợt nghe bên kia vang lên giọng nói của một người còn rất trẻ tuổi, chào anh, tôi là Trần Thái Trung. Trần Thái Trung, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó mới kịp có phản ứng, đây chính là thư ký của Triệu Hiểu Bạch. Làm bí thư huyện ủy đôi khi rất bận rộn, thế nên cũng cần thư ký tiếp điện thoại. Lãnh đạo đứng đầu thường có hai bộ điện thoại, số điện thoại này Triệu Hiểu Bạch thường hay sử dụng, thế nên giao cho Trần Thái Trung. Vương Tử Quân nghĩ thông suốt thì cười nói, đồng chí Thái Trung, tôi là Vương Tử Quân, anh để cho Hiểu Bạch tiếp điện thoại. Ngài là, à, chào Chủ tịch Vương, ngài chờ một chút, bí thư Triệu đang họp, tôi sẽ đi báo cáo. Mặc dù Trần Thái Trung nói chuyện khá ổn thế nhưng vẫn không che giấu được vài phần bối rối. Vương Tử Quân coi như thỏa mãn với phản ứng của Trần Thái Trung, vì Triệu Hiểu Bạch căn bản còn trẻ, tin tưởng chọn thư ký sẽ không quá lớn tuổi. Nhận được điện thoại của mình căn bản là một sự kiện quá lớn, sau khi biết được mình là ai, người này có thể đứng vững vàng như vậy căn bản cũng là một mầm mống tốt. Chỉ nửa phút sau thì bên kia đã vang lên giọng nói của Triệu Hiểu Bạch, Chủ tịch Vương, tôi là Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, công tác gần đây thế nào? Vương Tử Quân khẽ cười rồi nói. Chủ tịch, tôi công tác rất tốt, nhưng khoảng thời gian gần đây đang vội vàng làm quen hoàn cảnh, trong huyện có quá nhiều chuyện. Thật sự làm cho bản thân khó thể nào phân thân được. Triệu Hiểu Bạch thật sự có chút không yên, những ngày nay hắn cũng nghĩ đến phương diện báo cáo cho Vương Tử Quân, thế nhưng lại nghĩ rằng Chủ tịch Vương rất bận rộn, hơn nữa công tác của hắn cũng không có gì khởi sắc, thế nên không gọi điện thoại cho lãnh đạo. Không ngờ lúc này Vương Tử Quân lại tự mình gọi điện thoại đến, điều này làm cho hắn cảm thấy mình được ủng hộ, trong lòng cũng có chút bàng hoàng. Dù sao thì hắn cũng là cấp dưới. Mình nên gọi điện thoại cho lãnh đạo mới đúng. Vương Tử Quân căn bản cũng có thể hiểu ý của Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn cũng không đặt nặng trong lòng, thế là cười ha hả nói, trong huyện có hàng ngàn công tác, sự việc rườm rà, làm cũng không nên gấp gáp, đầu tiên phải làm sao cho công tác thuận lợi là được. Vâng, Chủ tịch, tôi nhất định sẽ nhớ chỉ thị của ngài, tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng. Triệu Hiểu Bạch nói bằng giọng điệu cực kỳ tự tin. Vương Tử Quân căn bản rất tán thưởng sĩ khí của Triệu Hiểu Bạch, nhưng hắn nghĩ đến mục đích ban đầu của cuộc điện thoại này, thế là thản nhiên nói, Hiểu Bạch, cậu công tác bốc đồng là rất tốt, thế nhưng có một số việc mà cậu cần nhớ kỹ, rất nhiều thứ căn bản là không thể làm một lần cho xong, ngoài phương diện có lá gan, có bốc đồng, có quyết đoán, còn cần phải chủ tính chung, dục tốc bất đạt, cậu nên nắm chắc tiến độ của mình. Vương Tử Quân nói làm cho Triệu Hiểu Bạch có vài phần cảm động. Hắn hiểu Chủ tịch Vương nói những lời này chủ yếu là vì ủng hộ mình, thế là không khỏi dùng giọng sắt son nói Chủ tịch, tôi nhớ kỹ rồi. Chương 1856, 2, dùng lý. Vương Tử Quân định nói ra vài lời bình về sự kiện đóng các lò than mỏ khoáng bất hợp pháp với Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng sau khi nghe Triệu Hiểu Bạch nói như vậy thì hắn buông tâm tư của mình xuống, sau đó cười nói tôi sẽ chờ xem biểu hiện của cậu. Sau khi cúp điện thoại với Triệu Hiểu Bạch thì Vương Tử Quân có chút cảm khái, một người tóm lại phải có gan đảm đương, đôi khi còn cần phải cố gắng phấn đấu trong nghịch cảnh. Mình cần gì phải cố gắng bày ra khuôn sáo cho Triệu Hiểu Bạch. Cũng không nên cứ nâng đỡ mãi, phải để người này đi đường có té ngã, phải là một tờ giấy trắng mới có thể vẽ lên một bức tranh đẹp được. Chủ tịch, Giám đốc Sở Hồng Đạo của Sở Khoa học Công nghệ nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Văn Ngư Nhi gõ cửa phòng làm việc rồi khẽ nói. Sở Hồng Đạo lại đến nữa. Vương Tử Quân nhíu mày, những ngày qua Sở Hồng Đạo liên tục đến tìm, tuy danh nghĩa là báo cáo công tác, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì Vương Tử Quân hiểu quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Văn Ngư Nhi rồi thản nhiên nói, cô nói với Giám đốc Sở, nói là tôi. Nửa giờ sau anh ấy đến gặp tôi. Vương Tử Quân vốn nghĩ không có thời gian gặp Sở Hồng Đạo. Thế nhưng cuối cùng lại thu câu nói kia về. Mặc dù mình không gặp mặt Sở Hồng Đạo,
thế nhưng người kia vẫn có thể kiên trì muốn gặp, chính hắn cũng không muốn người ta lợi dụng câu chuyện này để bày vẽ ra những tin đồn nhảm khác. Gặp một lần nữa cũng không là vấn đề gì lớn. Văn Ngư Nhi nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân, nàng nghe lời nói của Vương Tử Quân, nàng có thể cảm nhận được Sở Hồng Đạo này căn bản không phải là người được Chủ tịch Vương chào đón. Đáng lý ra Chủ tịch Vương định nói không có thời gian gặp mặt Sở Hồng Đạo, thế nhưng cuối cùng vẫn cho ra lịch hẹn. Chủ tịch, nếu ngài không muốn gặp anh ấy, chỉ cần nói có chuyện là được. Văn Ngư Nhi cũng không phải là Triệu Hiểu Bạch, căn bản không cần quan tâm nặng nhẹ, chỉ làm việc theo ý của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn cô gái xinh đẹp yêu kiều trước mặt mình rồi khẽ cười nói, có một số việc cần suy xét toàn diện, cứ xử lý theo lời của tôi. Ôi, trở thành chủ tịch thì cũng thật là mệt, ngay cả phương diện gặp mặt người nào cũng phải làm trái với lương tâm, thật sự không biết ngài làm lãnh đạo hay là người kia làm lãnh đạo nữa. Văn Ngư Nhi dùng giọng không kiêng nể nói, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy buồn cười. Cô gái này rõ ràng là quá thẳng thắn. Vì sao lại có thể nói ra những lời như vậy với lãnh đạo? Văn Ngư Nhi quệt mồm rời đi, hơn 20 phút sau thì nàng đưa một Sở Hồng Đạo với nụ cười vui như hoa vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sở Hồng Đạo ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi cười nói, Chủ tịch, tôi đã báo cáo những lời giúp đỡ của ngài với khu công nghệ cao cho lãnh đạo thượng cấp. Lãnh đạo thượng cấp cảm thấy cực kỳ coi trọng những thành tích mà chúng tôi đạt được, thế là cố ý mở một hội nghị gấp rút trong khu công nghệ cao tỉnh Mật Đông. Giám đốc Sở, chuyện này rất tốt, nếu lãnh đạo thượng cấp có ý như vậy, thế thì anh nên làm tốt công tác liên lạc, tốt nhất nên nhanh chóng xác định sự kiện này. Vương Tử Quân hiểu rõ Sở Hồng Đạo đang dựa thế, lãnh đạo thượng cấp mở ra hội nghị điển hình, đây chính là một thành tích tốt. Chỉ cần có thành tích này chèo chống, Sở Hồng Đạo căn bản tiến lên một bước rất dễ dàng. Tuy Sở Hồng Đạo vẫn giữ gương mặt cực kỳ cung kính, thế nhưng trong mắt hắn lại có vài phần tự đắc. Những năm qua hắn công tác xuôi chèo mát mái ở Sở Khoa học Công nghệ, điều này làm cho tâm tư tiến lên của hắn căn bản là cực kỳ mạnh mẽ. Sở Hồng Đạo từng nói rõ ý nghĩ của mình với cậu, thế nhưng chân lão căn bản không cho ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ nói hắn nên chú trọng công tác thực tế, còn những thứ khác không phải là thứ mà hắn có thể suy xét được. Những đáp án căn bản là ngồi chờ may mắn rơi xuống đầu như vậy giống như dội một gáo nước lạnh lên đầu Sở Hồng Đạo. Điều này làm cho hắn cực kỳ mất vui, căn bản là không thoải mái. Nhưng hắn không thoải mái thì có làm gì được, cánh tay không lay được đùi, hơn nữa lời nói của chân lão đối với hắn còn tốt hơn cả thánh chỉ. Cũng may Sở Hồng Đạo là người thức thời, biết mình không phải là nhân tuyển được chân lão chào đón, mà lãnh đạo trong tỉnh cũng có thái độ ôn hòa với mình, thế nên muốn tiến lên một bước nữa là rất khó. Hắn có vài phần nản chí thất vọng. Quyết định không động vào phương diện này nữa. Thế nhưng khi mà hắn cực kỳ tuyệt vọng, đúng lúc này hạnh phúc lại rơi từ trên trời xuống. Chân lão chuẩn bị về thăm quê, nhân cơ hội này mà bí thư Sầm quyết định đẩy hắn lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh tuy không phải là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng dù thế nào cũng là tiến lên một bước vào trong hàng ngũ các vị lãnh đạo tỉnh. Sở Hồng Đạo mặc dù biết Sầm vật cương cất nhắc mình là vì lý do gì, thế nhưng hắn vẫn thích được bí thư Sầm lợi dụng. Nếu như lần này hắn có thể thành công tiến lên, sau này hắn cũng là bánh ít đi bánh quy lại, nói vài lời có ích cho bí thư Sầm. Một người không sợ mình bị lợi dụng, chỉ sợ là mình vô dụng. Hơn nữa bị lợi dụng thì mộng tưởng nhiều năm của hắn sẽ thành sự thật. Còn phương diện tên Vương Tử Quân chán ghét kia, hắn tuy cũng có suy xét qua, thế nhưng căn bản không quá quan tâm. Vương Tử Quân tuy là người cường thế trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng như vậy thì thế nào? Sở Hồng Đạo hắn từng gặp nhiều vị lãnh đạo cường thế, nhưng những người kia căn bản không dám làm gì mình, vì có câu không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Chủ tịch Vương dù thật sự bực mình với mình, thế nhưng người này cũng chỉ có thể nổi giận mà thôi, căn bản không làm gì được mình. Sở Hồng Đạo mang theo tâm tư như vậy mà hầu như cứ một hai ngày lại đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân. Ngoài phương diện báo cáo công tác, thứ hắn quan tâm tiếp theo chính là thường xuyên xuất hiện ở khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói vài câu với Vương Tử Quân để hai bên có thêm ấn tượng, cũng ép đối phương phải sớm cho ra quyết định. Cánh tay không lay được đùi, Chủ tịch Vương, không phải chỉ là một vị trí phó chủ tịch tỉnh sao? Trương Bản Tiến còn kiêm nhiệm cả vị trí chủ tịch mặt trận Tổ quốc, vì sao lại thôn tính hết cả như vậy?
thế cho nên phải thuận nước dong thuyền mà giao vị trí kia cho tôi. Mong Chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ tranh thủ hội nghị này. Chủ tịch, điều này, tôi nghe nói vài ngày tới ngài sẽ tham gia hội nghị ở thủ đô, ngài xem ngoài thời gian đi họp, có thể rút chút thời gian gặp mặt lãnh đạo thượng cấp của chúng tôi được không? À, đề nghị này là không tồi. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi thản nhiên nói, Giám đốc Hồng Đạo, chuyện này anh giúp tôi sắp xếp, cũng xem như biểu hiện thành ý của tỉnh Mật Đông với sự kiện này. Vương Tử Quân trả lời làm cho Sở Hồng Đạo vui mừng như điên, hắn không khỏi cười cười nói, Chủ tịch, lãnh đạo chủ yếu của Bộ Khoa học Công nghệ có quan hệ rất tốt với anh họ của tôi sẽ để cho anh ấy hẹn trước, có lẽ là không có vấn đề. À, đúng rồi, giáo sư Sở, bây giờ sức khỏe của mẹ anh như thế nào? Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩa câu nói của Sở Hồng Đạo, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với người này, thế là nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyển chủ đề câu hỏi chính là quyền lợi của lãnh đạo. Sức khỏe của mẹ tôi rất tốt, hai ngày trước cậu của tôi có gọi điện thoại đến, mẹ tôi vẫn còn rất khỏe, hai người còn trò chuyện với nhau một lúc lâu. Sở Hồng Đạo nói đến đây thì có chút cảm khái, người già ở trong nhà thật sự như bảo vật. À, chữ hiếu là quan trọng, giám đốc Sở thật sự có phúc. Chương 1857, 1-2 bút cùng vẽ biết thời biết thế. Gió thu thổi làm lá rụng nhiều, đường lớn ngõ nhỏ có thêm nhiều cô gái mặc áo quần bó sát, hương vị mùa thu ngày càng nồng đậm. Vương Tử Quân công tác càng thêm bận rộn, tuy lúc này có nhiều chuyện đã được ủy quyền, thế nhưng vẫn có nhiều công tác đang chờ hắn quyết định. Cũng may Vương Tử Quân có thể nắm chắc cuộc sống của mình, về đến nhà hắn căn bản rất ít khi bàn đến chuyện công tác. Tút tút tút, khi Vương Tử Quân đang chơi cờ với con, điện thoại trong nhà chợt vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi điện thoại đến là Thạch Kiên Quân. Khi vị trí của hắn ngày càng tiếp cận Thạch Kiên Quân, đối thoại giữa hai người dần trở nên ngang hàng. Thạch Kiên Quân gần đây bận rộn cái gì thì Vương Tử Quân căn bản không hỏi thế nhưng lại biết rõ ràng. Khi thế cục dần biến hóa, Thạch Kiên Quân bắt đầu đi sâu vào phương diện tiến thêm một bước. Lúc này Thạch Kiên Quân và Sầm Vật Cương căn bản có tồn tại cạnh tranh với nhau. Chào Bí Thư Thạch. Khi nối thông điện thoại, Vương Tử Quân nở nụ cười thăm hỏi Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân ở đầu dây bên kia cũng đang cười, sau đó dùng giọng quan tâm hỏi, Chủ tịch Tử Quân, tôi nghe nói gần đây anh công tác rất bận rộn có phải không? Cũng so ra kém hơn Bí Thư Thạch rất nhiều. Vương Tử Quân vừa nhìn bàn cờ vừa cười nói với Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân cười cười, ngoài miệng lại không chịu buông tha, anh nói như vậy giống như tôi công tác đang cố gắng dùng mánh lưới vậy. Vương Tử Quân cười hì hì, thế nhưng lại không cho ra những câu nói đùa. Gần đây tỉnh Sơn Nam đang tiến hành điều chỉnh nhân sự vào thời điểm mấu chốt này thì Vương Tử Quân không gọi điện thoại cho Thạch Kiên Quân, thế nhưng căn cứ vào những tin tức nhận được, Thạch Kiên Quân căn bản đối xử không tệ với cán bộ thành phố La Nam. Khi nhân sự tỉnh Sơn Nam được điều chỉnh, có 3 vị cán bộ từ La Nam ra ngoài tiến lên cấp chính sở. Hai vị bí thư thị ủy tiềm nhiệm của thành phố La Nam càng có vị trí lãnh đạo cao nhất ở những đơn vị quan trọng. Tuy cán bộ thành phố La Nam có năng lực mạnh mẽ, thế nhưng ở nhiều chuyện thì không phải là anh có năng lực mạnh sẽ tiến lên được. Biết đâu người ta có năng lực không bằng anh, thế nhưng bọn họ thông qua quan hệ hoặc là có quan hệ vượt qua anh, như vậy sẽ có kết quả tốt hơn. Không phải như vậy thì nào có những người cảm thán vì có tài không gặp thời. Cán bộ thành phố La Nam sở dĩ có được trạng thái như vậy tất nhiên không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tỉnh Sơn Nam những năm qua phát triển khá nhanh và có địa vị vững chắc, điều này căn bản không tách rời khỏi sự phát triển mạnh mẽ của thành phố La Nam. Vương Tử Quân cười mà không nói, Thạch Kiên Quân ở đầu dây bên kia căn bản không tiếp tục dây dưa ở phương diện này. Đối với những người như bọn họ, chủ đề nhỏ như thế này chủ yếu là để tăng cường tình cảm lẫn nhau, nếu như lãng phí thời gian ở những sự kiện thế này, đây căn bản là một hành vi khó thể tha thứ được. Tử Quân, anh có hứng thú đến Sơn Nam không? Thạch Kiên Quân hỏi một câu căn bản là có ý nghĩa quá lớn. Mời mình đến tỉnh Sơn Nam, khoảnh khắc này Vương Tử Quân xem như hiểu ý của Thạch Kiên Quân. Có câu một núi không nên có hai hổ, mặc dù mình và Thạch Kiên Quân có quan hệ tốt, thế nhưng dù là chính mình hay Thạch Kiên Quân cũng hiểu rõ, hai bên không nên ở cùng một địa phương. Hai bên ở cùng một chỗ căn bản phải có người chủ đạo,
khi hai người căn bản không phân biệt rõ mạnh yếu, như vậy sẽ phát sinh tình huống xấu xa. Nếu như mình là một người cấp phó, Thạch Kiên Quân rời đi và mình tiếp nhận vị trí chính ở Sơn Nam, Vương Tử Quân cảm thấy như vậy là bình thường. Nhưng với vị trí của mình hiện tại, Thạch Kiên Quân mời mình đi nhận chức, đây cũng không phải là chuyện bình thường. Đầu óc Vương Tử Quân xoay chuyển rất nhanh, hắn cười ha hả nói, Bí Thư Thạch, chúc mừng, chúc mừng. Cậu Tử Quân, tôi cũng không gạt anh, nói thật, lần này có thể tiến thêm một bước, cũng may có cậu hỗ trợ. Nếu không thì anh Dương biết đâu sẽ còn ở lại thêm một thời gian nữa. Thạch Kiên Quân nói đến hai chữ anh Dương, âm thanh có vài phần biến đổi. Giọng điệu này người thường nghe mà không hiểu ra vấn đề, thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào nó để cảm ứng được thái độ của Thạch Kiên Quân với Dương Độ Lục. Thạch Kiên Quân thật sự là đi lên. Vương Tử Quân nghĩ đến kết quả này mà không khỏi nóng lòng. Thạch Kiên Quân nói như vậy thì hắn hiểu rõ ràng, đó chính là tối thiểu khi mình gặp mặt Bí Thư Lâm cũng nên đề cử Thạch Kiên Quân. Nhưng Thạch Kiên Quân có năng lực của mình, nếu không sẽ chẳng thuận lợi như vậy. Chúc mừng. Chúc mừng trưởng ban Thạch, sau này có sự giúp đỡ của anh, tôi căn bản sẽ dễ dàng triển khai mở rộng công tác hơn. Vương Tử Quân nói những lời này thì tràn đầy thành ý, Thạch Kiên Quân tiếp nhận vị trí của Dương Độ Lục, đây căn bản là một sự kiện không thể nào tốt hơn. Tiếng cười của Thạch Kiên Quân cũng cực kỳ vui vẻ, căn bản là nụ cười không chút giấu giếm. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được niềm vui lớn của Thạch Kiên Quân. Không vui được sao? Điều này không những có ý nghĩa rằng Thạch Kiên Quân sẽ tiến lên một bước, còn đại biểu cho phương diện Thạch Kiên Quân tiến lên một bậc quyền uy mới, đây là mục tiêu phấn đấu cả đời của Thạch Kiên Quân. Được rồi, chúng ta không nói về điều này nữa, anh nghĩ thế nào về vấn đề vừa rồi? Thạch Kiên Quân dùng giọng bình thản nói. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, để tôi đi đến tỉnh Sơn Nam, tất nhiên là tôi đồng ý, thế nhưng chỉ sợ là không dễ dàng. Thạch Kiên Quân trầm mặc giây lát rồi mới nói, việc là do người làm. Thạch Kiên Quân nói có vài phần lo nghĩ, nhưng Vương Tử Quân cảm thấy mình không nên quay về. Một là lực ảnh hưởng của mình ở Sơn Nam là rất lớn, quay về làm bí thư tỉnh ủy thì chỉ sợ tuyến trên không thông qua. Nhưng thật lòng thì hắn cũng không muốn quay về Sơn Nam. Hắn có quan hệ tốt đẹp với Thạch Kiên Quân, lý do chủ yếu là hai người căn bản không có xung đột lợi ích gì lớn. Thạch Kiên Quân là người kinh doanh ở Sơn Nam nhiều năm, căn bản có nhân mã của mình, nếu như mình đi qua, chỉ sợ sẽ làm cho quan hệ giữa hai người từ gần thành xa. Vương Tử Quân không muốn quay về để rồi quan hệ giữa hai bên sẽ lạnh nhạt, dù sao thì như vậy sẽ là được không bù mất. Vậy thì làm phiền Bí Thư Thạch, Vương Tử Quân tuy hạ quyết tâm nhưng ngoài miệng vẫn cười ha hả nói với Thạch Kiên Quân. Như vậy là được rồi, gần đây tỉnh Sơn Nam phát triển rất tốt. Nếu Tử Quân anh quay về, tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió, có thể nói là có tương lai phát triển cực mạnh. Vương Tử Quân bàn vài vấn đề ở tỉnh Sơn Nam với Thạch Kiên Quân, sau đó Thạch Kiên Quân thay đổi chủ đề, Tử Quân, hai ngày trước tôi quay về thủ đô có gặp Trân Đông Chính, anh ấy đánh giá anh rất cao. Chương 1857, 2, 2 bút cùng vẽ biết thời biết thế. Trân Đông Chính, Thạch Kiên Quân có quan hệ gì với người này? Vương Tử Quân thầm nghi hoặc, lại cảm thấy điều này không có gì là bất ngờ. Trân Đông Chính có độ tuổi tương đồng với Thạch Kiên Quân, lại cùng nhau lớn lên một chỗ, tuy hai người có vị trí chênh lệch khá lớn, thế nhưng nếu như hai người không biết nhau thì căn bản là quá kỳ quái. À, tôi có gặp qua giám đốc Trân một lần, căn bản là không thể nhớ được. Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩ của Thạch Kiên Quân gặp Trân Đông Chính, hắn không khỏi mở miệng cười ha hả nói. Người này là như vậy, nhìn thuận mắt thì đầu tiên có quan hệ khá thân thiết, nhưng nếu như không vừa mắt, căn bản thế nào cũng không thoải mái. Thạch Kiên Quân cười hì hì dùng giọng thản nhiên nói, ngay cả Trân lão cũng có ấn tượng không tệ với anh, nói anh là người dám nghĩ dám làm. Ha ha ha, Vương Tử Quân căn bản nghe câu đánh giá dám nghĩ dám làm mà không nhịn được phải cười hai tiếng, tiếng cười của hắn làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy kỳ quái nhưng lại không hỏi. Thạch Kiên Quân giống như đã hiểu Vương Tử Quân cười vì cái gì, hắn không khỏi nói, chuyện này anh làm rất tốt, đối đãi với những ông cụ như vậy thì nên quấn chặt không tha. Nếu anh không dùng biện pháp kia để gặp mặt Trân lão, chỉ sợ không biết đến bao giờ mới được gặp. Tôi cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng nhiều lần không được gặp mặt, tôi căn bản cũng không còn bao nhiêu thể diện.
Được rồi, không cần được tiện nghi lại khoe mẽ, Trần Đông Chính người ta đã lớn tuổi như vậy, vì chuyện của anh mà bị mắng cho té tát. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì cười hì hì nói, tôi có thể nghĩ ra được bộ dạng khó hiểu của anh ấy là thế nào. Thạch Kiên Quân nói những lời này căn bản không phù hợp với thân phận, nhưng có thể đường đường chính chính mở miệng, căn bản không xem Vương Tử Quân là người ngoài. Căn cứ vào những lời này thì biết quan hệ giữa Thạch Kiên Quân và Trần Đông Chính là không tồi. Vương Tử Quân cười cười nói theo Thạch Kiên Quân, Bí Thư Thạch, tôi cũng muốn được thấy bộ dạng của Giám Đốc Trần vào lúc đó là như thế nào. Trần Lão quay về Mật Đông là một cơ hội tốt, tuy bây giờ ông cụ có biểu hiện không quản chuyện chung quanh, thế nhưng nếu làm cho ông cụ có hảo cảm, căn bản là cơ hội tốt. Thạch Kiên Quân thay đổi chủ đề rồi dùng giọng dặn dò nói. Vương Tử Quân hiểu đây là lời thật tình của Thạch Kiên Quân, hắn không khỏi gật đầu nói, tôi hiểu điều này. À, tôi nghe nói em họ của Trần Đông Chính ở Mật Đông có vài phần tâm tư, là một giám đốc sở có lý lịch, nếu không trái với nguyên tắc thì nên biết thời biết thế, nên cho người ta cơ hội thuận nước dong thuyền. Thạch Kiên Quân nói những lời này giống như là đề nghị, thế nhưng lại có vài phần khẳng định. Vương Tử Quân ừ một tiếng như tiếp nhận lời đề nghị của Thạch Kiên Quân, nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, hắn lại có vài phần bức bối. Chuyện này nếu như thực hiện xong, chỉ sợ người ta chỉ cảm kích Sầm Vật Cương, dù sao cũng là Bí Thư Sầm nhắc đến chuyện này. Dù Trương Bản Tiến có bỏ ra một vị trí cũng không ai chú ý đến mình. Sầm Vật Cương căn bản là người làm tốt kế sách mượn lực đẩy lực. Vương Tử Quân căn bản không phải không nỡ với một vị trí như vậy, nhưng ý nghĩa của nó căn bản làm cho người ta phải nín thở. Có thể đối phương đã nhờ Thạch Kiên Quân mở miệng, nếu như hắn còn cưỡng chế, căn bản không có chỗ tốt. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt nghĩ đến Trương Tiến. Không biết Trương Tiến bên kia điều tra tập đoàn Thăng Đốc như thế nào rồi. Vương Tử Quân có thể xác định mình chưa từng tiếp xúc với tập đoàn Thăng Đốc, thế nhưng khi nghe Sở Hồng Đạo báo cáo về tập đoàn Thăng Đốc, hắn chợt cảm thấy có vài vấn đề. Vương Tử Quân thầm nghĩ và cảm thấy tâm huyết dâng trào, giống như tiềm thức có liên quan đến tập đoàn này, thế nhưng lại không thể nghĩ ra được. Bố bố, chiếu tướng, Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh dùng giọng hưng phấn hét lớn. Vương Tử Quân giật mình từ trong trầm tư, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện tướng của mình đã không còn chỗ trốn. Hắn thật sự không thể tin được thế cuộc trước mặt, hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi, Tiểu Bảo Nhi, còn thừa lúc bố không chú ý mà cầm ba quân cờ của bố, thắng cũng không vẻ vang, vì làm như vậy không phải là trẻ tốt. Con căn bản không giấu cờ của bố, đây là con chiến thắng đường đường chính chính. Bố, làm sao bố thua mà không chịu nhận, lại bảo con chơi xấu. Tiểu Bảo Nhi vừa nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì nhếch miệng nhỏ lên, nước mắt chảy ra. Vương Tử Quân nhìn vào gương mặt của con trai, cảm thấy con trai không nói dối, nhưng hắn không tin mình chỉ thất thần một chút mà thua như thế này được. Con trai mình căn bản là quá thông minh, lúc này mới bao nhiêu tuổi mà đánh cờ chỉ cần mình không toàn tâm toàn ý là có thể thắng được. Vương Tử Quân nhìn bàn cờ vài lượt sau đó dùng giọng buồn bực nói, này, bố nhớ đã ăn của con một quân mã, sao bây giờ lại có hai quân mã? Con, bố không ăn ngựa của con, chính nó đã chạy lại rồi. Tiểu Bảo Nhi bị nhìn ra sơ hở thì dùng giọng có chút bối rối nói. Vương Tử Quân vừa nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi thì một hào khí của người cha bốc lên trời. Có con thì người cha căn bản sẽ kiêu ngạo đứng thẳng, luôn biểu hiện mình mạnh mẽ để con cái học hỏi, không bao giờ để con cái chịu uất ức. Tiểu Bảo Nhi ơi là Tiểu Bảo Nhi, con lớn lên giống bố như đúc, ngay cả phương diện gây tai vạ cũng như nhau, sao lại thông minh như vậy? Ha ha ha, con không suy nghĩ xem làm sao để đánh bại bố, lại thừa dịp bố không chú ý để gian lận. Như vậy cũng không phải là nam tử hán. Vương Tử Quân cười cười vỗ vai con trai rồi nói được rồi, hôm nay đến đây thôi, con đi học rồi đi ngủ thôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không cam lòng của Tiểu Bảo Nhi, hắn lập tức đứng lên. Hắn cảm thấy mình và vợ đã đủ nuông chiều con trai, nhưng có một vài phương diện cần phải ép con trai tuân thủ, không thể vi phạm được. Bây giờ đến lúc Tiểu Bảo Nhi phải đi ngủ, căn bản phải thực hiện đúng nội quy. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của mình, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó mới bấm số điện thoại của Lý Trinh Siêu, chỉ vang lên vài tiếng chuông thì Lý Trinh Siêu nghe máy. Chủ tịch, ngài còn chưa nghỉ ngơi nữa sao? Lý Trinh Siêu nói bằng giọng điệu có vài phần vui vẻ.
Vương Tử Quân nghe lời nói của Lý Trinh Siêu mà cảm thấy thả lỏng hơn vài phần, hắn thản nhiên nói, thời gian còn sớm, bí thư Lý không phải cũng còn chưa nghỉ ngơi sao? Hai người nói vài câu chuyện, Vương Tử Quân khẽ nói, chuyện điều tra tập đoàn Thăng Đốc thế nào rồi? Chủ tịch Vương, chúng tôi đã kiểm tra, tập đoàn Thăng Đốc chỉ có một văn phòng ở tỉnh Mật Đông. Còn phương diện nhà xưởng của bọn họ ở vùng Duyên Hải, chúng tôi đã trải qua điều tra sơ bộ, cảm thấy tồn tại không ít vấn đề. Lý Trinh Siêu nói đến đây thì kiên định nói, đây là một công ty có vấn đề. À, các anh nên điều tra cẩn thận, không nên đánh rắn động cỏ, cũng không để cho người của tập đoàn Thăng Đốc có thể chạy trốn. Vương Tử Quân thở dài một hơi, trong miệng khẽ cười nói. Tôi đã sắp xếp xong. Lý Trinh Siêu nói đến đây thì khẽ nói, Chủ tịch Vương, dựa theo những gì chúng tôi nắm giữ được, căn bản đã cho ra vài phán đoán, ngài xem chúng tôi nên hành động vào lúc nào. Chương 1858, anh ra vẻ cho ai xem? Khi nào hành động, Vương Tử Quân trầm mặc giây lát rồi thản nhiên nói, trước tiên tìm hiểu vấn đề thật kỹ càng, sau đó phối hợp với các tỉnh thành phố khác, phải chú trọng làm tốt công tác phối hợp. Vương Tử Quân nói có vài phần không rõ thế nhưng Lý Trinh Siêu bên kia căn bản thầm hiểu vấn đề, hắn gật đầu nói, Chủ tịch, tôi biết rồi. Giám đốc Trân, tình hình sức khỏe của Trân lão thế nào rồi? Sầm Vật Cương nở nụ cười sáng lạn nói. Trân Đông Chính ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn nở nụ cười vừa tùy ý uống trà vừa cười đáp, ông cụ rất khỏe, bây giờ mỗi ngày ăn được một cân bánh bao, nếu không phải bác sĩ yêu cầu ăn ít cơm. Ăn theo sở thích, chỉ sợ mỗi ngày ông cụ có thể ăn được cả một cái chân heo. Ha ha ha, ăn được ngủ được là tiên, nhưng suy xét theo phương diện sức khỏe của ông cụ, căn bản ăn ít hơn một chút thì tốt. Sầm Vật Cương nở nụ cười sáng lạn, điều này làm cho người ta nhìn vào cảm thấy bí thư Sầm đang rất vui vẻ vì lời nói của giám đốc Trân. Thực tế thì Sầm Vật Cương cũng không phải giả vờ, lão thật sự vui sướng vì sức khỏe của Trân lão. Bí thư Sầm, trước khi đến bố tôi còn hỏi thăm sức khỏe của anh, mong anh làm tốt công tác. Giám đốc Trân nói lời này thế nhưng căn bản sự thật không phải như vậy, chủ yếu là hắn đến đại biểu cho Trân lão, thế nên cũng không ai hỏi xem đó là thật hay giả. Lúc này gương mặt Sầm Vật Cương rất vui, hắn cười ha hả nói, cảm ơn Trân lão đã quan tâm đến tôi. Hai người đùa giỡn với nhau một lúc, Trân Đông Chính chợt cười nói, bí thư Sầm, tôi không phải còn chưa chúc mừng anh sao? Đây chính là chuyện vui, biết đâu chúng ta hôm nay phải uống vài ly. Tuy Trân Đông Chính cũng không nói chúc mừng cái gì, thế nhưng nụ cười trên mặt Sầm Vật Cương lại sáng lạn vài phần. Nếu người khác nói đến vấn đề này thì Sầm Vật Cương sẽ chối từ, thế nhưng Trân Đông Chính nói thì lão căn bản không có ý đưa đẩy. Dù sao tất cả mọi người đều biết chuyện, nếu chính mình cứ mãi đưa đẩy thì căn bản không có vẻ phóng khoáng, còn làm không tốt quan hệ với Trân Đông Chính. Chuyện này trước khi có quyết định cuối cùng thì căn bản còn không ít chuyện xấu, chỉ cần Trân lão nói ra vài câu giúp đỡ, thật sự như ván đóng thuyền. Uống hai ly thì không có vấn đề, nhưng sự việc này bây giờ cũng chỉ có một mục đích, nói thật thì tôi cũng không quá nắm chắc, không biết trước được. Sầm Vật Cương lên tiếng làm cho nụ cười của Trân Đông Chính càng thêm vui vẻ, hắn chỉ vào Sầm Vật Cương rồi nói, bí thư Sầm, chuyện này tôi sẽ đặt vào trong lòng. Để tôi xem còn có chuyện gì xấu có thể xảy ra. Nhưng này anh Sầm, anh căn bản giống như có chút không bằng Thạch Kiên Quân bên kia. Trân Đông Chính nói đến đây thì uống một ngụm trà, tên kia thật sự biết làm việc, căn bản có thể đẩy được anh Dương đi nơi khác, đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Sầm Vật Cương và Thạch Kiên Quân cũng không có bao nhiêu tình cảm với Thạch Kiên Quân, thế nhưng lại có nghe nói về sắp xếp liên quan đến Thạch Kiên Quân. Tuy nhiều chuyện lão nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng khi nghe Trân Đông Chính lên tiếng, lão vẫn không khỏi cảm thấy có chút ghen ghét. Nhưng có một số chuyện là như vậy, cũng không di rời vì ý chí của anh. Sau khi bình phục tâm tình thì lão cười nói, giám đốc Trân, thực tế thì điều này là bình thường, bí thư Thạch có năng lực công tác mạnh mẽ, kiên quyết nguyên tắc, tôi căn bản cực kỳ bội phục anh ấy. À, anh Thạch công tác không tệ, bí thư Sầm anh khi nào thì có rảnh. Tôi sẽ hẹn anh ấy, ba chúng ta uống vài ly cho vui. Trân Đông Chính giống như không nhìn ra cảm giác của Sầm Vật Cương, hắn dùng giọng tự đắc nói. Sầm Vật Cương rất động lòng với lời đề nghị này của Trân Đông Chính, dù sao thì nó cũng có giúp đỡ không nhỏ với công tác của hắn.
Được, vậy thì làm phiền giám đốc Trần. Sầm Vật Cương cũng không phải là người không phóng khoáng, lão dùng giọng tiêu sái nói với giám đốc Trần. Trần Đông Chính cười ha hả rồi vung tay tiêu sái nói, đây không phải là chuyện gì lớn, anh cứ chờ tin tức tốt của tôi là được. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Đông Chính mà khẽ lắc đầu. Bí thư Sầm, buổi tối cùng đừng sắp xếp tôi ở khách sạn, khi tôi đến đã liên lạc với cô, bác yêu cầu tôi đến nhà chơi, tôi từ chối vài lượt nhưng không được. Trần Đông Chính tuy có tư chất bình thường thế nhưng kinh nghiệm nhiều năm cũng nó cho hắn biết nói như vậy là xong, thế là chuyển sang chuyện khác. Sầm Vật Cương biết rõ lần này Trần Đông Chính sở dĩ đến Mật Đông cũng là vì theo chỉ thị của Trần Lão, trước khi đến phải xem người thân thế nào đã. Người được Trần Đông Chính dùng giọng trịnh trọng nói là cô, chỉ có thể là mẹ của Sở Hồng Đạo. Ha ha, thế hệ trước đều có quy củ của mình, nếu như đến mà không gặp người thân, không đến nhà dùng cơm, căn bản sẽ là người xa lạ. Sầm Vật Cương lên tiếng làm cho Trần Đông Chính cảm thấy rất đúng, hắn không khỏi vỗ tay lên đùi nói, bí thư Sầm nói rất đúng, bây giờ người già căn bản coi trọng điều này, tôi không đến chỉ sợ bà cụ sẽ mất hứng, dù thế nào cũng phải làm khách ở nhà mới được. Trần Đông Chính nghỉ ngơi ở đâu căn bản không có ý nghĩa gì với Sầm Vật Cương, nhưng lão vẫn phải nói, giám đốc Trần, các cụ vui vẻ thì chúng ta cũng căn bản cảm thấy rất vui sướng. Vẫn là bí thư Sầm thấu hiểu điều này. Trần Đông Chính vỗ vỗ lên vai của Sầm Vật Cương rồi cười lớn nói. Sầm Vật Cương cười ha hả hai tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Đúng rồi, lúc tôi xuống máy bay thì Hồng Đạo cũng đi ra nghênh đón, tôi cảm thấy cậu ấy không mấy vui vẻ gì. Trần Đông Chính thấy Sầm Vật Cương không có ý mở miệng thì lại cười tủm tỉm nói. Khi Trần Đông Chính gặp mặt Sở Hồng Đạo, người này cũng không mất hứng. Thậm chí có thể nói buổi sáng Sở Hồng Đạo gặp mặt anh họ thì tỏ ra cực kỳ vui vẻ, thế nhưng hai chữ mất hứng chỉ là phần dẫn lời hội thoại của Trần Đông Chính. Sầm Vật Cương căn bản cảm thấy không thoải mái, trong mắt lão thì thậm chí không tình nguyện chuyển chủ đề lên người Sở Hồng Đạo. Đồng chí Hồng Đạo là rất tốt, công tác cẩn trọng, cho dù có chút uất ức cũng không nói ra. Sầm Vật Cương dùng giọng khẳng định nói với Trần Đông Chính, giọng điệu lại nhấn mạnh hai chữ uất ức. Trần Đông Chính đối mặt với người bình thường sẽ không kiêng nể gì, thế nhưng đối mặt với Sầm Vật Cương là đại tướng biên cương sắp tiến lên, hắn không dám quá tùy ý. Nhưng hắn vẫn dùng giọng không yếu thế nói, bí thư Sầm, bố tôi giao người em họ của tôi cho anh cũng không nên để cậu ấy chịu uất ức được. Sầm Vật Cương nghe hai chữ phó thác mà thiếu chút nữa không cười ra tiếng, thầm nghĩ Sở Hồng Đạo không nhỏ hơn tôi quá nhiều, nếu dùng hai từ phó thác cũng không phù hợp. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy nhưng tuyệt đối không nói ra, lão thản nhiên nói, ở một vài phương diện lớn thì tôi tuyệt đối không để anh ấy phải uất ức, nhưng giám đốc Trần cũng nên biết, trên rất nhiều chuyện không phải là một mình tôi làm chủ được. Bí thư Sầm, tôi hiểu sự khó xử của anh, nhưng cô của tôi chỉ có một người con trai, bố của tôi căn bản rất có cảm tình với cô. Trần Đông Chính giống như nói đến việc nhà. Giám đốc Hồng Đạo căn bản có năng lực và lý lịch cao vời. Anh ấy sở dĩ chịu uất ức là vì người ta có cái nhìn đại cục quá nhỏ, nhìn một vài thứ gì đó là của mình, không cho người khác chạm đến. Sầm Vật Cương nói bằng giọng điệu có vài phần trầm thấp. Chương 1859, một nghe và không nghe nhân tình cũng ở đây. Trần Đông Chính không phải kẻ ngốc, Sầm Vật Cương nói đến ai thì hắn hiểu rõ ràng. Nhưng khi hắn nghĩ đến uy thế của Vương Tử Quân, thế là do dự giây lát rồi thản nhiên nói, bí thư Sầm. Anh xem thế này có được không? Hôm nay tôi mượn hoa hiến Phật, mượn bữa tiệc rượu của ngài để mời Chủ tịch Vương uống vài ly có được không? Tuy Trần Đông Chính trưng cầu ý kiến của Sầm Vật Cương, nhưng Sầm Vật Cương biết rõ nếu như mình từ chối thì căn bản là không phóng khoáng. Đây cũng là một điều mà bất kỳ bí thư tỉnh ủy nào cũng cực kỳ chú ý, thế là hắn dùng giọng sung sướng nói, cái này thì không có vấn đề, tôi sẽ gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương. Thôi khỏi, để tôi gọi cho. Tôi phải biểu đạt thành ý của mình. Trần Đông Chính nói rồi cầm điện thoại lên bấm số của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhận điện thoại rất nhanh, sau khi nghe nói giám đốc Trần đến Mật Đông, hắn nhiệt tình mời giám đốc Trần đi ăn cơm tối. Sau đó hắn nhanh chóng đến đồng ý dùng cơm với giám đốc Trần và bí thư Sầm. Sầm Vật Cương cũng không phải chiêu đãi giám đốc Trần ở khách sạn Thịnh Thế mà là nhà ăn bên cạnh khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Sau khi hai người Sầm Vật Cương và Trần Đông Chính ngồi xuống thì Vương Tử Quân đi đến.
Đầu tiên hắn cười cười với Sầm Vật Cương, sau đó nhiệt tình bắt tay với Trần Đông Chính, giám đốc Trần, chào mừng anh đến tỉnh Mật Đông. Mật Đông là quê hương của tôi, tất nhiên là phải quay về rồi. Trần Đông Chính vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa cười ha hả nói. Vương Tử Quân cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Đông Chính. Vì bí thư và chủ tịch tỉnh đều ở đây, thế nên bữa cơm này được nhân viên nhà ăn cực kỳ chú trọng, chỉ một lát sau thì bàn cơm được bày ra các món rất phong phú. Tuy đều là các món ăn gia đình thế nhưng được làm rất tỉ mỉ, chế tác đặc sắc mang hương vị Mật Đông. Ví dụ như món cá, là cá sông dài 40 phân, được chiên dầu vàng óng không còn mùi tanh, thịt cá tươi mới, đồng thời còn có vài phần phong cách riêng. Chỉ cần nhìn vào những món ăn đầy hương sắc thế này, dù là ai cũng cảm thấy ngon miệng. Ôi, tôi đã quên một chuyện, khi tôi đến gặp bí thư Sầm thì em họ còn chờ ở bên ngoài, xem ra cậu ấy cũng đủ thảm rồi. Tôi bây giờ đã lớn tuổi, làm việc gì cũng bừa bãi. Giám đốc Trần nói đến đây thì tỏ ra cực kỳ đau đớn. Sầm Vật Cương nhìn Trần Đông Chính biểu diễn mà chỉ cười không lên tiếng, sau đó nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói, giám đốc Trần, điều này thì dễ nói thôi, giám đốc Hồng Đạo cũng không phải là người ngoài, chỉ cần gọi anh ấy đến cùng dùng cơm là được. Trần Đông Chính thật sự chỉ chờ những lời này của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng gọi điện thoại. 2 phút sau Sở Hồng Đạo được nhân viên đưa vào trong phòng. Chào bí thư Sầm, chào chủ tịch Vương. Sở Hồng Đạo nhìn anh họ của ngồi bên cạnh Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương, hắn nhanh chóng cung kính chào hỏi. Sầm Vật Cương khoát tay áo chặn lại, giám đốc Hồng Đạo, chúng ta cùng ngồi dùng cơm, cũng không cần chú trọng lễ tiết như vậy, mau ngồi xuống đi. Sầm Vật Cương nói tràn đầy thân mật, điều này làm cho Sở Hồng Đạo chợt cảm thấy trong lòng tuôn trào dòng suối ấm áp. Vương Tử Quân ngồi ở một bên cũng cầm lấy bát đũa từ trong tay nhân viên phục vụ rồi đưa sang nói, giám đốc Hồng Đạo, nếu anh đói bụng thì cũng đừng khách khí. Trần Đông Chính nhìn tình thế trước mặt và cảm thấy rất vui mừng, hắn gật đầu nói, Hồng Đạo, hai vị lãnh đạo coi trọng cậu như vậy, cậu nên biểu hiện cho tốt. Căn phòng không quá lớn thế nhưng bầu không khí rất tốt, Sầm Vật Cương có thể nói là người cực kỳ dí dỏm, căn bản biểu hiện mình là người làm chủ. Sau khi uống vài ly rượu thì Trần Đông Chính quay sang nói với Trần Đông Chính, Hồng Đạo, cậu nên mời rượu hai vị lãnh đạo, cảm tạ hai vị lãnh đạo đã giúp đỡ. Sở Hồng Đạo hiểu anh họ nói mình mời rượu lãnh đạo, ý nghĩa của nó cũng không phải chỉ nằm ở phương diện mời rượu. Hắn cười hì hì rồi nâng chai rượu lên chuẩn bị rót cho Sầm Vật Cương. Hồng Đạo, ly đầu tiên cậu nên mời Chủ tịch Vương, cảm tạ Chủ tịch Vương đã cố gắng giúp đỡ mình. Trần Đông Chính nói rồi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, em tôi căn bản có nhiều khuyết điểm, sau này mong ngài quan tâm hướng dẫn nhiều hơn. Sở Hồng Đạo không ngờ anh mình lại nói như vậy, hắn chợt chố mắt ra, sau đó nhanh chóng hiểu anh họ sở dĩ làm như vậy cũng là có ý nghĩa rất sâu sắc. Hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ vui vẻ, bàn tay nâng ly rượu lên có chút run rẩy. Là lãnh đạo đứng đầu một địa phương nếu như rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ cảm thấy rất mất hứng. Thế nhưng Sầm Vật Cương rơi vào tình cảnh này thì lại có vài phần khoái cảm. Lúc này Vương Tử Quân xem như bị người ta ép vô thoái vị, tôi xem anh xử lý thế nào. Vương Tử Quân nhìn Sở Hồng Đạo nâng ly rượu lên, hắn nào không hiểu rõ ý nghĩ của người này. Hắn nhìn Trần Đông Chính, trong lòng bay lên cảm giác tức giận. Nếu như chuyện này hắn không có chuẩn bị, hắn sẽ căn bản khó uống trôi ly rượu hôm nay, nhưng hắn có sự chuẩn bị, thế cho nên cũng không sợ ly rượu này. Vương Tử Quân cười cười với Trần Đông Chính, hắn tiếp nhận ly rượu của Sở Hồng Đạo rồi nói, có thể nói ly rượu này của Hồng Đạo thật sự có tình có nghĩa. Giám đốc Trần, ngài là khách từ xa đến, thế này đi, chúng ta cùng nhau cạn ly một lượt. Trần Đông Chính có chút sững sốt, ngay sau đó đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn cười hì hì nói, Chủ tịch Vương là người sảng khoái, tôi cũng không từ chối, chúng ta cùng nhau cạn ly. 3 ly rượu cùng vào nhau. Trần Đông Chính ngửa cổ lên uống cạn. Hắn nhìn vẻ mặt nhàn nhạt khi uống rượu của Vương Tử Quân, chợt cảm thấy tình cảnh mời rượu của em mình có vài phần quá mức. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không phải là người bình thường, không nên ép người quá đáng. Ha ha, Chủ tịch Vương, em của tôi đi theo ngài, ngài nên phê bình nhiều hơn, đây xem như tôi thiếu nợ ngài một phần nhân tình. Trần Đông Chính nói đến đây thì nâng ly rượu lên nói, tôi mời ngài một ly.
Vương Tử Quân nâng ly rượu mới lên cùng ly với Trần Đông Chính, sau đó hắn cười nói, cũng không phải là người ngoài, giám đốc Trần cũng không nên khách khí như vậy. Sầm Vật Cương nghe lời nói của Trần Đông Chính thì không khỏi có chút không thoải mái. Tuy Vương Tử Quân căn bản không đồng ý ngay vào lúc này, thế nhưng phần nhân tình của Trần Đông Chính cũng làm cho người ta rất quan tâm. Nhưng sự việc đã tiến triển đến mức này, cũng không nói gì được nữa. Lão chờ Sở Hồng Đạo rót rượu, sau đó cùng vài ly với Trần Đông Chính. Lúc này người vui vẻ nhất phải là Sở Hồng Đạo, dù thế nào thì hành trình của anh mình lần này cũng phát huy được tác dụng giúp đỡ rất lớn. Anh mình chỉ cần ra tay thì căn bản đã có xu thế quyết định mọi thứ, hắn biết như vậy là quá đủ rồi. Chủ tịch Vương nếu đồng ý thì Trương Bản Tiến sẽ phải nhả miệng ra, khi đó vị trí phó chủ tịch tỉnh sẽ là của mình. Sở Hồng Đạo nhìn Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương ngồi bên kia cười tủm tỉm, hắn không khỏi lớn tiếng nói, cảm ơn bí thư Sầm và chủ tịch Vương đã ủng hộ tôi. Anh, em mời mọi người một ly. Chương 1859, 2, nghe và không nghe nhân tình cũng ở đây. Cổ Dương ngồi trong phòng làm việc mà ngây cả người, mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn đang xem tư liệu, thế nhưng thực tế thì cũng không có ai đi vào phòng. Cổ Dương đã công tác gần một tháng ở nơi đây, trong mắt người khác có thể nó là cực kỳ hào quang, thế nhưng hắn là người tự biết chuyện của mình, hắn cảm thấy mình thiếu đi một sự ăn ý với chủ tịch Vương. Loại cảm giác ăn ý này có mối liên quan cực kỳ mật thiết đến phương diện hắn có thể ở lại công tác bên cạnh Vương Tử Quân hay không. Nếu như chủ tịch Vương thật sự tán thưởng mình, như vậy thì vị trí trưởng ban tổng hợp số 1 phải là của mình từ sớm rồi. Cổ Dương nghĩ đến vị trí trưởng ban tổng hợp số 2, hắn thật sự cảm thấy hữu tâm vô lực. Vì sao mới có thể tìm được niềm vui cho chủ tịch Vương? Làm sao để đảm bảo cho tương lai phát triển của mình? Cổ Dương lẩm bẩm vài câu như vậy, hắn không khỏi nhớ đến Triệu Hiểu Bạch. Cổ Dương căn bản có chút không phục Triệu Hiểu Bạch, mặc dù hắn là người thức thời cực kỳ phối hợp công tác với Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng thật lòng thì hắn cũng không cho rằng Triệu Hiểu Bạch thích hợp là lãnh đạo của mình. Không phải người kia có một ông dượng tốt sao? Nếu như tôi có một ông dượng tốt như vậy, hì hì, chỉ sợ tôi đã sớm là cán bộ cấp phó sở rồi. Đây là ý nghĩ của Cổ Dương lúc trước, thế nhưng khi mà Triệu Hiểu Bạch rời đi, hắn mới phát hiện Triệu Hiểu Bạch căn bản mạnh hơn mình ở phương diện này. Ít nhất thì Triệu Hiểu Bạch là người có thể tìm được niềm vui cho Chủ tịch Vương hơn so với mình. Cổ Dương trầm ngâm giây lát rồi quyết định gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Thứ nhất là hắn muốn bày tỏ sự kính cẩn nghe lời lãnh đạo của chính mình, thứ hai cũng có thể tìm hiểu vài thông tin về Chủ tịch Vương từ Triệu Hiểu Bạch, để xem mình làm gì không tốt để có thể nắm chặt sửa đổi. Cổ Dương là một người thuộc tuýp thích hành động, thế nên sau khi quyết định thì nhanh chóng bấm số điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Chào anh, tôi là Trần Thái Trung, xin hỏi ngài là... Điện thoại vừa nối thông thì một giọng nói tràn đầy kính cẩn vang lên. Trần Thái Trung. Là ai vậy? Cổ Dương xác định là chính mình không gọi sai số, thế là hắn cười nói, tôi là Cổ Dương của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, xin hỏi Bí thư Triệu có ở đó không? Chào trưởng ban Cổ, Bí thư Triệu đang họp, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đi báo cáo cho Bí thư Triệu. Trần Thái Trung biết Cổ Dương là ai, hắn tỏ ra cực kỳ khách khí. Cổ Dương căn cứ vào lời nói của Trần Thái Trung để biết được thân phận của người này, rõ ràng là thư ký của Triệu Hiểu Bạch. Hắn nghĩ đến một Triệu Hiểu Bạch có độ tuổi tương đồng với mình đã được phân phối thư ký, thế là không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Chính mình căn bản cũng không kém hơn Triệu Hiểu Bạch quá nhiều, nếu như mình được Chủ tịch Vương sử dụng 2 năm, biết đâu sau này mình còn hướng phát triển mạnh mẽ hơn cả Triệu Hiểu Bạch. Cổ Dương đặt điện thoại xuống mà cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, khi hắn nâng ly nước lên uống để trấn định tâm thần, lúc này Tiểu Ngư Nhi xinh đẹp đi đến. Cổ Dương biết rõ thân phận của Văn Ngư Nhi, khi đối mặt với viên cán bộ này thì hắn không dám chủ quan, hắn vội vàng đứng lên nói, Ngư Nhi, có chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn, chỉ là có phần văn kiện cần Chủ tịch Vương ký tên. Chủ tịch Vương có trong phòng không? Văn Ngư Nhi cũng không đưa văn kiện cho Cổ Dương mà lệch đầu hỏi. Người bình thường nếu như đưa văn kiện đến không thông qua mình, Cổ Dương nhất định sẽ coi đó là hành vi khiêu khích. Nhưng hôm nay người phá hoại quy củ của hắn là Văn Ngư Nhi, hắn cảm thấy nó rất bình thường, vì Văn Ngư Nhi không phải là người thường, hắn không nên chọc vào cô gái này. Dựa theo kinh nghiệm của hắn,
hắn cảm thấy Văn Ngư Nhi này có gì đó là lạ với Chủ tịch Vương, mặc dù điều tra không cho ra chứng cứ, thế nhưng cảm giác này vì sao lại mãnh liệt như vậy? Bí thư Văn và Chủ tịch Vương căn bản là bằng mặt không bằng lòng, nếu như biết con gái mình yêu mến Chủ tịch Vương, không biết có phải sẽ sinh ra cảm giác tức ói máu hay không? Cổ Dương không dám suy nghĩ nhiều về phương diện này, hắn nhìn cô gái xinh đẹp duyên dáng ở trước mặt mình, thế là không khỏi nuốt nước miếng dùng giọng khó khăn nói, Chủ tịch Vương đang bàn luận với Chủ tịch Hà, à, cô có thể chờ một lát được không? Cổ Dương muốn nói Văn Ngư Nhi đặt văn kiện lại, thế nhưng hắn nghĩ đến phương diện Văn Ngư Nhi không có việc gì làm đều mơ tưởng đến gặp Chủ tịch Vương, chính mình cản lại thì người này sẽ mang hận với mình, thế nên nuốt câu định nói vào bụng. Sau khi rót nước cho Văn Ngư Nhi thì Cổ Dương bắt đầu suy nghĩ về chuyện của mình. Văn Ngư Nhi đợi được 2 phút thì mất kiên nhẫn nói với Cổ Dương, trưởng ban Cổ, gần đây tâm tình của Chủ tịch Vương như thế nào? Rất tốt, Cổ Dương ngẩng đầu nhìn Văn Ngư Nhi rồi trầm giọng nói. Hừ, anh nói dối. Văn Ngư Nhi cũng không quan tâm thân phận của Cổ Dương, nàng trầm giọng nói, tôi nghe nói có người ép Chủ tịch Trương phải nhường vị trí phó chủ tịch tỉnh. Anh nói xem Chủ tịch Vương có vui vẻ được không? Cổ Dương cũng nghe qua những lời này, nhưng hắn căn bản chưa từng nghe Vương Tử Quân đề cập đến. Lúc này sau khi nghe Văn Ngư Nhi nói như vậy, hắn không biết nên nói sao cho phải. Khi hắn cảm thấy nhức đầu thì chợt nghe Văn Ngư Nhi dùng giọng oán hận không thôi nói, Sở Hồng Đạo này thật sự đáng hận, hắn đã phạm vào nhiều chuyện thế nhưng vẫn muốn làm phó chủ tịch tỉnh. Điều này, lãnh đạo làm việc gì thì có suy xét của mình. Ngư Nhi, những chuyện gì cô không nên quản, cô cũng đừng nên nói lung tung. Cổ Dương thật sự hoảng sợ, Văn Ngư Nhi nói như thế nào dù bị người ta nói thì cũng không là vấn đề gì, thế nhưng hắn thì lại là khác. Hắn không có chỗ dựa, nếu chọc vào người khó chịu, chỉ sợ bước tiếp theo là hắn bị ép cho sống không được chết không xong. Văn Ngư Nhi căn bản không cảm thấy lời nói của Cổ Dương có gì là đúng đắn, nàng ghét nhất là loại người khúm núm bên cạnh lãnh đạo. Loại người này sao có thể xứng làm thư ký của Chủ tịch Vương? Đúng lúc này Hà Kiến Trương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, nàng nhanh chóng cầm văn kiện trong tay đi vào trong phòng. Cổ Dương muốn đi theo nhưng cuối cùng lại ngừng lại, hắn ngồi trên ghế mà không khỏi suy tư về những gì Văn Ngư Nhi vừa nói. Hắn đã nghe qua không ít tin tức, biết rõ dù Chủ tịch Vương không muốn thế nhưng thật sự không ngăn cản. Ôi, đến cấp bậc như của Chủ tịch Vương, cũng không phải thích làm gì thì làm. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Cổ Dương giật mình rồi nghe máy, chào anh, tôi là Cổ Dương. Trưởng ban Cổ, có phải là Chủ tịch Vương gọi điện thoại tìm tôi không? Giọng nói của Triệu Hiểu Bạch truyền đến, căn cứ vào giọng điệu này thì Cổ Dương cảm thấy Triệu Hiểu Bạch bên kia có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Hắn thầm nghĩ, Triệu Hiểu Bạch làm sao vậy? Vì sao lại có biểu hiện như thế? Nhưng Cổ Dương vẫn phải cười nói, chào lãnh đạo, chủ tịch không tìm ngài, thế nhưng tôi có việc cần thỉnh giáo ngài. À, Cổ Dương, anh có chuyện gì thì cứ nói, tôi bây giờ thật sự rất bận rộn. Triệu Hiểu Bạch mặc dù có chút không thoải mái vì Cổ Dương quấy rầy mình, thế nhưng hắn bia lực ảnh hưởng của vị trí Cổ Dương vào lúc này, hắn không khỏi cười ha hả nói. Chương 1860, một tôi cần ẩn giật. Lão lãnh đạo, tôi mong ngài chỉ giáo một chuyện, Chủ tịch Vương. Khi Cổ Dương đang định lên tiếng, đúng lúc này có người trầm giọng nói, trưởng ban Cổ, có Chủ tịch Vương ở trong phòng không? Cổ Dương mới nói được một nửa và cảm thấy buồn bực, thế nhưng hắn vẫn thành thật nhìn sang phía bên kia. Khi hắn thấy người đang nói chuyện là Phó Chủ tịch Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Ngô Điền Thịnh, thế là gương mặt lạnh lùng chợt biến mất. Bí thư Triệu, lãnh đạo tìm tôi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Cổ Dương nói rồi cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi bàn làm việc nói, chào Chủ tịch Ngô, Chủ tịch Vương đang ở trong phòng, ngài chờ một chút, tôi sẽ đi vào báo cáo với lãnh đạo. Ngô Điền Thịnh gật đầu nói với Cổ Dương, tiểu Cổ, chuyện của tôi cũng không vội, Chủ tịch Vương nếu như có việc gấp thì tôi chờ một chút cũng được. Cổ Dương gõ cửa đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn thấy Văn Ngư Nhi đang quy củ ngồi trên ghế salon, khi thấy hắn đi vào thì ánh mắt có chút bực mình. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Ngô của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Cổ Dương không quan tâm đến tư thái của Văn Ngư Nhi, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ báo cáo. Vương Tử Quân khoát tay áo với Văn Ngư Nhi rồi nói, được rồi,
sự việc cứ như vậy, tôi còn phải đi gặp chủ tịch Ngô. Vương Tử Quân nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc của mình, Cổ Dương đang định nhanh chóng đi ra nói một tiếng với chủ tịch Ngô, thế nhưng Vương Tử Quân lại khoát tay cho dừng lại. Ha ha, chủ tịch Ngô, ngài rõ ràng là khách quý. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Cổ Dương rồi nở nụ cười vui vẻ nói. Khi thấy Vương Tử Quân tự mình đi ra đón thì Ngô Điền Thịnh cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Tuy nếu bàn về độ tuổi thì hắn lớn hơn, thế nhưng nói về cấp bậc thì Vương Tử Quân cao hơn hẳn. Hắn vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa cười nói, chủ tịch Vương, tôi đến là có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài. Đi thôi, mời anh vào phòng làm việc của tôi. Vương Tử Quân kéo tay Ngô Điền Thịnh rồi cười ha hả đi về phía phòng làm việc của mình. Sau khi ngồi xuống ghế salon thì Ngô Điền Thịnh nhìn Cổ Dương đóng cửa lại đi ra, sau đó mới cười khổ nói, chủ tịch Vương, lần này tôi phụng mệnh mà đến, mong ngài hiểu cho công tác của tôi. Ngô Điền Thịnh nói thì Vương Tử Quân biết có chuyện gì, sau khi nghe thấy Ngô Điền Thịnh nói như vậy thì Vương Tử Quân cười nói, chủ tịch Ngô, anh đến là vì công tác, điều này tôi hiểu rất rõ. Vương Tử Quân hiểu làm cho Ngô Điền Thịnh không khỏi cảm động, hắn cười cười nói, chủ tịch Vương ngài hiểu là quá tốt rồi, điều này. Chủ tịch Trương bên kia, ngài liên hệ trước với anh ấy, hay là để tôi đi tìm gặp anh ấy? Vương Tử Quân đã nói hiểu rõ ràng thì Ngô Điền Thịnh cảm thấy mình cũng không cần nói quá rõ ràng, nếu như vì sự kiện này mà hắn bị kẹp vào giữa, căn bản cảm thấy rất khó khăn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xoa xoa tay của Ngô Điền Thịnh, hắn cười ha hả nói, chuyện này tôi đã liên hệ với Chủ tịch Trương, anh ấy cũng hiểu rõ ràng. Chủ tịch Ngô, tôi thấy anh cũng nên đi thôi, dù sao có một số việc chúng ta cũng nên thực hiện theo nguyên tắc. Đúng vậy, làm theo nguyên tắc thì hay hơn. Ngô Điền Thịnh nâng ly lên uống một ngụm, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, chủ tịch, có một số việc giống hệt như vậy, chỉ cần lùi một bước là trời cao biển rộng, ngài nói xem có đúng không? Cảm ơn chủ tịch Ngô, tôi căn bản có thể nghĩ thông suốt những phương diện này. Vương Tử Quân nhìn Ngô Điền Thịnh an ủi mình thì không khỏi cười ha hả nói. Ngô Điền Thịnh nghe thấy tiếng cười của Vương Tử Quân thì thầm nghĩ chuyện này căn bản không liên quan đến tôi, thế là hắn cũng dùng giọng thả lỏng nói. Chủ tịch Tử Quân nói đúng, ngài là người làm việc đại sự, mất đi một phần chuyện cũng không phải là gì đối với ngài. Ha ha ha, Vương Tử Quân cười cười, hắn lại không nói thêm câu nào tiếp theo. Chủ tịch, anh cứ bận rộn đi, tôi đi đến chỗ của Chủ tịch Trương, làm xong chuyện rồi nói sau. Sau khi biết rõ Chủ tịch Vương căn bản không muốn nói gì thêm, Ngô Điền Thịnh dùng giọng chi kỷ cáo từ Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân rời đi, Ngô Điền Thịnh quay đầu nhìn bóng lưng của Vương Tử Quân, thế là không khỏi thầm nghĩ, sự kiện này làm cho Chủ tịch Vương có vài phần vướng mắc, nhưng vướng mắc cũng không là vấn đề, chủ yếu là vướng mắc này không liên quan đến mình. Ngô Điền Thịnh là Phó Chủ tịch Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn bản hiểu rõ rất nhiều chuyện. Biết rõ Bí thư Sầm bị Chủ tịch Vương làm cho mất mặt ở công tác nhiệm kỳ mới, thế nên lần này mượn ngọn gió đông đến từ sự kiện Chân Lão về thăm quê, muốn nắm bắt Phó Chủ tịch Trương Bản Tiến. Nếu như không liên quan đến Chân Lão, Chủ tịch Vương có thể sẽ ép cho Bí thư Sầm không thể làm được. Thế nhưng sự việc liên quan đến Chân Lão, Chủ tịch Vương căn bản cũng không thể nào làm gì được. Dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu như vì nó mà làm cho Chân Lão mất hứng, cũng không phải là chuyện gì vui sướng. Ba ngày sau đó Trương Bản Tiến dùng lý do công tác quá bận rộn để đưa ra thỉnh cầu rời bỏ vị trí Phó Chủ tịch tỉnh với Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay sau đó Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị xem xét, đồng ý với lời thỉnh cầu của Trương Bản Tiến. Sau khi Trương Bản Tiến từ chức, sự việc tiếp theo sau đó cũng không có vấn đề gì, Tuyến Thị ủy Trung ương yêu cầu Mật Đông tìm nhân tuyển cho vị trí Phó Chủ tịch tỉnh, Mật Đông mở hội nghị thường ủy. Trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức cung cấp hai đề cử, một người là giám đốc Sở Hồng Đạo của Sở Khoa học Công nghệ, một người còn lại là thư ký trưởng Trương Tề Bảo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với hai người được đề cử này, hội nghị thường ủy trải qua thảo luận cho rằng giám đốc Sở Hồng Đạo công tác chăm chú, lấy được không ít thành tích, vì vậy quyết định đề cử Sở Hồng Đạo. Hội nghị thường ủy bắt đầu và kết thúc rất nhanh, chỉ sau nửa giờ thì kết thúc. Sau khi kết thúc hội nghị thì vẻ mặt Sầm Vật Cương tràn đầy nụ cười, trong mắt người ngoài thì Vương Tử Quân ở bên cạnh cũng cực kỳ vui vẻ. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình,
Sầm Vật Cương nói với trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh đi theo sau, trưởng phòng Thanh Minh, hội nghị thường ủy đã có kết quả, các anh nên nhanh chóng thực hiện công tác của mình, tôi hy vọng trước ngày mùng 5 sẽ có văn kiện. Chương 1862, tôi cần ẩn giật. Trước ngày mùng 5, Uông Thanh Minh có hơi cau mày, hôm nay đã là ngày mùng 1, như vậy chỉ còn 4 ngày. Tuy thời gian có hơi căng nhưng Uông Thanh Minh cũng hiểu nguyên nhân Sầm Vật Cương cho ra yêu cầu như vậy, hắn tranh thủ thời gian đảm bảo, bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mùng 5 tháng 11 ánh nắng vàng trải dài khắp nơi làm cho thành phố bừng bừng sức sống, xe cộ đi qua đi lại giống như tạo nên một bản xô nát tuyệt vời. Sẽ phải thôi, phía trước không cho xe đi qua. Khi dòng xe đạp đang cuồn cuộn chạy về phía trước, từ phía đối diện có hai chiếc xe đạp chạy đến, người chạy chiếc xe đạp đầu tiên tuy không quá cao lớn nhưng giọng nói lại rất vang dội, hắn hét lên làm cho người ta giống như nghe được loa công suất lớn. Thế nào, phía trước giới nghiêm sao? Hay là kẹt xe? Có người nhìn tên đàn ông chạy xe đạp mà không khỏi lớn tiếng hỏi. Tên đàn ông này thấy có người hoài nghi lời nói của mình, thế là dùng giọng khó chịu nói, phía trước giới nghiêm, nếu anh không tin thì đi qua mà xem. Không phải không tin, đi đường vòng quá mệt mỏi, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Người đàn ông vừa mở miệng cười ha hả nói. Còn có chuyện gì nữa, có lãnh đạo đến kiểm tra công tác của thành phố chúng ta, thế nên phải có giới nghiêm. Tôi nói cho anh biết, trước kia công an không quan tâm đến xe đạp, thế nhưng bây giờ xe đạp cũng không cho qua, anh không tin thì nhìn mà xem, không phải bọn họ đang ngoan ngoãn quay lại sao? Tên đàn ông chỉ vào một chiếc BMW đang quay đầu rồi nói. Hắn lên tiếng làm cho không ít người nhìn về phía bên kia, thấy chiếc xe vừa rồi chạy đi như bay đã phải quay lại rồi rẽ phải. Khi thấy tình huống này thì đám người chung quanh bắt đầu đã cảm thấy tin tưởng hơn. Trước đó bí thư Sầm Vật Cương đến cũng chưa từng có tình cảnh này, lần này rốt cuộc là ai đến? Một người đàn ông nhìn qua giống như là cán bộ chính quyền giống như hỏi người bạn ở bên cạnh mình bằng giọng điệu có vài phần cảm khái. Quản chuyện này làm gì, chúng ta có cuộc sống của mình, tôi còn phải nhanh chóng nộp báo cáo cho thủ trưởng, nếu không thì sẽ bị mắng. Một tên đàn ông chạy xe Phượng Hoàng nhìn người đồng sự của mình rồi lẩm bẩm, ôi, thật sự là khổ sở vài chục năm. Bây giờ quay lại thì tình hình đã khác. Một câu nói này làm cho người đàn ông đồng sự phía sau cười hì hì, anh nên quay lại thời trước giải phóng mà phấn đấu thì hay hơn. Hì hì, anh căn bản là không hiểu, anh nói xem trước giải phóng dù sao cũng có quần áo để mặc, còn tôi bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu. Tên đàn ông chạy xe đạp nói với người đồng sự, tiểu lý, lát nữa cậu đến văn phòng nói với lãnh đạo một tiếng, nói là tôi đi giao văn kiện. Được rồi. Tôi căn bản là rất hâm mộ anh, có thể được lãnh đạo tán thưởng, tôi căn bản là không được như vậy. Tiểu Lý là một tên thanh niên hơn 20 tuổi, gương mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu Lý cậu cũng không nên gấp, như cậu mới tốt, tìm được mẹ vợ tốt là được, đến khi đó có nhà có xe, hơn nữa biết đâu mẹ vợ vui vẻ cho cậu vài triệu gửi ngân hàng thì sao. Tên đàn ông chạy xe đạp cười nói với Tiểu Lý. Tiểu Lý cũng không giận mà cười lớn nói, tôi rất muốn được như vậy. Thế nhưng không biết vợ tôi còn đang trốn ở nơi nào, không biết đã được sinh ra chưa? Nhất định là đã được sinh ra, biết đâu đang ở nhà trẻ. Tên đàn ông đồng sự cười ha hả nói. Hừ, chúng ta chỉ là công tác khổ sở mua vui mà thôi, tôi cũng không hiểu vì sao bây giờ còn chưa nhận được lương. Tiểu Lý lắc đầu thở dài nói, nếu thật sự là mua nhà mới được cưới vợ, tôi thật sự nên đến nhà trẻ chờ đợi thì hay hơn. Tiếng cười hi hi ha ha vang lên, mọi người phân tán ra, Tiểu Lý vừa đi qua một con đường tránh thì điện thoại vang lên. Trưởng khoa, tôi đang đi trên đường, Tiểu Lý nghe máy rồi cười nói. Sao hôm qua gọi điện thoại cho cậu mà không ai nghe máy? Thế này nhé, cậu mau đi đến đầu phố, tìm gặp và báo danh với đồn trưởng Vương. Giọng nói của vị trưởng khoa có mang theo vài phần chỉ trích. Mặc dù Tiểu Lý đi làm về rồi tắt điện thoại để nhận lấy sự chỉ trích, điều này làm hắn không thoải mái, thế nhưng hắn quen chịu đựng, cho nên không tranh luận mà chỉ cười ha hả nói, lãnh đạo, lần sau tôi sẽ sửa lại, bây giờ tôi phải đến đồn công an, có phải là... Được rồi, tôi đã báo cáo với lãnh đạo về công tác của cậu, tôi nói cho cậu biết, cậu không được chủ quan, có lãnh đạo đến. Lãnh đạo sao? Bao nhiêu vị lãnh đạo?
Có phải là bí thư Sầm Vật Cương đến không? Tiểu Lý nói rồi lại dùng giọng căm hận cào nhau, Sầm Vật Cương đến thì có vấn đề gì đâu, đó là công tác của Cục Công an, Ủy ban Tôn giáo chúng ta có gì mà phải tham gia? Thật sự là bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác. Vị trưởng khoa căn bản không thích nghe những lời này của Tiểu Lý, vì vậy mới lên tiếng, cậu chỉ biết đến Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân thôi sao? Tôi cho cậu biết, lần này người đến là đại nhân vật. Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân thì là gì? Hai người bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà thôi. Người đến là ai vậy? Tiểu Lý chợt cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, trong mắt hắn thì quan cao nhất bây giờ là Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân, bây giờ nghe lãnh đạo nói hai người này cũng kém vài phần, thật sự là buồn bực. Ai sao? Đó là Chân Lão, tôi nói cho cậu biết, chuyện này nên giữ bí mật, không nên cho ra vấn đề gì, nếu không thì không ai bảo vệ được anh. Bí thư Đồ đã cho ra chỉ thị, vào thời điểm mấu chốt nếu có vấn đề thì đừng trách người khác đập nát bát cơm. Vị trưởng khoa nói đến đây thì giọng điệu có vài phần nghiêm túc. Tiểu Lý thở phì phì nói, Đồ phấn đấu này cũng đúng là, chỉ biết làm khổ chúng ta. Hừ, mặc kệ không cần quan tâm, chút tiền anh ta phát cho chúng ta, không nhận cũng không đói chết đi được. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, cũng không có tác dụng gì đâu. Cậu làm nhân viên nhà nước cũng không dễ dàng gì, cậu nên thành thật đi công tác. Vị trưởng khoa rất tán thưởng Tiểu Lý, thế cho nên sau khi nghe thấy những lời như vậy không khỏi trầm giọng dạy dỗ. Tiểu Lý cũng không muốn vứt bỏ đi công tác của mình hiện tại, hắn có trưởng khoa hạ bậc thang thì cũng đi theo, tôi nghe lời của lãnh đạo, tôi sẽ nhanh chóng đi tập hợp, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi Tiểu Lý hấp tấp chạy về phía khu vực phòng thủ của mình, lúc này ở thành phố Linh Long cũng không biết có bao nhiêu nhân viên công tác đang được chỉ huy như vậy, được phân phối nhiệm vụ của riêng mình. Lúc này Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ là hai người phụ trách chủ yếu càng tự mình lái xe ra đường cao tốc. Chương 1861, bài tẩy này phải dùng. Điện thoại liên tục vang lên, tin tức liên tục được truyền đến. Đồ Phấn Đấu đứng ngoài xe cảm nhận được gió lạnh, hắn không khỏi cười cảm khái, hừ, gió khá lạnh. Nửa tháng nữa là chúng ta phải thay đổi trang phục khác. Đúng vậy, theo như kinh nghiệm những năm trước, nửa tháng sau cây cối sẽ không còn chiếc lá nào. Miêu Dược Hổ dừng sức giữ chặt tay trang của mình, hắn vừa cười vừa nói với Đồ Phấn Đấu, bí thư Đồ, không phải là không cần đi ra tiếp đón sao? Bây giờ lão lãnh đạo đến, còn không phải chỉ thị chúng ta ra đón tiếp à? Anh đấy, những chuyện thế này cũng không nên nói ra. Chẳng lẽ anh không biết chỉ thị của lãnh đạo chỉ nên nhìn vào phương diện biện chứng thôi sao? Đồ Phấn Đấu biết rõ Miêu Dược Hổ nói ai, thế nên gương mặt cũng có vài phần sáng lạn. Miêu Dược Hổ cười hì hì, hắn chỉ vào những dãy kiến trúc cách đó không xa nói, bí thư, lão lãnh đạo nếu nhìn thấy những biến hóa này, tôi tin tưởng anh ấy sẽ cực kỳ vui vẻ. Đến khi đó tôi tin tưởng anh ấy nhất định sẽ khích lệ chúng ta, cũng không biết anh ấy có vơ hết công lao lên người mình hay không. Người ta sao lại như vậy được? Đồ Phấn Đấu mặc dù đang giải thích nhưng không khỏi nhếch môi, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy đang tán đồng với ý nghĩ của Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ hiểu rõ về Đồ Phấn Đấu, hắn cười hì hì nói, bí thư Đồ, hôm nay tôi chuẩn bị thận trọng từ lời nói đến việc làm, tâm tình của vị lãnh đạo kia gần đây rất mất hứng, tôi cũng không muốn bị phê bình này nọ. Đồ Phấn Đấu không nói gì, hắn biết rõ vị lãnh đạo kia mất hứng là đến từ nguyên nhân nào. Hắn đã cảm thấy cực kỳ thoải mái vì điều này, thế nhưng lại có thêm vài phần đáng tiếc. Hắn thấy người kia dù thế nào cũng không nên đơn giản bỏ qua như vậy, sao có thể để cho một người như Sở Hồng Đạo tiến lên. Nhưng có câu làm tốt không bằng sinh ra vào nhà tốt, Đồ Phấn Đấu nếu như có được thân thế như của Sở Hồng Đạo, chỉ sợ bây giờ không phải là bí thư thị ủy, đã sớm bay lên vị trí cao hơn từ lâu rồi. Được rồi, những lời này chỉ nên nói những lúc chỉ có hai chúng ta. Cũng không nên nói lung tung để bí thư Sầm phải phê bình. Tôi cũng không ngốc, căn bản không bao giờ nói với bí thư Sầm những lời thế này. Miêu Dược Hổ cười hì hì rồi khẽ nói, tôi chỉ cảm thấy bí thư Sầm có nghe thấy như vậy cũng không nổi giận, vì bí thư căn bản cực kỳ thích nghe chuyện này. Đồ Phấn Đấu cũng không lên tiếng, tuy hắn không đi đến thành phố rừng mật, thế nhưng hắn căn bản biết rõ những gì đang xảy ra. Người kia tuy không muốn nhường đường, thế nhưng bí thư Sầm từng bước ép sát, căn bản không thể không nhượng bộ.
Tuy lúc này báo danh lên là hai nhân tuyển thế nhưng thực tế thì mọi người hiểu Trương Tề Bảo chỉ là một vai phụ mà thôi, lãnh đạo thượng cấp dù không có quyết định, thế nhưng kết cục xem như đã định. Chủ tịch Dược Hổ, chúng ta cứ mặc kệ không quan tâm, chỉ cần làm tốt công tác của mình là được. Lúc này Trần Lão về quê, nên làm tốt công tác là ổn, tuyệt đối không nên cho ra vấn đề gì. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì khẽ vung tay, đặc biệt là phương diện đền bù giải tỏa cho hạng mục phát ly cung, càng cần phải làm tốt công tác trần an, nếu như có vấn đề gì vào lúc này, hai người chúng ta căn bản không thể nào chịu đựng được. Miêu Dược Hổ nghe Đồ Phấn Đấu lại nhắc đến vấn đề này thì không khỏi có chút xem thường, trong lòng thầm nghĩ Đồ Phấn Đấu càng già càng nhát gan, sau khi bị Vương Tử Quân ép cho vài lần thì nhuệ khí giảm xuống quá thấp rồi. Bí thư Đồ cứ yên tâm, tôi đã cho ra những sắp xếp trọng điểm, chỉ cần có xuất hiện tình huống, hỏi người phụ trách là được. Miêu Dược Hổ nói bằng giọng điệu rất cứng rắn, đúng lúc này thư ký trưởng văn phòng thị ủy chạy đến nói, Bí thư Đồ, Chủ tịch Miêu, vừa rồi tôi có liên hệ với thư ký trưởng Phương, 10 phút sau xe của lãnh đạo sẽ rời khỏi đường cao tốc. Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không khỏi đứng thẳng người lên. Trần Lão, đường cao tốc này được xây dựng vào năm ngoái, sau khi xây dựng xong thì có tác dụng xúc tiến rất lớn với kinh tế trong tỉnh, sự phát triển của thành phố Linh Long không tách rời phương diện xây dựng đường cao tốc này. Sầm Vật Cương ngồi trên chiếc xe Toyota Coaster rồi cười ha hả chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Trần Lão lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt có vài phần vui sướng, lại có chút thương cảm, còn có vài phần cảm giác khác thường. Tốt quá, Bí thư Vật Cương, tôi về lần trước đã cách đây 10 năm. Trần Lão cảm khái một tiếng, lại không nhịn được phải nói, đây có lẽ là lần cuối tôi về quê, hy vọng Mật Đông ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Trần Lão, ngài cho ra lời khẳng định với công tác của chúng tôi như vậy, chúng tôi căn bản cảm thấy cực kỳ nhiệt tình, chúng tôi vẫn chờ 10 năm sau ngài về quê và cho ra lời bình mới. Sầm Vật Cương mặc dù rất nghiêm túc trong mắt người ngoài thế nhưng lúc này lại như bỏ nước vào bột nở, gương mặt tràn đầy nụ cười, câu nói đầu tiên đã xóa đi vài phần thương cảm của Trần Lão. Trần Lão nhìn Sầm Vật Cương rồi khẽ gật đầu nói, Bí thư Vật Cương đã nói như vậy, thế thì chúng ta cùng nhau cố gắng. 10 năm sau tôi sẽ về xem quê hương biến hóa thế nào. Trần Đông Chính luôn chú ý đến gương mặt của bố mình, khi thấy ông cụ rất vui vẻ thì khẽ giơ ngón tay cái lên với Sầm Vật Cương. Ông cụ gần đây thường là như vậy, sợ gần lo xa, có đôi khi còn tỏ ra buồn vui vô cớ vì các mùa trong năm. Vừa rồi Trần Lão nói lời cảm khái làm cho Trần Đông Chính không biết nên nói sao cho phải, may mà Bí thư Sầm nhanh chóng tiếp lời. Nếu không hắn thật sự không biết nên tiếp chuyện ra sao. Bố à, Bí thư Sầm công tác nhiều năm ở Mật Đông, cho ra nhiều cống hiến lớn với Mật Đông. Chưa nói những phương diện gì khác, theo như con được biết, năm ngoái GDP của thành phố Linh Long đã vượt qua thành phố rừng mật. Khi thấy bố mình vui vẻ thì Trần Đông Chính cũng lên tiếng giúp đỡ cho Sầm Vật Cương. Dù sao thì vừa rồi Sầm Vật Cương cũng giúp cho bố mình vui vẻ. Bây giờ hắn giúp đỡ cho Sầm Vật Cương một chút cũng xem như qua lại với nhau. Được, được rồi, Trần Lão nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương rồi cười nói, Bí thư Vật Cương, hy vọng lần sau tôi đến Mật Đông sẽ nhìn thấy diện mạo hoàn toàn mới. Bác trai, Mật Đông bây giờ có thể nói là biến đổi lớn từng năm, đặc biệt là thành phố Linh Long càng phát triển nhanh chóng. Trước đó cháu có về nhà thăm người thân, hì hì, cháu nhớ trước kia bọn họ ở nhà mái ngói đỏ ba gian. Bây giờ về thì tôi căn bản không tìm ra được nhà nào là của bọn họ, ngài nói xem phát triển như vậy thì quá nhanh chóng rồi. Sở Hồng Đạo tuy chưa có văn kiện chính thức để tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng hắn là người thân của Trần Lão, hắn vẫn được điều động đến đi theo đoàn. Sở Hồng Đạo căn bản hiểu rõ nguyên nhân của nó là gì, hắn tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn có thể bày tỏ quan hệ thân mật với Trần Lão trước mắt các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Hơn nữa cũng làm cho bác trai mình vui vẻ hơn. Sở Hồng Đạo lên tiếng như vậy làm cho Trần Lão có vài phần hứng thú, thế là chỉ vào Sở Hồng Đạo rồi nói, Tiểu Đạo, cậu là người thích giả thần giả quỷ. Được rồi, rốt cuộc là thế nào, cậu nói rõ ràng tôi xem. Khắp thôn đều là nhà hai tầng, tôi căn bản cũng tìm ra nhà của bọn họ, cũng là một căn nhà hai tầng. Sở Hồng Đạo nói đến đây thì nở nụ cười vui vẻ. Trần Lão cũng cười tho. Rõ ràng là cảm thấy thỏa mãn với những biến đổi của quê hương, lão vừa cười vừa nói, cậu nói đến thôn nào?
để tôi nhớ xem nơi đó còn có những ai. Một câu nói này làm cho Vương Tử Quân có vài phần cảm khái. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Chân Lão, tuy hắn không lên tiếng nhưng luôn nở nụ cười trên môi. Tuy có không ít người tham gia tiếp đãi thế nhưng Vương Tử Quân là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh thì không thể không có mặt. Là thôn Sơn Vương, ngài còn nhớ rõ không? Sở Hồng Đạo nhìn Sầm Vật Cương rồi khẽ nói. Chân Lão có vài phần hứng thú, căn bản bị câu nói của Sở Hồng Đạo thu hút, sau khi nghe xong thì vỗ đùi nói, tôi nhớ ra rồi, thôn Sơn Vương cách thôn của chúng ta 2-3 km về phía Tây, tôi nhớ khi còn bé đã từng đi chợ ở thôn Sơn Vương. Bên phía kia có một cái chợ, khi cháu còn bé cũng từng đi qua đó. Sở Hồng Đạo thấy Chân Lão hứng thú như vậy thì cũng nói theo. Chợ hình như có tên là chợ 36, đúng rồi, là chợ 36. Chân Lão giống như càng nhớ ra thì càng hưng phấn, Lão xoa xoa hai bàn tay nói, tôi nhớ trong chợ có một cửa hàng bán món súp, tôi đi qua đều thèm chảy nước miếng. Đáng tiếc là khi đó nhà nghèo hàn, sau đó rời đi cũng không có thời gian dừng lại ăn thử xem sao. Bác trai, có lẽ quán súp kia vẫn còn, cháu nhớ trong thôn có một quán cơm tên là súp Triệu Gia, ngài có muốn đến nếm thử không? Chương 1862, một có phong cách riêng hiệu quả không giống người thường. Sở Hồng Đạo nói đến món súp, Vương Tử Quân cũng biết khá rõ đó là loại súp gì. Sau khi đi vào Mật Đông, có một lần hắn sinh bệnh, ăn uống mất ngon, chiều đi làm về toàn thân bủn rủn, tay chân vô lực. Mạc Tiểu Bắc thấy vậy thì có chút lo lắng, nàng thừa dịp cuối tuần đưa cả nhà chạy đến đường Hoàng Hà, đến một quán cơm gia đình, gọi món súp thuốc. Súp thuốc nấu bằng thịt nạc vo viên, thơm ngon tinh khiết, ăn không biết ngán, hương vị sâu sắc, dư vị được rất lâu. Có lẽ vì có bỏ thêm ớt nên ăn vào cảm thấy cay cay tê tê lưỡi. Khi đó Vương Tử Quân và Tiểu Bảo Nhi căn bản là ăn uống như điên, hai người mồ hôi đầm đìa làm cho Mạc Tiểu Bắc không khỏi trợn mắt há mồm. Không ngờ đến ngày hôm sau thì Vương Tử Quân hết cảm, thế nên sau đó món súp thuốc kia để lại ấn tượng rất sâu cho Vương Tử Quân. Đó là hương vị khó có được ở nông thôn, thật sự khó thể nào dùng sơn hào hải vị để thay thế được. Xem ra Chân Lão còn không quên hương vị món ăn năm xưa, Sở Hồng Đạo cho ra đề nghị như vậy thiếu chút nữa làm cho Chân Lão cảm xúc dâng trào. Lão tiến lên vỗ vỗ vai Sở Hồng Đạo rồi dùng giọng cảm khái nói, Hồng Đạo, năm xưa có thể ăn được một tô súp thì phải là người có tiền. Nhiều năm rồi tôi đã ăn ở khắp nơi, thế nhưng căn bản chưa được ngửi hương vị ở quê hương như vậy. Sầm Vật Cương thấy Sở Hồng Đạo làm cho Chân Lão vui sướng, thế là không khỏi có chút đắc ý. Lão kéo Sở Hồng Đạo qua không những có thể gõ lên đầu Vương Tử Quân, còn làm tốt quan hệ với Chân Lão. Nếu lợi dụng tốt tầng quan hệ này, rõ ràng là một cây thang giúp mình tiến lên trời, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, thật sự hiếm có. Nếu như có thể dùng Sở Hồng Đạo cho thật tốt, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ rất lớn cho mình. Sầm Vật Cương vốn muốn để cho Sở Hồng Đạo xuất hiện với thân phận của một vị phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng sau khi tỉnh Mật Đông báo cáo lên trên, thượng cấp còn chưa phê chuẩn, điều này căn bản là Sầm Vật Cương không làm gì được. Tuy lão cũng biết những chuyện như thế này không phải sẽ được thực hiện theo đúng nguyện vọng của mình, những chuyện liên quan đến ban ngành thượng cấp, lão chỉ có quyền đề nghị, tác động, còn phương diện cho ra quyết sách thì lão không thể chen vào được. Nhưng sự việc này đã được báo lên Trung ương. Thái độ của mình căn bản đã đặt đúng chỗ, Sở Hồng Đạo và Chân Đông Chính bên kia nhất định sẽ giúp đỡ mình. Chân Lão, Bí Thư Sầm, các đồng chí thành phố Linh Long đang chờ bên ngoài. Phương Anh Hồ là đại tổng quản của khu văn phòng tỉnh ủy, hắn là người ngồi ở đầu xe, bất cứ lúc nào cũng phải quan sát những biến hóa trước mặt. Khi xe rời khỏi đường cao tốc, hắn khẽ báo cáo với Chân Lão và Sầm Vật Cương. Nếu như là trước kia thì chuyện này sẽ do Sầm Vật Cương làm chủ. Thế nhưng lúc này Chân Lão ngồi trên xe, Sầm Vật Cương khẽ xin chỉ thị, lão lãnh đạo, các vị đồng chí ở địa phương đang chờ bên dưới, hy vọng có thể được gặp ngài. Vật Cương, anh làm quan phụ mẫu cũng không dễ dàng, anh cứ sắp xếp là được. Chân Lão khoát tay áo với Sầm Vật Cương rồi thản nhiên nói. Sầm Vật Cương biết rõ đây không phải là Chân Lão khách khí với mình, thế là cũng không chối từ, lão nói với Phương Anh Hồ, thư ký trưởng Anh Hồ. Anh để cho Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ cùng lên xe. Chỉ nửa phút sau thì Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đã lên xe. Hai người nở nụ cười sáng lạn khi đối mặt với Chân Lão,
Miêu Dược Hổ nhanh chóng báo cáo công tác liên quan đến sự biến đổi của thành phố Linh Long, thế là trong xe liên tục vang lên tiếng hoan hô, bầu không khí rất tốt. Trần Lão cũng đáp lời Miêu Dược Hổ, thế nhưng nếu so với Sầm Vật Cương thì Vương Tử Quân cảm thấy đây chỉ là một biểu hiện khách khí nhưng có vài phần ngăn cách mà thôi. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Những quan hệ thượng tầng thế này cũng không phải chỉ cần tiếp xúc là có được hảo cảm từ người khác, hơn nữa những năm qua mối quan hệ giữa Sầm Vật Cương và Trần Lão đã quá sâu sắc rồi. Trần Lão, ngài xem, đây là công viên cây xanh mới của thành phố Linh Long, diện tích 1.000 hecta, bây giờ khi mà thành phố đẩy mạnh xây dựng đô thị, chúng tôi lấy những khu vực thừa thãi chế tạo thành bảo vật, biến nơi này thành công viên, dù là rác rưởi cũng được coi là tài nguyên. Sau khi công viên này được xây dựng, mỗi ngày hầu như đón một lượng hơn 10.000 người. Đặc biệt là vào mùa hè, hầu như tất cả mọi người đều ra đây tránh nắng. Đồ Phấn Đấu mở miệng giới thiệu về công viên làm cho Trần Lão cảm thấy rất hứng thú. Tuy nơi này không phải là điểm tham quan thế nhưng Trần Lão vẫn xuống xe đi lại vài vòng. Lúc này công viên đã sớm có chỉ thị, vì vậy tuy có nhiều du khách nhưng Đồ Phấn Đấu biết rõ những người này đều đã được sắp xếp sẵn. Đoàn người vây quanh Trần Lão đi xuyên qua công viên, Trần Lão rất thỏa mãn với hoàn cảnh nơi này, thế là không khỏi nói với Đồ Phấn Đấu, Phấn Đấu, các anh có thể đẩy mạnh xây dựng phát triển một thành phố phồn hoa, còn để lại một không gian hoạt động lớn như thế này, căn bản là suy xét rất nhiều đến quần chúng, đây là một khí phách khó có được. Thủ trưởng, thành phố Linh Long phát triển không ly khai khỏi sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền tỉnh. Không chờ Đồ Phấn Đấu báo cáo xong thì Trần Lão đã khoát tay nói, được rồi, những lời này của anh nên giữ lại nói với Bí Thư Sầm. Lần này tôi về quê cũng chỉ là muốn xem xét chung quanh một chút, không phải nghe anh hát bài ca tán dương Bí Thư Sầm. Tuy Đồ Phấn Đấu bị chặn lời nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười sáng lạn. Hành trình của Trần Lão hôm nay được thị ủy Linh Long sắp xếp rất tốt, từ sáng đến trưa Trần Lão đi thăm thú 4 nơi, có vẻ rất hào hứng. Thế nhưng suy xét ở phương diện sức khỏe của Trần Lão, Sầm Vật Cương quyết định trước khi dùng cơm trưa thì nên cho Trần Lão nghỉ ngơi một chút. Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ sắp xếp dùng cơm trưa cũng rất độc đáo, cũng không phải chỉ là đầu bếp của khách sạn, còn mời cả những đầu bếp giỏi ở nông thôn. Hơn nữa còn có nhiều phương diện rất mới mẻ, ví dụ như nấu cơm theo kiểu người nông thôn, thiết lập bữa cơm lộ thiên theo đúng quy củ dưới nông thôn, có vài chiếc nồi đất, vài bó củi. Trần Lão nhìn tình cảnh trước mặt mà không khỏi cảm thấy có hương vị quê hương, cơ thể có vài phần run rẩy, ánh mắt đỏ bừng. Lão đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng bắt tay một đầu bếp đang nấu nướng, gương mặt cực kỳ vui vẻ. Mặc dù mỗi món ăn đều được đầu bếp khách sạn xem xét cực kỳ tinh tế, thế nhưng phương diện nấu nướng lại chủ yếu là của đầu bếp nông thôn, các món ăn cũng giữ đầy đủ đặc tính nông thôn của mình. Không ngờ hiệu quả của nó là rất tốt, Trần Lão ăn cơm trưa rất vui vẻ, thậm chí còn chủ động uống một ly rượu. Phương Anh Hồ cũng xem như khổ sở ở phương diện này, khi Trần Lão yêu cầu được uống rượu, hắn lại đưa ra một vò rượu lớn, là loại rượu mà Trần Lão cực kỳ thích uống. Chương 1862, 2 có phong cách riêng hiệu quả không giống người thường. Sầm Vật Cương đã tiếp đãi qua nhiều lãnh đạo thế nhưng lần đầu tiên thấy được phương thức tiếp đãi như hôm nay. Lão vô thức đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ, trong ánh mắt có vài phần tán dương. Phương Anh Hồ dùng dư quang khóe mắt biết được ánh mắt của Bí Thư Sầm, hắn tỏ ra càng thêm vui vẻ. Bí Thư Sầm, hai ta về phòng nghỉ một lát, người một khi đã đến tuổi thì căn bản thời gian ngủ cũng giảm đi. Khi Trần Lão chuẩn bị rời khỏi bàn tiệc đi nghỉ ngơi thì không khỏi vung tay nói với Sầm Vật Cương. Lúc này nụ cười trên mặt Sầm Vật Cương càng thêm sáng lạn, Lão tranh thủ thời gian đi theo Trần Lão. Trần Đông Chính và Sở Hồng Đạo mãi đứng bên cạnh cũng nhanh chóng theo sau. Văn Thành Đồ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đội ngũ bên kia, hắn chép miệng mà cảm thấy có chút thất lạc. Đúng lúc này Đồ Phấn Đấu đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch Vương, nếu đã có Bí Thư Sầm đi cùng với Lão Thủ trưởng, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, chúng tôi đã sắp xếp phòng. Vương Tử Quân đi theo đám người Đồ Phấn Đấu đến gian phòng được sắp xếp cho mình, gương mặt hắn tràn đầy nụ cười. Sau khi nói vài câu tán dương, hắn căn bản cho ra lời khen ngợi với công tác tiếp đãi của thành phố Linh Long. Sau khi quay lại phòng thì Trương Tề Bảo nhanh chóng châm trà cho Vương Tử Quân, hắn nhìn Vương Tử Quân đang lặng lẽ xem TV, thế là khẽ nói, Chủ tịch,
bí thư Sầm có không ít lần đi gặp chân lão, hơn nữa. Trương Tề bảo muốn an ủi mình, Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ điều này. Hắn khoát tay áo với Trương Tề bảo, thư ký trưởng Tề bảo, tôi hiểu anh muốn nói gì, anh đừng quá quan tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trương Tề bảo khẽ thở ra, hắn nhìn Vương Tử Quân, chỉ sợ chủ tịch Vương tuổi trẻ bốc đồng, cảm thấy bị mất thể diện. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bình thường lại, chủ tịch Vương sao lại không phóng khoáng như vậy? Nếu như không phóng khoáng, có thể tiến lên vị trí hiện tại hay không? Lãnh đạo rất coi trọng sự phát triển của Mật Đông, chúng ta không nên phụ lòng kỳ vọng và quan tâm của lãnh đạo, còn phương diện khác thì chúng ta không nên suy xét. Vương Tử Quân không chờ Trương Tề bảo nói hết lời mà trầm giọng nói. Vâng, chủ tịch nói đúng, tôi rõ ràng là có chút lo lắng. Vương Tử Quân tiếp tục xem TV, gương mặt cực kỳ bình thường. Trương Tề bảo nhìn Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy trong mắt người thường thì chủ tịch Vương là cán bộ trẻ tuổi đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản có nhiều thần bí, thế nhưng hắn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì lại biết khá nhiều chuyện. Dù chủ tịch Vương có quyền lợi lớn, thế nhưng quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, càng ở gần bên cạnh lãnh đạo thì càng có cơ hội tiến lên. Có một vài việc mà Vương Tử Quân cần bày ra tư thái khoan hồng độ lượng. Ví dụ như sự kiện Sở Hồng Đạo lần này, chủ tịch tuy có biểu hiện bình thản thế nhưng trong lòng có lẽ đã cuộn sóng ầm ầm rồi. Khi Trương Tề bảo đang xem xét nên an ủi Vương Tử Quân như thế nào, lúc này ở trong một gian phòng khác, Sầm Vật Cương đang mỉm cười trò chuyện với Trần Lão. Trần Lão nói đến những cảm khái khi về thăm quê, thế nhưng Sầm Vật Cương căn bản nghe từng câu từng chữ của Trần Lão một cách cực kỳ chăm chú. Hồng Đạo, em tôi sao không về tỉnh ở với cậu? Trần Lão cùng Sầm Vật Cương nói về vài phương diện liên quan đến thành phố Linh Long, sau đó Lão chợt hỏi Sở Hồng Đạo. Sở Hồng Đạo ngồi bên cạnh Sầm Vật Cương với bộ dạng cực kỳ hăng hái. Những năm qua hắn là người có quyền lực tuyệt đối ở Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Mật Đông, thế nhưng Sở Khoa học Công nghệ là đơn vị yếu thế, vì vậy hắn cũng không có quá nhiều hào quang ở trên người. Lúc này Sở Hồng Đạo được ngồi bên cạnh Trần Lão, Sầm Vật Cương lại rất khách khí với hắn, đừng nói là đơn thư bổ nhiệm sắp được chuyển xuống Mật Đông. Xem ra ngày tốt lành sau này của mình đã đến. Khi Sở Hồng Đạo đang nghĩ đến tương lai sau này của mình, lúc này Trần Lão chợt hỏi làm cho hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn không sợ hãi mà cười nói, bác trai, cháu cũng đang phát sầu đây, mỗi lần cháu về đón thì mẹ lại không chịu đi. Lần này có ngài về thăm quê, mong ngài giúp đỡ cháu nói vài câu, để cháu đưa mẹ đến rừng mật. Đây là lá dụng về cội, tôi hiểu em gái của mình đang nghĩ thế nào. Trần Lão có chút sầu não, sau đó lại khẽ nói, ôi, ai chăm sóc cho mẹ cậu? Anh rể của cháu đã chuyển về ở nhà rồi. Sở Hồng Đạo nói rồi châm thêm nước cho Trần Lão, những năm qua thôn chú trọng cải tạo, căn nhà cũ bây giờ đã là nhà hai tầng, sau đó chị gái và anh rể chuyển đến làm bạn với mẹ cháu, xem như cháu bỏ thêm chút tiền giúp đỡ chị gái cha sóc mẹ. Ừ, như vậy cũng tốt, thế nhưng điều kiện chữa bệnh ở quê không được tốt, cậu cần phải quan tâm nhiều hơn ở phương diện này. Trần Lão khẽ chỉ vào Sở Hồng Đạo rồi thản nhiên nói. Sở Hồng Đạo thấy bác trai hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ mình, hắn không cảm thấy nói những lời như vậy là lãng phí thời gian. Ngược lại hắn còn cảm thấy mình được tăng tiến thêm vài phần độ nặng trước mặt bí thư Sầm. Vật Cương, rất tốt. Hai bên nói chuyện khoảng 20 phút, Trần Lão đã có vài phần mỏi mệt, Sầm Vật Cương đề xuất cáo từ. Khi Sầm Vật Cương rời đi, Trần Lão tiến lên vỗ mạnh lên vai của Sầm Vật Cương. Tuy chỉ là bốn chữ nhưng lại làm cho Sầm Vật Cương cực kỳ vui mừng. Mặc dù Trần Lão đã rời khỏi cương vị nhiều năm thế nhưng lực ảnh hưởng quá lớn làm cho người ta không dám coi thường. Lúc này Trần Lão cho mình một đánh giá như vậy, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp tỉnh Mật Đông, càng cho ra những ảnh hưởng lớn với tuyến trên. Sở Hồng Đạo thấy Sầm Vật Cương đi ra thì cũng đi theo. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Trần Lão và Trần Đông Chính. Trần Đông Chính dọn dẹp chăn màn cho bố, sau khi ông cụ lên giường nghỉ ngơi thì chuẩn bị rời đi. Con cảm thấy em họ như thế nào? Trần Đông Chính nghe câu hỏi đột nhiên của bố mình thì trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói coi như biết quy củ. Khi Trần Đông Chính còn định nói gì thêm, Trần Lão đã nhắm mắt lại. Biết con không ai bằng cha, hiểu cha không ai hơn con, Trần Đông Chính biết rõ bố mình có ý nghĩ gì.
nghĩ lại thì thấy ông cụ nhà mình càng lớn tuổi càng nghĩ đến tình thân, mặc dù hắn hiểu nhưng cũng chỉ thở dài, hắn không đồng ý với quyết định của bố, thế nhưng cũng biết mình không thể lên tiếng ở sự kiện này. Buổi chiều đoàn người về thăm quê Trần Lão, khi thấy những khu nhà hai tầng được quy hoạch chỉnh tề trong thôn, Trần Lão càng có thêm vài phần cảm khái. Lúc này những ông lão hơn 60 ở quê đều xuất hiện bắt tay mời thuốc Trần Lão, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Chương 1863, một cúi người hạ eo bảo trì bình thản. Vương Tử Quân lẳng lặng ở bên cạnh, thi thoảng chen vào vài câu, gương mặt sầm vật cương thì rất hăng hái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một người là bí thư tỉnh ủy Mật Đông mà tất cả hành trình đều có thể đi theo, có thể cho thấy Sầm Vật Cương là người biết nắm lớn thả nhỏ, căn bản cũng cực kỳ linh hoạt. Sầm Vật Cương giống như cảm nhận được ánh mắt của Vương Tử Quân, lão khẽ cười cười với Vương Tử Quân. Tuy nụ cười này nhìn có vẻ thân thiết hòa ái, thế nhưng bên trong có ý nghĩa gì thì căn bản chỉ có hai người hiểu được mà thôi. Năm nay tỉnh Mật Đông bị lũ lụt, hoa màu có bị ảnh hưởng gì không? Trần Lão hỏi chuyện một ông lão. Ông lão hơn 70 tuổi lên tiếng, không có vấn đề gì, trong tỉnh có phát lương thực cứu tế, không thiếu ăn, căn bản là rất tốt. Trần Lão là một người tham gia công tác lâu năm, căn bản vẫn phân biệt được lời nói của người khác là thật hay giả. Lão cười cười nói, ngũ đệ, cậu đừng gạt tôi, bây giờ quan phụ mẫu của thành phố Linh Long đều ở đây, có gì khó xử thì anh cứ nói, tôi sẽ yêu cầu bọn họ giải quyết. Tôi nhớ khi tôi 10 tuổi. Chỉ cần sông Thanh Sa còn nước thì hoa màu đều bội thu. Khụ khụ, trí nhớ của nhị ca rất tốt, năm vừa rồi có lũ lụt, Trương lão nhị ở trong thôn bị lũ cuốn đi vài con dê, cũng may những năm qua công tác phòng lũ của thành phố là rất tốt. Khụ khụ, lũ lụt không uy hiếp đến chỗ chúng tôi. Ông lão còn chưa nói hết lời thì chợt nghe một ông lão khác dùng giọng run rẩy nói, anh ngũ đừng nói tầm bậy, những ngày đó tôi có mặt trên con đê sông Thanh Sa. Nước sông cuốn đi không ít đồ vật. Hình như nhiều kẻ có tiền xây dựng nhà cửa ở vành đai chống lụt cạnh sông Thanh Sa, thế nên làm cho sông Thanh Sa chảy ngược. May mà khi đó tôi có đề phòng, nếu không thì bây giờ cũng không còn đám lão già chúng tôi. Ông lão không nói thì không có vấn đề, sau khi nói ra thì gương mặt đồ phấn đấu và miêu dược hổ chợt biến đổi, vị bí thư huyện ủy bên cạnh cũng tỏ ra cực kỳ khó khăn. Sầm Vật Cương hiểu rõ vấn đề. Lão vô thức duỗi tay ra giống như muốn vãn hồi cục diện trước mặt, thế nhưng vừa đưa tay ra thì thu lại. Lão hiểu rõ tình huống của thành phố Linh Long, mặc dù không tạo nên tổn thất chí mạng, thế nhưng tình hình khi đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải là Vương Tử Quân cố gắng phá bỏ những công trình ảnh hưởng đến công tác phòng lũ ở sông Thanh Nham, chỉ sợ nhiều địa phương sẽ rơi vào mầm tai vạ. Sao, có chuyện này à? Trần lão nhìn qua ông lão run rẩy bên kia. Sau đó ân cần hỏi han, không tổn thất gì lớn đấy chứ? Không có vấn đề gì, phía chính quyền tổ chức trực chiến 24/24, cuối cùng nước sông cũng thuận hòa trở lại. Ông lão vừa rồi được gọi là anh ngũ nhanh chóng nói. Cái gì chứ, anh không biết cũng đừng nói mò. Ông lão run rẩy ở bên kia nâng ly trà lên nói, khi đó nước sông chảy ngược, ai cũng bảo sông Thanh Nham bên kia sẽ gặp chuyện không may. Thế nhưng cuối cùng nghe người ta nói là sông Thanh Nham bên kia căn bản cố gắng làm đủ mọi công tác, đường sông đã thông, thế nên tất cả mới xong. Sau khi nghe những lời này thì Sầm Vật Cương xoa xoa bàn tay nói, lũ lụt lần này này có nhiều tình huống xuất hiện, thế nhưng tỉnh Mật Đông chúng tôi cố gắng công tác và ra sức nỗ lực, cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Đúng vậy, căn bản không có hiện tượng nước gây ngập lụt lớn. Văn Thành Đồ cũng đi theo nói. Nhưng hai người bọn họ lên tiếng và vẫn rất lo lắng, dù sao thì người cho ra cống hiến chủ yếu là Vương Tử Quân, căn bản không liên quan đến hai người bọn họ. Vương Tử Quân không lên tiếng mà chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn tình cảnh chung quanh, trước khi rời đi còn nói với Miêu Dược Hổ, chúng ta cũng cần phải cúi người nghe ý kiến chân thật của quần chúng, anh nói xem có đúng không? Tuy Vương Tử Quân lên tiếng giống như chỉ cho ra một câu hỏi bình thường. Thế nhưng Miêu Dược Hổ có dám nói không phải sao? Mặc dù hắn cực kỳ căm tức sự việc không hay vào lúc này, thế nhưng căn bản không dám trái ý ngỗ nghịch với Vương Tử Quân. Hơn nữa nơi đây là quê nhà của Trần Lão, hắn không dám tùy tiện, thế là lên tiếng, vâng, công tác tiếp đất mới ấm dân tâm, điều này tôi hiểu rõ, mong Chủ tịch Vương cứ yên tâm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi đi theo đội ngũ tiến về phía trước.
Chân lão tán thưởng làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy rất thoải mái, tuy bây giờ vị trí của lão thì những lời tán thưởng thế này căn bản không gây ra ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng lão vẫn thấy có không ít cán bộ có ánh mắt khác biệt. Sầm Vật Cương tuy biểu hiện ra là không có vấn đề gì, thế nhưng vẫn có vài phần hưởng thụ. Nếu như nói trước kia lão không cần có những lời tán thưởng thế này thì bây giờ lại thật sự rất cần. Khi Vương Tử Quân cường thế quật khởi thì Sầm Vật Cương tuy không muốn thừa nhận nhưng bây giờ thế cục ở Mật Đông đã là hai bên cùng tồn tại. Nếu như trước kia lão còn có vài phần ưu thế, như vậy bây giờ lão cảm thấy cán cân quyền lực đã hầu như gần cân bằng, thậm chí là mình có vài phần yếu thế. Lực ảnh hưởng chân lão mang đến lại có thể làm cho Sầm Vật Cương nắm chắc vài phần ở phương diện đại cục, đồng thời lão còn muốn thông qua chân lão để nói chuyện với Tần Điền Cương. Tuy chân lão không có khả năng ra mặt, thế nhưng chỉ cần chân Đông Chính ra tay, lão tin tưởng Tần Điền Cương sẽ nể mặt mình. Nếu như có sự giúp đỡ của Tần Điền Cương, thậm chí Tần Điền Cương bảo trì trung lập, như vậy ưu thế của mình với Vương Tử Quân sẽ quay về. Sau khi có được ưu thế này, mình căn bản không thể tái phạm sai lầm như cũ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Phương Anh Hồ đi vào, hắn nhìn thấy Sầm Vật Cương đang xem tivi, sau đó khẽ hỏi, bí thư Sầm, đã đến bữa sáng rồi, ngài ăn trong này hay ra ngoài nhà ăn? Thư ký trưởng, bây giờ chúng ta đến thành phố Linh Long, cứ để cho Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ sắp xếp. Bây giờ anh là lãnh đạo, không thể bao biện làm thay cho hai người bọn họ được. Sầm Vật Cương tâm tình vui vẻ thế là không khỏi mở miệng nói đùa với Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ không những biết rõ tâm tình của Sầm Vật Cương rất tốt, còn hiểu rõ nguyên nhân của nó là gì. Hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, sau đó cười ha hả nói, bí thư Sầm, tôi căn bản là quen thói quan tâm, bây giờ được thả lỏng thì có chút đè nén, ngài không bằng để tôi quan tâm một chút thì hơn. Sầm Vật Cương cười cười không nói về đề tài này. Lão khẽ hỏi, chân lão bên kia đã thức dậy chưa? Chương 1863, hai cúi người hạ eo bảo trì bình thản. Chân lão đã thức dậy, đang tập thể dục trong sân. Tôi đến gọi ngài từ sớm, thế nhưng nghe thư ký nói ngài ngủ rất say, cảm thấy hôm qua ngài đã mỏi mệt, cũng khó có được giấc ngủ tốt, thế nên cũng không gọi ngài. Phương Anh Hồ căn bản tự tiện làm chủ thay cho Sầm Vật Cương, tất nhiên là vì hắn lo lắng cho lãnh đạo. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phương Anh Hồ, hắn không khỏi cười nói, ôi, bây giờ đã già rồi, hoạt động nhiều cũng mệt mỏi, thời gian không buông tha cho người nào. Phương Anh Hồ chỉ cười mà không nói, hắn không thích hợp nói ra vài lời khẳng định với Sầm Vật Cương vào lúc này. Vì có vị lãnh đạo nào coi mình đã già? Khi Sầm Vật Cương đứng lên thì Phương Anh Hồ khẽ hỏi, chân lão chuẩn bị ăn điểm tâm trong nhà ăn, bí thư ngài có đi qua không? Tất nhiên là phải qua, đúng rồi, Chủ tịch Vương đang bận rộn gì vậy? Sầm Vật Cương chỉnh lại cổ áo rồi dùng giọng giống như tùy ý hỏi. Chủ tịch Vương giống như chuẩn bị quay về, trong tỉnh có không ít chuyện, còn có một tổ công tác xuống kiểm tra khảo sát. Phương Anh Hồ nói đến đây thì lại cười, Chủ tịch Vương rất bận rộn. Sầm Vật Cương nghĩ đến tình cảnh Vương Tử Quân đi theo bị người ta lạnh nhạt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Cho đến nay thì Sầm Vật Cương cảm thấy mình là người rộng lượng, thế nhưng bây giờ lão mới chợt phát hay khi mình nổi giận cũng phải đạt đến mục tiêu, đó là không thể nào giữ được tâm tư bình tĩnh ôn hòa khi đối diện với Vương Tử Quân. Chẳng lẽ cũng là vì mình ghen ghét hiền tài sao? Sầm Vật Cương thầm cảm khái rồi đi ra ngoài cửa, đúng lúc này hắn thấy Sở Hồng Đạo đi ra với bộ dạng cực kỳ chỉnh chu, khi thấy Sầm Vật Cương thì Sở Hồng Đạo cũng tiến lên nghênh đón. Sầm Vật Cương căn bản nhìn rõ năng lực của Sở Hồng Đạo, nhưng lão biết người này bây giờ là rất quan trọng với mình, thế nên rất khách khí với Sở Hồng Đạo. Giám đốc Hồng Đạo, hôm qua anh nghỉ ngơi thế nào? Sở Hồng Đạo còn chưa mở miệng thì Sầm Vật Cương đã dùng giọng đầy quan tâm nói. Sầm Vật Cương nói những lời này làm cho Sở Hồng Đạo cảm thấy rất kích động, hắn há miệng dùng giọng có chút mơ hồ nói, tôi ngủ rất ngon, cảm ơn bí thư quan tâm. Ha ha. Nghỉ ngơi tốt mới có thể làm tốt công tác, khi làm việc thì nên kết hợp nghỉ ngơi, nắm chắc tiến độ, tuyệt đối không nên vì công tác mà làm cho sức khỏe của mình bị ảnh hưởng. Sầm Vật Cương căn bản rất thoải mái với biểu hiện của Sở Hồng Đạo, lão khẽ vỗ vỗ lên vai Sở Hồng Đạo rồi dùng giọng quan tâm hỏi. Khi hai bên đi về phía nhà ăn, Sở Hồng Đạo chợt nói với Sầm Vật Cương, bí thư Sầm, tôi nghe anh chân nói,
Trần lão rất hài lòng với công tác của ngài. Sầm Vật Cương thầm nghĩ, những lời nịnh hót như vậy mà anh có đủ tư cách để nói với tôi sao? Tôi đã cảm nhận được điều này ngay từ thái độ của Trần lão rồi. Chẳng qua biết rõ nhưng lão vẫn vui vẻ tiếp nhận lời nịnh hót của Sở Hồng Đạo. Sở Hồng Đạo thấy Sầm Vật Cương có phản ứng thì lại khẽ hạ giọng, hình như Trần lão không quá quan tâm đến người kia. Người kia là ai? Sở Hồng Đạo không nói, nhưng với trí thông minh của Sầm Vật Cương, sao lại không nhìn ra được. Lão nhìn Sở Hồng Đạo đứng bên cạnh mình với bộ dạng thần bí, lão thật sự có vài phần xem thường. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh Mật Đông, còn chưa đến lượt một người là giám đốc sở như anh chen tay vào. Khó trách Vương Tử Quân chướng mắt với anh, nhìn vào trình độ này của anh thì căn bản nên ở trên vị trí giám đốc sở khoa học công nghệ cả đời, nào có giá trị cầu tiến. Sầm Vật Cương thầm cảm thấy không ra thể thống gì thế, nhưng vẫn dùng giọng không mặn không nhạt nói, Hồng Đạo, bây giờ là thời điểm quan trọng của anh, có vài lời không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng, nắm chắc tâm lý là được. Sở Hồng Đạo vừa nói xong thì nhanh chóng hối hận, trong Mật Đông ai cũng biết mối quan hệ giữa bí thư Sầm và chủ tịch Vương là bằng mặt không bằng lòng, quan hệ rất vi diệu. Nhưng người nào khôn khéo cũng không dám nói bậy với bất kỳ một ai trong số đó. Nếu không thì căn bản là biến hay thành dở. Thử nghĩ mà xem, nếu như anh đứng trước mặt bí thư Sầm chỉ trích Vương Tử Quân không ra gì này nọ, không phải đã nói rõ, anh cũng biết mối quan hệ giữa bí thư Sầm và chủ tịch Vương là không hài hòa, anh đang cố gắng nghĩ biện pháp làm cho một người vui vẻ sao? Sầm Vật Cương là đại tướng biên cương nên có tù dưỡng của riêng mình, dù có chán ghét Vương Tử Quân như thế nào thì cũng phải lấy đại cục của Mật Đông làm trọng. Lão từng ở trong một hội nghị lên tiếng yêu cầu cán bộ Mật Đông đoàn kết một lòng, xếp tầng xếp lớp mới có thể lèo lái con thuyền Mật Đông vượt qua sóng to gió lớn đi đến thành công. Sở Hồng Đạo nghĩ đến đây thì đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, hắn biết vừa rồi câu nịnh hót của mình không ra gì, thế nên bây giờ nhanh chóng tỏ thái độ, bí thư, tôi biết rồi, sau này tuyệt đối quản chặt miệng mình. Nhà ăn không lớn nhưng lắp đặt thiết bị rất ấm áp, khi Sầm Vật Cương và Sở Hồng Đạo đi đến. Trần lão cũng đang cùng mọi người đi đến. Điều làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy bất ngờ là Vương Tử Quân cũng đi đến. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt với nụ cười vui vẻ của Vương Tử Quân, lão khẽ gật đầu, sau đó nói một câu thăm hỏi Trần lão, cuối cùng đoàn người ngồi vây quanh Trần lão. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn lên những món ăn sáng thường thấy ở Mật Đông, hương khói bốc lên ngào ngạt làm cho người ta cảm thấy rất muốn ăn. Vương Tử Quân cũng không nói gì nhưng ăn không ít. Khi hắn ăn được một nửa thì nói với Trần lão, thủ trưởng, tôi đến để xin nghỉ, phía thành phố rừng mật xảy ra không ít chuyện, tôi cần phải nắm chặt thời gian đi xử lý. Tử Quân, không phải tôi nói với anh và Vật Cương rồi sao? Hai anh không cần đi theo ông lão tôi làm gì, tôi bây giờ có chút thời gian rảnh rỗi nên về quê thăm thú vài nơi, các anh là lãnh đạo tỉnh Mật Đông, các anh nên chú trọng đến phương diện công tác, cũng không nên để khách lấn chủ. Đi thôi. Mau về thôi, Trần lão đặt đũa xuống rồi cười nói. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi và bí thư Sầm cùng đến Linh Long cũng không phải là vì ngài, hai người tôi đều có tư tâm mà thôi. Hai câu nói này vừa ra khỏi miệng thì gương mặt Sầm Vật Cương chợt biến đổi, thầm nghĩ với trình độ của Vương Tử Quân thì sao lại nói ra những lời kém cỏi như vậy. Ngay cả những lời như vậy cũng có thể nói ra được. Nhưng lời nói sau đó của viên trợ thủ trong tỉnh lại làm cho Sầm Vật Cương tỉnh ngộ, chợt nghe Vương Tử Quân nói, chúng tôi luôn chú trọng học tập các vị lãnh đạo thế hệ trước, thế nhưng thường ngày cứ mãi bận rộn công tác. Sự việc là rất nhiều, căn bản không có nhiều thời gian tự học. Bây giờ ngài đến Mật Đông căn bản là một tấm gương lớn, chúng tôi có thể học được nhiều thứ từ ngài. Nói thật, lãnh đạo ngài như một cuốn sách giáo khoa, nếu như không phải có bí thư Sầm đi theo ngài. Tôi cũng không muốn quay về. Ha ha ha, tiểu tử này thật sự biết nói làm cho một ông lão như tôi cảm thấy vui vẻ. Trần lão cười ha hả rồi nói với Vương Tử Quân, được rồi, chúng ta không nói đến phương diện này nữa, sau khi dùng cơm xong thì anh cứ nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác của mình. Chương 1864, gỗ mục không thể điêu khắc, tường nát không thể chết hồ. Này cô gái! Cô mở tivi ra cho tôi xem chương trình thời sự một chút. Trần lão uống một ngụm súp rồi nói với nữ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Nữ nhân viên phục vụ đã sớm nhận được phân phó, thế nên bây giờ nghe Trần lão lên tiếng thì không dám vi phạm, nàng nhanh chóng lấy điều khiển từ xa mở tivi.
Thủ trưởng, ngài muốn xem đài nào? Nữ nhân viên phục vụ nhìn hình ảnh trên TV rồi khẽ hỏi. Đài nào có thời sự là được. Khi nhân viên phục vụ chuẩn bị chuyển kênh thì chân lão chợt nói, để xem cái này trước đã. Đây là chương trình thời sự của một đài truyền hình tỉnh Phương Bắc, chủ yếu là tin tức buổi sáng. Người dẫn chương trình lên tiếng với gương mặt vui vẻ, khi nói đến những câu chuyện lý thú thì có biểu hiện rất tương đồng, không khỏi làm cho người ta bật cười. Các vị xem này, ngày hôm qua cảnh sát tỉnh chúng tôi bắt được một nhóm người chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm người này không những có nhân số đông, còn làm ăn mua bán lớn, bọn họ chủ yếu dương cờ hiệu sản nghiệp công nghệ cao để đầu tư tài chính. Lẽ ra tiền chính sách hỗ trợ căn bản đều được phê duyệt rất nghiêm khắc, bọn họ có thể lừa đảo được sao? Nhưng cũng có giả có thật, cũng vì công tác không đúng điểm mà đám người này có thể lừa gạt được. Nếu không phải vì phi vụ thành công trước đó mà đám người này sinh ra ý nghĩ chủ quan, chỉ sợ đám người này đến tỉnh chúng ta sẽ còn lừa không ít người khác. Nhưng đám người lừa đảo đã thành công ở nhiều nơi, theo giới thiệu của cảnh sát thì bọn họ đã lừa gạt ở một khu công nghệ cao của tỉnh hàng xóm, kiếm được 5 triệu tài chính. Chậc chậc, tôi cũng không rõ khu công nghệ cao là ban ngành có sức sản xuất cao nhất, không biết người phụ trách nghĩ thế nào mà lại cho tiền đám người lừa đảo kia. May mà các đồng chí công an tỉnh chúng tôi đã cưỡng chế số tiền phi pháp kia quay về, xem như cũng là vãn hồi tổn thất. Đám người xem thông tin này mà không có bất kỳ ý nghĩ gì khác, thế nhưng Sở Hồng Đạo đang trò chuyện vui vẻ với chân lão thì vẻ mặt chợt tái nhợt. Khi đám người lừa gạt xuất hiện trên màn hình TV, gương mặt hắn càng thêm khó coi. Hừ, bây giờ có một vài người phụ trách đơn vị căn bản không biết ăn cái gì mà cho đám người kia 5 triệu bạc, nếu không thu được số tiền kia về, hì hì, thật sự là chuyện đáng cười. Chân Đông Chính nâng ly lên uống một ngụm rồi dùng giọng khinh thường nói. Chân lão hừ một tiếng, dù không mở miệng thế nhưng rất bất mãn với đơn vị có liên quan trong sự kiện này. Sầm Vật Cương lại dùng giọng cực kỳ đau đớn nói, lão lãnh đạo, chuyện này ngoài nguyên nhân đám người lừa đảo kia có thủ đoạn quá cao, cũng là đồng chí của chúng ta có ý nghĩ chạy theo thành tích quá nặng nề. 3 tháng tới tôi chuẩn bị đẩy mạnh một hoạt động học tập lý luận về thành tích công tác cho các cán bộ trong tỉnh. Cần phải học tập cho tốt. Căn bản không thể để cho một số người vì thành tích của mình mà ném tiền bậy bạ như vậy. Chân lão tỏ ra cực kỳ tán thành với Sầm Vật Cương. Tút tút tút, điện thoại trong túi áo của Sầm Vật Cương chợt vang lên, lão nhìn qua dãy số điện thoại gọi đến rồi cười nói với chân lão, cú điện thoại này thật sự quá trùng hợp, là anh tả của tỉnh Thiên Bắc gọi điện thoại đến, chính là tỉnh vừa rồi điều tra được vụ án lừa đảo. Sầm Vật Cương nói rồi rời khỏi bàn cơm nghe điện thoại. Chân lão khoát tay với Sầm Vật Cương rồi nói, đã ăn xong rồi, anh cũng đừng đi lung tung, cứ ở đây nghe máy. Chân lão nói như vậy thật sự là vì nể mặt mình, Sầm Vật Cương không khỏi cười cười khẽ nói, tôi là Sầm Vật Cương. Anh Sầm, anh đang bận rộn gì vậy? Anh ăn sáng chưa? Người ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu cởi mở nói. Tôi đã ăn rồi, còn anh thì sao? Sầm Vật Cương tuy không biết người đồng sự này gọi điện thoại cho mình làm gì. Thế nhưng lão vẫn dùng giọng nhiệt tình nói. Ôi, anh ăn rồi sao? Tôi còn đang chờ anh mời cơm sáng đây này. Anh tả ở tỉnh Thiên Bắc cũng không khách khí mà cười hì hì nói với Sầm Vật Cương. Nếu không có việc gì thì Sầm Vật Cương sẽ vui đùa nói vài câu, thế nhưng bây giờ lão có chuyện, thế là không khỏi vội vàng nói, anh tả, anh có gì cứ nói đi, tôi còn có chuyện. Ôi, căn bản là mất hết kiên nhẫn. Này anh Sầm, anh nên cảm ơn tôi. 5 triệu cũng không phải là con số nhỏ, nếu không phải có chúng tôi, 5 triệu của các anh đã bay đi mất rồi. Lời nói của người ở đầu dây bên kia căn bản làm cho Sầm Vật Cương có chút sững sốt, cái gì mà 5 triệu. Sau khi nghe nói như vậy thì lão chợt ngây người, thế là không khỏi dùng giọng nghi hoặc khó hiểu nói cái gì mà 5 triệu. Nhưng sau khi nói xong thì Sầm Vật Cương giống như ý thức được điều gì đó, ánh mắt thêm lạnh lẽo. Có câu gỗ mục không thể điêu khắc được, đây là tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này. Lão đưa mắt nhìn Sở Hồng Đạo ở phía đối diện mà không khỏi muốn tiến lên đánh cho một trận. Chính mình khổ sở nâng người này lên, không ngờ việc tốt còn chưa đến cửa thì có vấn đề lớn. Sở Hồng Đạo ơi là Sở Hồng Đạo, anh đúng là ông nội của tôi, anh có thể biết tôi mất bao nhiêu tâm tư ở sự kiện này không? Bây giờ tôi phải đặt mặt mũi vào đâu đây? Mình phải nói với chân lão thế nào đây?
Bí thư Sầm, tôi nhận kiểm điểm với ngài, tôi không nắm chặt công tác thế nên mới xuất hiện chuyện này. Sau khi tôi quay về nhất định sẽ làm tốt công tác chỉnh đốn cải cách, mau chóng cho ngài câu trả lời thuyết phục. Sở Hồng Đạo bủn rủn tay chân, vừa rồi hắn tỏ ra rất hăng hái, lúc này căn bản không còn chút gì. Hắn không ngờ mình cố gắng cho ra một quỹ giúp đỡ công nghệ cao, không ngờ cho ra vấn đề lớn như vậy. Quỹ này là do Sở Hồng Đạo tự tạo ra, khi đó hắn còn cảm thấy 5 triệu đầu tư là thành tích lớn của mình. Nhưng bây giờ hắn mới biết mình bị đám người nhìn có vẻ thật thà trung hậu kia hại cho thảm bại. Không những thảm bại mà còn có thể chết đi được. Sở Hồng Đạo nghĩ đến những gương mặt người cực kỳ có lực tương tác khi liên hệ với mình, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ nổi giận. Nếu như tên khốn kia còn xuất hiện trước mặt hắn sẽ đánh, mắng, sẽ cho tên kia chết đi sống lại. Nhưng bây giờ Sở Hồng Đạo chỉ có thể suy nghĩ như vậy mà thôi. Người kia căn bản không ở bên cạnh hắn mà đang bị giam ở tỉnh Thiên Bắc. Dù hắn có oán giận thế nào cũng không làm gì được. Theo thông tin đến từ tỉnh Thiên Bắc, sự kiện này còn liên quan đến phương diện đi khảo sát nhà xưởng, khi đó có người động tay động chân. Sầm Vật Cương khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nhìn Sở Hồng Đạo ở phía đối diện. Sầm Vật Cương càng thêm bất mãn với Sở Hồng Đạo. Lão làm bí thư tỉnh ủy, lão không phải là kẻ ngốc. Trước đó Sở Hồng Đạo có đến báo cáo với lão về hạng mục công tác này. Khi đó sự việc còn chưa phát sinh như bây giờ, tất nhiên Sở Hồng Đạo sẽ coi đó là thành tích của mình. Ví dụ như nói mình là người giỏi đảm đương, giỏi đổi mới, có thể tìm tòi nhiều phương pháp khác biệt để giải quyết vấn đề. Khi đó Sầm Vật Cương không quan tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại lời nói trước đó của Sở Hồng Đạo, lão càng thêm chán khó chịu. Sở Hồng Đạo nghe lời nói của Sầm Vật Cương thì vẻ mặt biến đổi lớn, hắn đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương, bí thư Sầm, tôi một lòng vì công tác, ngài phải tin tưởng tôi, chuyện này là tôi bị người ta lừa gạt, điều này. Lừa gạt sao, anh Sở, anh nên biết rõ ràng, bây giờ tỉnh Thiên Bắc giao cái gì cho chúng ta. Sầm Vật Cương nói đến đây thì thở dài một hơi, anh có thể giải thích rõ ràng những chuyện này được không? Chương 1865, một cước chó bỏ vào lồng ngực. Cơ thể Sở Hồng Đạo càng thêm run rẩy, hắn chợt giữ lấy tay của Sầm Vật Cương rồi nói, bí thư Sầm, tôi khi đó thật sự bị người ta mê hoặc, đến nổi phạm vào sai lầm này. Tôi thật sự là rất đau lòng, bí thư Sầm, mong ngài nhìn vào phương diện tôi công tác cẩn trọng lâu năm, còn nữa. Mong ngài nể mặt bác trai của tôi. Cho đến nay Sở Hồng Đạo là một người cực kỳ sĩ diện. Nhưng lúc này lại mở miệng cực kỳ lộn xộn, không biết nói gì cho phải. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt Sở Hồng Đạo, sao lại không hiểu ý nghĩ của người này là gì. Sầm Vật Cương cảm thấy máu nóng dâng lên, hắn nghĩ mình chìm đắm quan trường nhiều năm, đã gặp qua vô số hạng người, làm sao lại gặp phải hạng khốn nạn này. Biết đâu mình căn bản không vừa ý hạng người này, chỉ là coi trọng người ở phía sau mà thôi. Sầm Vật Cương là người thích dựa thế. Rất nhiều chuyện cứ để thuận theo tự nhiên mà hoàn thành thì tốt, thế nhưng khi gặp vài chuyện khó khăn, lão cảm thấy dựa thế là cực kỳ phù hợp, như vậy sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Lần này Sầm Vật Cương dựa thế vào chân lão và cảm thấy rất đắc ý, dù sao thì chính mình bị Vương Tử Quân áp chế mạnh mẽ ở phương diện nhiệm kỳ mới. Mặc dù hiệu quả như vậy là không lớn, thế nhưng ít nhất đối với những người đi theo, những người cùng thuyền với mình lại có tác dụng chấn hưng nhân tâm. Nhưng không ngờ vào đúng thời điểm mấu chốt thì Sở Hồng Đạo cho ra vấn đề. Lúc này Sầm Vật Cương chợt sinh ra cảm giác mình nghĩ rằng đang nắm kim cương trong tay, nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là cứt chó, thật sự làm cho người ta chán ghét. Nhưng dù Sở Hồng Đạo này có chán ghét thế nào cũng phải xử lý cho xong. Sầm Vật Cương dùng ánh mắt chán ghét nhìn Sở Hồng Đạo, thầm nghĩ hạng người này thật sự không biết xấu hổ, thật sự không ra thể thống gì. Sầm Vật Cương tuy không bày ra gương mặt tức giận thế nhưng cũng không có ý nghĩ đập cho Sở Hồng Đạo một gậy chết tươi. Dù sao thì Sở Hồng Đạo cũng có quan hệ với chân lão, hơn nữa 5 triệu cũng không phải đã được thu hồi rồi sao. À, anh quay về đi. Sầm Vật Cương không còn tâm tư nói chuyện với Sở Hồng Đạo, lão khoát tay dùng giọng nhàn nhạt nói. Sở Hồng Đạo căn bản không phải là người có tư chất cao, nhưng căn bản là có ngộ tính sâu, vẫn có thể hiểu những trình tự khác. Nếu như trước kia hắn bị Sầm Vật Cương khoát tay đuổi đi như vậy, hắn sẽ thức thời rời đi. Thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy đây là thời điểm cực kỳ quan trọng,
bí thư Sầm còn chưa để lộ ra thông tin sẽ xử lý mình thế nào, sao có thể rời đi được. Có trời mới biết lần sau mình còn được gặp mặt bí thư Sầm nữa hay không. Bí thư Sầm, ngài phải tin tưởng tôi, sức khỏe mẹ tôi cũng không được tốt. Sở Hồng Đạo lại tiến lên một bước dùng giọng lúng túng nói với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương thiếu chút nữa là nổi trận lôi đình, mẹ anh không được khỏe thì có liên quan chó má gì đến tôi. Nhưng lời đến bên miệng thì lão chợt nhớ mẹ của Sở Hồng Đạo có họ Trần, nên không khỏi nuốt câu mắng chửi xuống bụng. Tên khốn nạn này đang nói như vậy để uy hiếp mình. Lúc này Sầm Vật Cương nghĩ đến Vương Tử Quân đã rời đi, thầm nghĩ trước đó mình muốn đẩy Vương Tử Quân đi, vì đây là đống cứt chó, cầm lấy ném đi cũng không xong. Lão muốn người nào đó hốt đống cứt chó ném đi, thế nhưng không ngờ cứt chó văng ngược lại đập vào ngực mình. Sầm Vật Cương không muốn nói gì thêm với Sở Hồng Đạo, lão dùng ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua Sở Hồng Đạo rồi nói, được rồi, anh cứ đi làm gì thì làm đi, chuyện này tôi biết rồi. Sở Hồng Đạo ra đi có vài phần cô đơn, mái tóc ngày thường được chải chuốt tỉ mỉ đã rối loạn như tổ quả. Sầm Vật Cương cầm tài liệu trên bàn lên rồi thầm oán hận mắng, tên khốn nạn chỉ biết làm hư chuyện, cuối cùng vẫn là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhân tâm không đủ nuốt voi, không phải cũng bị điều tra ra sao. Nếu như không phải đám người kia còn muốn đi lừa gạt thêm, chỉ sợ sẽ không bị ngã ở tỉnh Thiên Bắc. Người ở tỉnh Thiên Bắc tranh công thì Sầm Vật Cương cũng không nói gì được, ít nhiều bọn họ cũng thu hồi về cho mình được 5 triệu tài chính. Sầm Vật Cương trầm ngâm một lúc, lão định đi ra khỏi cửa, lúc này Phương Anh Hồ đi vào phòng với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Thư ký trưởng, có chuyện gì không? Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ cung kính đứng trước mặt mình mà không khỏi giữ vững tinh thần nói. Bây giờ không phải là lúc hối hận, sự việc đã xảy ra, mình nên tìm phương án giải quyết nhanh gọn. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt hăng hái của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, bí thư Sầm, Trần lão hôm nay chuẩn bị đi tảo mộ. Không phải sắp xếp là ngày mai sao? Sầm Vật Cương biết rõ thời gian biểu của Trần lão ở Mật Đông, hành trình đã được tỉnh Mật Đông sắp xếp kỹ lưỡng, bây giờ lại đi tảo mộ trước một ngày, có ý gì? Phương Anh Hồ là người thông minh, hắn biết rõ chỉ cần mình nói ra sắp xếp này cho bí thư Sầm, không cần phải rườm rà gì thêm, bí thư Sầm sẽ hiểu rõ ràng. Vì thế hắn chỉ thành thật đứng trước mặt Sầm Vật Cương, chỉ cười mà không đáp lời. Anh Hồ, anh cảm thấy con người khi nào cảm thấy đau nhất? Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng trầm trầm nói. Phương Anh Hồ tất nhiên hiểu rõ tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này, thế nhưng hắn cũng không nói lời thật lòng, chỉ xoa xoa tay cười nói, thật sự có rất nhiều cảm giác đau, bí thư hỏi tôi như vậy, tôi cũng coi như khó trả lời. Tôi sẽ quay về điều tra thêm tư liệu, đến khi biết rõ sẽ báo cáo với ngài. Hừ, anh Hồ, sao anh lại trở thành người miệng lưỡi trơn nhẫy như vậy? Thư ký trưởng tôi quen thuộc cũng không phải như thế này. Trước mặt tôi anh còn phải che giấu sao? Có phải là quá xa lạ rồi không? Sầm Vật Cương nói một câu như vậy làm cho Phương Anh Hồ hiểu rõ 7 phần. Lãnh đạo nói với anh cái gì cũng đều là bình dị gần gũi, nếu như anh không phân biệt được nặng nhẹ và cho rằng lãnh đạo coi mình là chi kỷ, không coi lãnh đạo là lãnh đạo, như vậy xem như anh sai 10 phần. Thử nghĩ mà xem, nếu như lãnh đạo không có quan uy, như vậy làm sao có thể là một lãnh đạo được? Phương Anh Hồ không phải là người non nớt trong quan trường. Sầm Vật Cương mở miệng dù thân mật khăng khít như thế nào thì mình cũng biết rõ thân sơ. Thế nhưng nhìn thấy tâm tình của Sầm Vật Cương không tốt đẹp gì, hắn có chút không đành lòng, thế là thở dài nói, bí thư, lúc này việc cấp bách là nên giải quyết ra sao cho ổn thỏa. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão đã nghĩ đến phương diện nên giải quyết như thế nào. Mặc dù phương án này sẽ không quá tốt đẹp, thế nhưng lão cần phải chấp hành. Chủ tịch Phương đâu rồi? Phương Anh Hồ nghe Sầm Vật Cương hỏi về Vương Tử Quân thì có chút trầm ngâm, sau đó mới nói Chủ tịch Vương đã về rồi. Anh ấy đi quá nhanh, Sầm Vật Cương nở nụ cười kinh miệt, sau đó lại dùng giọng kỳ quái nói, anh Hồ, anh cảm thấy chuyện này có trùng hợp hay không? Bí thư, dù là trùng hợp hay không thì chúng ta cũng tranh thủ thời gian để truy cứu sự việc, lúc này nên đặt tâm tư ở phương diện nên xử lý thế nào, ngài thấy sao? Phương Anh Hồ có chút sững sốt. Sau đó dùng giọng đề nghị nói. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cầm điện thoại lên, khi lão chuẩn bị quay số thì điện thoại vang lên.
Chương 1865, hai cứt chó bỏ vào lồng ngực. Chào trưởng Ban Dương, Sầm Vật Cương nhìn số điện thoại gọi đến mà không khỏi bày ra bộ dạng cực kỳ cung kính. Dương Độ Lục ở bên kia lên tiếng rất ôn hòa, sau đó chợt thấy lão nói, bí thư Sầm, tôi gọi điện thoại không quấy rầy anh đấy chứ. Sầm Vật Cương rất cung kính với vị lãnh đạo trung ương sắp tiến lên cương vị khác như Dương Độ Lục, lão cười nói, lãnh đạo, ngài cũng đừng như vậy, chúng tôi chờ điện thoại của ngài còn chưa được, sao lại có thể nói là quấy rầy. Thôi bỏ đi, nói chuyện với tôi bỏ qua vài phần khua môi múa mép. Bí thư Vật Cương, tôi cũng không đi vòng quanh, có gì thì nói đó. Dương Độ Lục dùng giọng nghiêm túc nói, bí thư Sầm, phương diện đề cử cán bộ của phía Mật Đông có thể nghiêm túc một chút được không? Anh có biết không, vì các anh công tác không chịu trách nhiệm đã làm cho đơn vị chúng tôi công tác bị động thế nào không? Sầm Vật Cương tuy cảm thấy cực kỳ uất ức nhưng vẫn thành khẩn nhận sai lầm. Dù sao chuyện này có trách nhiệm của lão, sau khi kiểm điểm xong thì lão trầm giọng nói, mong trưởng Ban Dương yên tâm, Mật Đông chúng tôi sẽ tranh thủ tìm phương án tốt giải quyết các vấn đề phát sinh. À, bí thư Sầm, anh là người công tác nhiều năm, lúc nào cũng ổn định. Dù là lãnh đạo thượng cấp hay các đồng sự đều cực kỳ tín nhiệm công tác của anh. Tôi hy vọng sau này anh làm việc thêm ổn thỏa, cũng đừng nên để xuất hiện những sự kiện gây bất lợi cho việc triển khai mở rộng công tác như thế này nữa. Dương Độ Lục nói hết lời thì cúp máy. Sầm Vật Cương chợt cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Dương Độ Lục có thể lên tiếng phê bình vì mình công tác cho ra cạm bẫy, thế nhưng lão căn bản không thể nào nói gì khác được. Sở Hồng Đạo là người có thể làm phương tiện chút giận, nhưng lúc này có chân lão ở Mật Đông, mình đánh chó cần phải nhìn mặt chủ, thật sự quá uất ức. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh đau khổ đi vào, vì lần này hắn cũng là một thành viên có liên quan. Hắn nhìn và bắt chuyện một câu với Phương Anh Hồ, sau đó nói với Sầm Vật Cương, bí thư Sầm, tôi mới nhận được điện thoại của trưởng Ban Dương, anh ấy tiến hành phê bình tiến độ công tác của chúng tôi. Yêu cầu chúng tôi tăng cường giáo dục tư tưởng quan niệm của cán bộ, cần phải làm tốt công tác được giao. Tôi biết rồi, Sầm Vật Cương phất phất tay cảm thấy rất phiền hà, lão thầm mắng Uông Thanh Minh không có mắt, vào thời điểm mấu chốt thế này mà anh dám đưa những lời mắng chửi của lãnh đạo thượng cấp đến báo cáo với tôi. Ngay cả đồng chí bên dưới cũng biết tốt khoe xấu che, anh là một vị trưởng phòng tổ chức, anh không có chút tán thưởng như vậy sao? Tuy Sầm Vật Cương thầm oán hận nhưng ngoài miệng vẫn nói với Uông Thanh Minh, công tác xuất hiện cạm bẫy là khó tránh khỏi, chỉ cần chúng ta rút ra bài học, không tiếp tục phạm sai lầm nữa là được. Sầm Vật Cương nói làm cho Uông Thanh Minh thở dài một hơi. Tuy hắn cũng là người cực kỳ uất ức ở sự kiện này, thế nhưng hắn sợ Sầm Vật Cương nổi giận lên người mình. Quan cao hơn đè chết người, trong mắt người ngoài thì Uông Thanh Minh là quan không nhỏ. Thế nhưng nếu so với Sầm Vật Cương thì căn bản không ra gì, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị bí thư Sầm phê bình. Trưởng Ban Dương phê bình thì chúng ta phải chứng thực cho tốt, tăng cường chỉnh đốn và cải cách. Sầm Vật Cương đi qua đi lại hai vòng rồi nói với Phương Anh Hồ, tôi đã nói vài lời với tỉnh Thiên Bắc, thư ký trưởng Phương nên làm tốt công tác liên lạc với bọn họ, mau chóng thu 5 triệu kia về. Vâng, bí thư Sầm. Uông Thanh Minh đồng ý một tiếng thế nhưng cũng không rời đi ngay. Hắn chờ Phương Anh Hồ rời đi thì khẽ nói, bí thư, trưởng Ban Dương cũng sẽ không còn được tiếp tục phân công nắm công tác tổ chức, tôi cảm thấy chúng ta nên chứng thực từng bước thì hay hơn. Chứng thực từng bước có ý nghĩa gì thì căn bản không gạt được Sầm Vật Cương, thế là lão có vài phần phản cảm với thái độ này của Uông Thanh Minh. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão phạm vào sai lầm mà không chịu sửa ngay. Dũng khí nhận sai lầm còn không có, như vậy sẽ bị người ta coi thường. Khi Sầm Vật Cương định phê bình Uông Thanh Minh hai câu, thế nhưng lúc này giống như nghĩ đến điều gì đó, thế là không khỏi khoát tay áo nói, được rồi, chuyện này anh nên nắm chắc là được. Uông Thanh Minh rời đi, Sầm Vật Cương nhìn tài liệu trong tay mà càng thêm phiền muộn. Lão đi qua đi lại vài vòng trong phòng, sau đó không nhìn được phải thì thào, xe đến núi sẽ có đường, nên đi thế nào thì đi thế ấy. Sầm Vật Cương cầm văn kiện lên định đi ra ngoài, đúng lúc này gặp Trần Đông Chính đang định gõ cửa. Nếu như trước kia lão gặp mặt Trần Đông Chính thì nhất định sẽ nói đùa vài câu, thế nhưng bây giờ lão không có tâm tình này. Giám đốc Trần, có chuyện gì sao? Có vài chuyện cần báo cáo với bí thư Sầm. Trần Đông Chính mặc dù đang cười nhưng nụ cười cực kỳ khó coi.
Tâm tình của Trần Đông Chính cũng không ra thể thống gì, có ai cam tâm tình nguyện đi chùi đít cho kẻ khác. Hơn nữa trước khi đến thì hắn còn bị Trần lão mắng cho một chập, tâm tình không ra gì, sự việc không liên quan đến hắn, thế nhưng cuối cùng lại giống như hắn mới là người làm sai. Trần Đông Chính căn bản không thoải mái với cục diện hiện tại, thế nhưng hắn vẫn phải làm cho xong. Hắn cũng không cảm thấy Bí Thư Sầm làm gì sai, ngược lại còn cảm thấy Bí Thư Sầm như vậy là nể mặt Trần gia bọn họ. Em họ của mình thật sự không ra gì, là bùn nhão chét lên tường, có liên quan gì đến Bí Thư Sầm. Nhưng nếu như ép Trần Đông Chính mang ơn nói ra vài lời cảm tạ với Sầm Vật Cương, hắn thật sự không thể làm ra những việc trái với lương tâm. Dù sao thì Bí Thư Sầm cũng có trách nhiệm, nếu như không phải là người này thúc đẩy sự việc, chỉ sợ cũng không xuất hiện tình huống này. Đây thật sự là trò cười cho người trong nghề. Tuy Sở Hồng Đạo là họ Sở thế nhưng khi nói đến thì lại làm người ta nghĩ ngay đến Trần gia, thế nên phương diện thể diện khó đặt đi đâu được. Sầm Vật Cương ngồi trong phòng làm việc của mình, sau khi thư ký đi vào châm trà rồi đi ra thì Trần Đông Chính dùng giọng điệu tươi cười nói, Bí Thư Sầm, những ngày qua chúng tôi làm cho ngài quá bận rộn, bố của tôi để tôi đến cảm tạ sự tiếp đón nhiệt tình của ngài. Cảm tạ, Sầm Vật Cương nghe vào những lời này mà cảm thấy có hương vị nói không nên lời. Giám đốc Trần, lão thủ trưởng là niềm kiêu ngạo của vài chục triệu nhân dân Mật Đông, ông cụ về quê thì chúng tôi làm theo đúng quy củ thông thường. Anh đừng nói cảm tạ, phải là chúng tôi cảm tạ lãnh đạo quan tâm đến Mật Đông mới đúng. Trần Đông Chính cười cười nói, ý của bố tôi là muốn lặng lẽ đến rồi đi, tìm về ký ức năm xưa, Bí Thư Sầm cứ bận rộn công tác, cũng không nên lãng phí tinh lực theo bố tôi. Nếu như ngay từ đầu Trần Đông Chính nói như vậy thì Sầm Vật Cương sẽ chút được gánh nặng, thế nhưng vào đúng thời điểm này lại nói như vậy, nửa đường đổi lối, điều này làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy khó chịu. Nhưng cuối cùng Sầm Vật Cương cũng không dám làm trái ý của lãnh đạo, lão xấu hổ cười cười với Trần Đông Chính, sau đó gật đầu nói, nếu đó là chỉ thị của lãnh đạo, chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 156.